Các bạn mến, mình sửa lỗi từ tập 145 đến tập 162. Ở mỗi chương đều thiếu một đoạn, mong các bạn thông cảm nha. Cảm ơn bạn nghi lò 4924 đã chỉ ra lỗi này. Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 145. Quét sạch toàn bộ thập hoang và tất cả tinh vực xung quanh. Nghe hư ảnh nói vậy, tám vị trưởng lão trong điện đều sửng sốt. Đạo chiếu. Đây là một trong ba thần khí, của nền văn minh Toại Minh, món thần khí này, có thể đại diện cho cả một nền văn minh, bởi nó được nền văn minh Toại Minh dốc hết toàn bộ sức mạnh văn minh vào đó, nơi nào bị nó chiếu sáng, mọi thứ đều biến thành hư vô. Có thể nói đây là con át chủ bài của nền văn minh Toại Minh. Mọi người đều khiếp sợ, khi quan cố vấn đứng đầu đề nghị sử dụng thần vật này. Phải biết rằng, với nền văn minh Toại Minh của bọn họ mà nói, thập hoang chỉ là nền văn minh cấp thấp, dù sao bây giờ ngay cả đại đế cũng khó sinh ra. Thẳng tay điều động thần khí của nền văn minh, không phải tương đương với việc dùng 100.000 khẩu đại bác để đuổi muỗi sao. Mà ngay lúc này, ông lão tóc trắng dẫn đầu đột nhiên nói, ta đồng ý. Ông chủ là cháu trai của ông ta, bây giờ cháu trai của ông ta chết ở thập hoang còn rất nhiều điều uẩn khúc, với ông ta mà nói. Toàn bộ thập hoang phải chôn theo cháu trai ông ta, không còn gì tốt hơn như thế nữa. Không được, không được. Ngay lúc này, ngồi cạnh ông lão tóc trắng, ông lão lưng gù đột nhiên nói, đại trưởng lão, chuyện này không ổn. Ông lão tóc trắng nhìn ông lão lưng gù, hơi không vui, có gì mà không được chứ? Ông lão lưng gù trầm giọng nói, có ba thứ không ổn. Thứ nhất, nếu sử dụng thần vật đạo của nền văn minh sẽ tiêu hao một lượng lớn tiên tinh cực phẩm. Chỉ vì để giết một tên cảnh giới đại đế, thật sự rất không đáng. Thứ hai, thập hoang và những nơi khác không giống nhau, giống như nền văn minh Toại Minh của chúng ta, mặc dù bây giờ đã suy tàn, nhưng dù sao vẫn là quê hương của chúng ta, là khởi nguyên của nền văn minh Toại Minh, nếu tiêu diệt nó, rất nhiều người lớn tuổi trong nền văn minh sẽ không chấp nhận. Thứ ba bao gồm cả ta, cũng là vấn đề quan trọng nhất, chính là bi tâm từ. Bi tâm từ. Lời này vừa dứt. Sắc mặt mọi người trong điện đều thay đổi. Vẻ mặt của ông lão lưng gù nghiêm trọng, đại trưởng lão đừng quên, dưới vũ trụ có phong ấn, sở dĩ người phụ nữ đó để lại phong ấn, chính là vì để bảo vệ thập hoang và phía dưới vũ trụ. Nếu chúng ta dùng đạo chiếu để phá hủy chỗ đó, động tĩnh ầm ĩ như vậy, nếu quấy rầy đến người phụ nữ kia, thì... Nói đến đây, ông ta không nói tiếp nữa. Mà vẻ mặt của mọi người ở trong điện cũng trở nên khó coi. Nếu quấy rầy đến người phụ nữ đó mà tìm đến thì rắc rối. Ai chịu nổi? Đại trưởng lão dẫn đầu cũng trầm mặc. Mặc dù ông ta rất muốn tiêu diệt toàn bộ thập hoang, chôn theo cháu trai ông ta, nhưng ông ta biết rõ, điều nhị trưởng lão nói rất có lý, vì một kiếm tu cảnh giới đại đế, mà sử dụng đạo chiếu, tiêu hao quá lớn, đúng là không đáng, nếu vì như vậy mà đụng vào người phụ nữ kia, vậy thì vấn đề không phải là đáng hay không đáng nữa. Đó là hành động cực kỳ ngu ngốc. Lúc này, một trưởng lão khác đột nhiên nói, nhưng đề nghị của quan cố vấn đứng đầu. Nhị trưởng lão im lặng. Quan cố vấn đứng đầu. Mặc dù vị kia không gia nhập đoàn trưởng lão, nhưng địa vị rất lớn trong nền văn minh Toại Minh, những đề xuất của cô ta, đừng nói là bọn họ, đến cả chủ của nền văn minh cũng phải nghiêm túc xem xét. Đúng lúc này, một tên trưởng lão đột nhiên nói, tất nhiên là phải coi trọng, đề nghị của quan cố vấn đứng đầu. Nhưng mà, cô ta nói, chúng ta phải xem xét từ hai góc độ, đầu tiên, sở dĩ cô ta đề nghị dùng, đạo chiếu, nguyên nhân chính là vì cảm thấy tên kiếm tu đó không đơn giản, vì thế nên mới sử dụng, đạo chiếu, không cho chàng kiếm tu kia bất kỳ cơ hội nào. Thứ hai, có khả năng là, cô ta chỉ nói bừa, chẳng hạn như muốn bóp chết một con muỗi, có thể dùng đại bác, hoặc dùng tay đập chết, cũng có thể. Cô ta chỉ thuận miệng nói vấn đề đầu tiên. Tất cả trưởng lão đều im lặng. Hiển nhiên, với lời giải thích của vị trưởng lão này, bọn họ không quá chấp nhận, đây chẳng phải là nói nhảm sao. Lúc này, có người đột nhiên nói, nếu không thì đi hỏi thử xem. Mọi người đồng loạt nhìn về phía người vừa lên tiếng, tất cả đều đồng thanh nói, ngươi đi đi. Trưởng lão kia vội vàng xua tay, không không, ta không đi. Mẹ kiếp, quan cố vấn đứng đầu kia tính khí như chó điên vậy, lúc trước chẳng qua có một vị trưởng lão hỏi cô ta một vấn đề. Lập tức bị cô ta mắng suốt 100 năm trời. 100 năm. Gặp mặt lập tức mắng ngu ngốc.
100 năm đấy. Bất lực nhất chính là không mắng được cô ta, không đánh được cô ta. Chơi cũng không thắng được. Cô ta không chỉ có chỉ số IQ cao nhất trong nền văn minh Toại Minh, mà cấp dưới cũng có chỉ số IQ cao đáng sợ, đám người này sao vậy? Mỗi ngày ở trong căn phòng nhỏ âm mưu chống lại các nền văn minh khác. Chiêu nham hiểm, ác chiêu, độc chiêu, nhiều vô số kể. Ban đầu có hai nền văn minh không chịu nổi tính toán hãm hại của đám người kia, lập tức phát động ám sát. Thiếu chút nữa đã thành đại chiến nền văn minh lần thứ ba. Mà vị trưởng lão bị chửi kia cuối cùng vẫn không chịu nổi, vì vậy đã chủ động rời khỏi đoàn trưởng lão, nhận chức ở bên ngoài. Bây giờ đi hỏi cô ta. Này không phải đụng thẳng vào họng súng sao? Khụ khụ. Một vị trưởng lão đột nhiên ho khan, sau đó nói, chuyện nhỏ như vậy, sao phải làm phiền đến quan cố vấn đứng đầu? Chúng ta thảo luận một chút không phải là giải quyết được vấn đề rồi sao? Vị trưởng lão còn lại cũng vội vàng gật đầu, đồng ý. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, tên kiếm tu kia chẳng qua chỉ là một tên đại đế nhưng nếu quan cố vấn đứng đầu đã chỉ đích danh hắn, vậy chúng ta cũng không thể coi thường hắn. Tất nhiên là không thể coi thường. Một vị trưởng lão khác đột nhiên nói, tính cách của ung chủ như thế nào, mọi người còn không biết sao, ung chủ luôn cẩn thận chững chạc, giỏi dùng mưu, nhưng lại chết trong tay thiếu niên kia, có nghĩa là thiếu niên kia không hề đơn giản, hơn nữa chỗ đó còn có phong ấn của người phụ nữ kia, vì vậy chúng ta không thể khinh thường. Phong ấn. Điều khiến bọn họ lo lắng nhất là phía dưới có một phong ấn do Bi Tâm Tử để lại, chỉ cần phong ấn đó còn tồn tại, cho dù cảnh giới cao đến đâu. Cảnh giới cũng sẽ bị áp chế xuống cảnh giới đại đế, mà cảnh giới thấp hơn sẽ bị áp chế xuống thấp hơn. Một vị trưởng lão khác đột nhiên nói, bảo Huyền Chính đi. Huyền Chính. Mọi người im lặng trong chốc lát, đều gật đầu đồng ý, được. Lúc này đại trưởng lão mới nói, để Huyền Chính dẫn 100 thần vệ kim đồng, để đảm bảo chắc chắn. Mọi người ngẩn ra, hơi kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cố vấn các. Đây là một bộ phận cực kỳ quan trọng của nền văn minh Toại Minh, có thể nói bộ phận này đóng vai trò quyết định trong mọi quyết định quan trọng của nền văn minh Toại Minh. Có thể nói nơi đây tụ tập tất cả người thông minh nhất của nền văn minh Toại Minh. Ở một gian trong điện, có một người phụ nữ đang đứng ở giữa phòng, cô ta mặc một bộ váy lụa, trong tay cầm quyển sách cổ, không trang điểm, nhưng vẫn đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Xung quanh cô ta có 4 bức tường, mỗi mặt tường là một mảnh tinh không. Nhìn vào đó, trong tinh không dày đặc những cuốn sách cổ. 4 bề đều là biển sách. Người này chính là Toại Cổ Kim Quan cố vấn đứng đầu của nền văn minh Toại Minh. Toàn bộ nền văn minh Toại Minh, có thể dùng chữ Toại, làm họ, không quá 5 người. Lúc này, một thiếu niên đi vào trong điện, thi lễ, đại nhân. Toại Cổ Kim nói, thông báo cho Toại Minh thần các, để bọn họ chuẩn bị, đạo chiếu. Giọng nói của cô ta như nước trong làn suối lạnh, không rét mà run. Thiếu niên ngạc nhiên, nói, ý của đại nhân là trưởng lão các sẽ không dùng đạo chiếu với thập hoang ư. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, bọn họ sẽ khinh địch. Thiếu niên do dự, sau đó nói, đại nhân, thiếu niên kia có thể giết chết ung chủ, quả thật là bất phàm, nhưng mong đại nhân suy nghĩ thêm về việc dùng đạo chiếu. Toại Cổ Kim chậm rãi nhắm mắt lại. Người đó không thành đế vì đế nguyên mà là tự thành đế, hơn nữa còn thiết lập trật tự, hắn có thể giết ung chủ, thì thực lực cũng không tầm thường, hắn còn là một vị đạo đế đã sáng lập ra đạo thống hoàn chỉnh, ở nơi đó, một người không thể nào sáng lập được đạo thống. Sử dụng đạo chiếu vì hai mục đích, một là lập tức giết người, không cho người đó bất kỳ cơ hội nào, hai là nếu người sau lưng hắn có thể chống lại đạo chiếu, vậy thì cũng đồng nghĩa với sau lưng người này có một nền văn minh rất mạnh, khi đó, có thể lợi dụng. Cũng có thể lôi kéo. Thiếu niên hành lễ, hiểu rồi ạ. Nói xong, gã lui xuống. Toại Cổ Kim đột nhiên nói, bọn họ phái Huyền Chính tới thập hoang sao? Thiếu niên gật đầu, phải. Toại Cổ Kim nói, sau khi gã chết mới sử dụng đạo chiếu. Thiếu niên kinh ngạc, đại nhân. Mặt Toại Cổ Kim không cảm xúc, đã phạm sai lầm thì phải gánh hậu quả, nếu không lần sau sẽ lại tái phạm. Thiếu niên hành lễ. Sau đó lui về phía sau. Toại Cổ Kim đột nhiên mở mắt ra, Phản Chiêu Đế, rốt cuộc cô có mục đích gì, thiếu niên kiếm tu đó có quan hệ gì với cô sao? Thập hoang, bên trong tiểu tháp. Diệp Quân đang đánh giá hai chiếc nhẫn không gian trước mắt, đây chính là nhẫn không gian mà ung chủ và lão già áo đen kia để lại.
không thể không nói, quả thật là giàu có. Bên trong nhẫn không gian của ung chủ có tầm 32.000 đế nguyên cực phẩm. 32.000 đấy. Hơn nữa toàn bộ đều là đế nguyên cực phẩm. Còn có một số thần vật, trong đó, có hơn 100 món thần vật cấp đế binh, thánh vật có hơn chục ngàn món. Ngoài ra, còn có các loại đan dược, trận pháp, võ kỹ thần thông, cấp bậc cũng không thấp, nhất là những võ kỹ thần thông kia, đưa tới thập hoang cũng là một sự đả kích lớn. Điều quan trọng chính là ung chủ này còn có hai mạch đế nguyên cực phẩm. Bên trong nhẫn không gian này cũng là một thế giới không gian, hai mạch đế nguyên cực phẩm chia ra ẩn nấp trong hai dãy núi dài vô tận, vì có hai mạch đế nguyên cực phẩm nên linh khí ở thế giới bên trong nhẫn không gian vô cùng dồi dào, bầu không khí cũng ẩn chứa mùi vị của đế nguyên. Khi phát hiện ra hai mạch đế nguyên cực phẩm, Diệp Quân mừng như điên, trước mắt, điều này đối với hắn mà nói thì thật sự rất quan trọng. Có những đế nguyên cực phẩm và mạch đế nguyên cực phẩm này, hắn có thể làm được rất nhiều điều. Đương nhiên, điều này cũng khiến hắn hiểu rằng, thân phận của vị ung chủ kia ở nền văn minh toại minh tuyệt đối không hề đơn giản, vì đối với hắn, những thứ như mạch đế nguyên cực phẩm dù ở cựu thổ cũng là thứ vô cùng hiếm hoi, vậy mà ung chủ lại có tận hai mạch. Nhẫn không gian của lão già áo đen cũng có không ít đồ, trong đó cũng có hơn 2.000 luồng đế nguyên cực phẩm, ngoài ra còn có 3 món thần vật cấp đế binh. Nhìn hai chiếc nhẫn không gian trước mắt, Diệp Quân không khỏi cảm thán. Béo bở quá. Bây giờ đã có tài nguyên, chỉ còn thiếu thời gian. Thời gian. Diệp Quân dần trở nên căng thẳng, hắn biết, nền văn minh toại minh tuyệt đối sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Diệp Quân suy nghĩ một lát, sau đó hắn lập tức đưa hai mạch đế nguyên cực phẩm kia vào trong tiểu tháp, vừa mới chuyển vào, tốc độ tăng trưởng của linh khí bên trong tiểu tháp đột nhiên có thể thấy được bằng mắt thường. Diệp Quân lập tức triệu tập 200 vị kiếm tu cực phẩm đến, bây giờ, trong 200 vị kiếm tu đã có 137 vị đạt tới cảnh giới chuẩn đế, ngoài ra thông qua việc rèn luyện chiến tướng đồng đen, chiến lực của bọn họ cũng đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, bọn họ bây giờ ra ngoài hoàn toàn có thể nghiền nát toàn bộ thập hoang và cấm địa cổ hoang. Phải biết rằng, bọn họ đã khổ tu mấy trăm năm bên trong tiểu tháp. Diệp Quân không rong dài nữa, phất tay áo lên. 137 luồng đế nguyên xuất hiện trước mặt những kiếm tu đã đạt tới cảnh giới chuẩn đế, khi thấy đế nguyên, những kiếm tu kia đều ngẩn ra. Diệp Quân bình tĩnh nói, từ bây giờ trở đi, các người toàn lực cố gắng lên kiếm đế. Cố gắng lên kiếm đế. Nghe Diệp Quân nói vậy, những kiếm tu đạt tới cảnh giới chuẩn đế đều dâng trào nhiệt huyết, một lát sau, tất cả mọi người đồng loạt quỳ trước Diệp Quân, kích động nói. Đa tạ quân đế. Bọn họ đương nhiên rất biết ơn Diệp Quân, không có Diệp Quân, bọn họ muốn đạt tới cảnh giới chuẩn đế phải tốn không biết bao nhiêu năm. Bây giờ, Diệp Quân trả lại đế nguyên cho bọn họ để giúp bọn họ đạt tới kiếm đế, điều này là điều bọn họ không dám mơ tới. Diệp Quân nói, chư vị, không bao lâu sau có thể sẽ có một trận chiến khốc liệt, vì vậy, đến lúc đó, ta cần chư vị giúp đỡ. Tất cả kiếm tu đồng thanh nói, nguyện tử chiến vì quân đế. Diệp Quân cười gật đầu, tiếp tục tu luyện. 200 kiếm tu hành lễ, sau đó hóa thành từng luồng kiếm quang tiến vào hư không, tiếp tục tu luyện. Diệp Quân nhìn khoảng hư không, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, ngươi không sợ bọn họ trở mặt sau khi đạt tới đại đế sao? Diệp Quân bình tĩnh nói, ai dám? Nói xong, hắn xoay người tới trước mặt 200 bức thần vệ đồng đen, 200 bức thần vệ đồng đen này đều đã bị tiểu hồn trấn áp. Điều bây giờ hắn muốn làm chính là khống chế bọn họ. Hắn đã thử nhưng bí pháp dùng để điều khiển thần vệ đồng đen bên trong di tích nền văn minh toại minh hoàn toàn không dùng được, nhưng điều này không làm khó được hắn, hắn niệm trong đầu, tiểu hồn. Rất nhanh, linh hồn ký ức của ung đế bị tiểu hồn hấp thu bắt đầu tiến vào trong đầu hắn. Tiểu hồn có thể lấy được ký ức, nhưng đáng tiếc, ký ức này không được trọn vẹn. Một lát sau, Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra. Hắn đã hiểu sơ sơ về nền văn minh toại minh, nhưng cũng không nhiều, ký ức này khá lẻ tẻ, nhưng cũng may, hắn có thể lấy được cách để điều khiển những thần tướng đồng đen từ trong đó. Hắn bắt đầu niệm chú, những thần tướng đồng đen kia bắt đầu rung lên, rất nhanh, tất cả thần vệ đồng đen đồng loạt quỳ xuống trước mặt hắn. Thấy cảnh này, khóe miệng Diệp Quân nhếch lên, những thần tướng đồng đen này quả thật không tầm thường, dù tới cựu thổ cũng rất có lợi, vì cảnh giới của bọn họ đã bị trấn áp khi tới đây. Như nghĩ ra điều gì đó, Diệp Quân đột nhiên nói, yểm nhật. Một luồng kiếm quang rơi xuống bên người Diệp Quân.
Diệp Quân xòe lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn không gian rơi xuống trước mặt Yểm Nhật, đưa tới cho đám người đại ca ta, có một luồng đế nguyên trong đó là của ngươi. Yểm Nhật mừng như điên, nhận lấy nhẫn không gian, hành lễ, tuân lệnh. Nói xong, y hóa thành một luồng kiếm quang rồi biến mất. Diệp Quân nhìn những thần tướng đồng đen ở đằng xa, nheo mắt lại, không biết đang nghĩ cái gì. Tiểu Tháp đột nhiên nói, ngươi lại có âm mưu gì? Diệp Quân cười một tiếng, không nói gì. Tiểu Tháp nói cho Tháp gia đi, gần đây Tháp gia đọc rất nhiều sách, nên não đang hơi mệt. Diệp Quân nói, Tháp gia, ngươi nói xem, nền văn minh Toại Minh sẽ làm thế nào để đối phó với ta? Tiểu Tháp trầm giọng nói, ý ngươi là... Diệp Quân nhẹ giọng nói, hy vọng lần này bọn họ sẽ kiên quyết. Mẹ kiếp! Tiểu Tháp hưng phấn nói, ta hiểu ý của ngươi rồi, tiểu tử xấu xa. Trong một tinh không, tinh hà vốn yên tĩnh đột nhiên rung chuyển, một lát sau, thời không bị nứt ra một chỗ, tiếp đó, một người đàn ông chậm rãi bước ra, người đàn ông mặc áo đen, tóc dài xõa xuống, trông rất hoang dã và lạnh lùng. Bên cạnh gã có một người đàn ông mặc giáp trắng đi cùng. Tay người đàn ông cầm thanh giáo dài, vẻ mặt lạnh lùng, trên người tỏa ra ý muốn giết người lạnh lẽo. Phía sau hai người bọn họ có trăm tên thần vệ đồng vàng cầm thanh giáo dài. Người đàn ông áo đen dẫn đầu từ từ nhắm mắt lại, không hổ là quan chấp hành đứng đầu mạnh nhất nền văn minh Toại Minh ta từ trước tới giờ, dù ta có chống cự thế nào cũng không thể nào chống lại phong ấn thần bí kia. Bi đại nhân, ánh mắt của người đàn ông giáp trắng hơi dao động, có tôn kính cũng có phần kiêng dè. Người đàn ông áo đen đột nhiên nhìn xuống tinh vực phía dưới, Bạch Khâm, theo ngươi, chúng ta nên đối phó với vị kiếm tu kia thế nào đây? Người đàn ông giáp trắng nói, theo ý của đại nhân. Người đàn ông áo đen nhìn tinh vực phía dưới, bình tĩnh nói, vậy thì tàn sát cả vực đi. Tàn sát cả tinh vực. Người đàn ông mặc áo giáp trắng ngây người, sau đó trầm giọng nói, đại nhân, tên này tu luyện trật tự. Nếu làm thế chắc chắn sẽ khiến tất cả sinh linh có chung mối thù với hắn ta. Người đàn ông áo đen bình tĩnh cất lời, chẳng phải làm thế mới thú vị à? Người đàn ông áo giáp trắng gật đầu, không nói gì thêm nữa. Người đàn ông áo đen tiến một bước về phía trước, xoay tay phải, sau đó thì đè xuống. Thập hoang! Hôm nay, có một bàn tay khổng lồ bất ngờ đè xuống nơi này từ sâu trong tinh hà, chỉ trong nháy mắt. Tất cả mọi người ở thập hoang cảm thấy trời tối xuống, không nhìn rõ năm ngón tay, tất cả sinh linh đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên bàn tay khổng lồ đang che khuất bầu trời. Khí thế của đại đế. Tất cả sinh linh nhìn bàn tay khổng lồ kia bằng ánh mắt vô cùng tuyệt vọng. Câu nói tất cả mọi người đều chỉ là kiến dưới tay đại đế quả không sai. Rắc rắc rắc. Theo bàn tay khổng lồ liên tục đè xuống, thời không của vũ trụ thập hoang cũng bắt đầu nứt ra từng chút một. Vô số sinh linh bị trấn áp phải đứng im tại chỗ, hơi thở tử vong bao phủ trong lòng bọn họ, lúc này, bọn họ chỉ có thể đứng im tại chỗ chờ chết một cách tuyệt vọng. Đối mặt với cao thủ cấp bậc này, mọi người hoàn toàn không có chút khả năng phản kháng nào. Tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này, kể cả những gia tộc đại đế và tiên tông cũng rất tuyệt vọng trước bàn tay khổng lồ, thậm chí còn không có chút suy nghĩ muốn phản kháng nào. Cao thủ cấp bậc này đã vượt hoàn toàn khỏi nhận biết của bọn họ. Nhưng vào lúc tất cả mọi người đều tuyệt vọng, một tiếng kiếm reo bỗng vang vọng khắp thập hoang, sau đó, kiếm quang kia bay lên, xông thẳng về phía bầu trời chặn bàn tay khổng lồ lại, khiến nó không thể đè xuống thêm được nữa. Quân đế! Là quân đế! Vô số người trong thập hoang mừng đến mức rơi nước mắt. Phá! Một giọng nói bỗng vang vọng trong thiên địa, ngay sau đó. Bàn tay khổng lồ đang che khuất bầu trời kia ầm ầm vỡ tan. Đất trời sáng sủa trở lại. Lúc này, Diệp Quân xuất hiện ở chân trời, hắn mặc áo trắng, cầm một thanh kiếm trong tay, khí thế ngút trời bao trùm toàn bộ thập hoang. Quân đế! Vô số người vốn đã tuyệt vọng lại dấy lên hy vọng một lần nữa. Mấy người nhóm đạo chí cũng nhìn chằm chằm Diệp Quân, hai tay nắm chặt, vô cùng hưng phấn. Rắc! Thời không đối diện Diệp Quân bỗng bị nứt. Sau đó có một người đàn ông mặc áo choàng đen chậm rãi bước ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người đàn ông áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quân bằng ánh mắt bình tĩnh. Diệp Quân cũng nhìn gã nhưng không nói một lời. Hai người bỗng dưng cùng biến mất. Ngay sau đó, một vùng kiếm quang bao phủ lấy toàn bộ bầu trời, nhưng trong nháy mắt, một chuôi trường thương đã đâm thủng một lỗ to trên kiếm quang,
thương thế đáng sợ bao phủ lấy bầu trời, chỉ trong nháy mắt đã lan ra khắp thập hoang, uy áp và khí thế đáng sợ khiến tất cả mọi người ở thập hoang cảm thấy khó thở. Tất cả mọi người đều hoảng hốt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một tia kiếm quang đã phá vỡ uy áp kia, uy áp kiếm đạo mạnh mẽ càn quét giữa đất trời, khiến người đàn ông liên tục lùi lại, gã vừa dừng bước, một tia kiếm quang vạn trường đã đè xuống từ đầu gã, tiếng xé rách liên tục vang vọng bên tai. Người đàn ông áo đen có vẻ khá ngạc nhiên với thực lực của Diệp Quân, gã xoay cổ tay, trường thương biến thành những tia sét lao thẳng đến chỗ kiếm thanh huyên của Diệp Quân, kiếm và thương chạm vào nhau, kiếm quang xen lẫn với tia chớp bùng nổ như núi lửa phun trào. Toàn bộ chân trời thoáng chốc biến thành hư vô, trở thành một khu vực sâu không thấy đáy. Diệp Quân và người đàn ông áo đen bị lực lượng bộc phát ra làm liên tục lùi lại, sau khi dừng bước, tay phải Diệp Quân khẽ run, làm vỡ dư âm lực lượng xung quanh. Người đàn ông áo đen dừng lại ở phía xa. Gã híp mắt nhìn Diệp Quân, trong lòng thấy hơi khiếp sợ, vì chỉ nhìn qua, gã không ngờ đại đế của nơi này lại mạnh đến thế, dù ở cựu thổ. Hắn cũng có thể được xếp vào hàng những người có chiến lực cao. Cũng may là phái gã đến, nếu phái người khác thì e rằng chỉ đến để tăng thêm kinh nghiệm cho tên này mà thôi. Diệp Quân cầm kiếm thanh huyên, chậm rãi nhắm mắt lại, dù hắn không có tu vi, nhưng có tiểu hồn, hắn chính là đại đế, vì tiểu hồn đã hợp nhất với hắn từ lâu rồi. Mà từ sau khi đánh một trận với Phạn Chiêu Đế, gã chưa từng được chiến đấu thỏa thích như hôm nay. Cảm giác chiến đấu rất đã. Diệp Quân bật cười, tiến về phía trước một bước, chỉ một bước, một vùng kiếm quang đã bay đến trước mặt người đàn ông, cổ tay gã khẽ run, trên trường thương xuất hiện mấy chục nghìn tia lôi mang. Hai người lại bắt đầu chém giết một lần nữa. Trận chiến giữa đại đế. Trong bóng tối ở một nơi nào đó bên dưới, 200 tên kiếm tu đang nhìn chằm chằm trận chiến trên bầu trời, lúc trước Diệp Quân để bọn họ ra khỏi tiểu tháp là để bọn họ theo dõi trận chiến cấp bậc đại đế. 200 kiếm tu nhìn chằm chằm Diệp Quân và người đàn ông áo đen bằng ánh mắt nóng như lửa. Khoảng thời gian ở trong tiểu tháp, mỗi ngày bọn họ đều chiến đấu với chiến tướng đồng đen, theo thực lực tăng lên, thật ra sâu trong nội tâm bọn họ đều có cảm giác mình đã vô địch thập hoang, thậm chí có thể đấu với những tinh vực lớn. Nhưng lúc này sau khi thấy Diệp Quân chiến đấu với người đàn ông áo đen, bọn họ mới hiểu bọn họ vẫn chỉ là kiến. Vì chiến đấu với người có cấp bậc này, thậm chí bọn họ còn không chịu nổi một hiệp. Lúc này, Yểm Nhất đi đầu hưng phấn nói, xem cho kỹ, quân đế bảo các ngươi đến xem là muốn cho các ngươi biết trời cao bao nhiêu. Tất cả kiếm tu đều gật đầu, nhìn chằm chằm khu vực chiến đấu trên bầu trời không chớp mắt, lúc này, bọn họ càng thấy kính sợ Diệp Quân hơn. Trong mắt Yểm Nhất cũng lóe lên cảm xúc phức tạp, lúc này, nếu Diệp Quân sử dụng nó thì sẽ rất có ích cho nó. Yểm Nhất, lúc này, chân trời bỗng vang lên giọng nói của Diệp Quân. Yểm Nhật nhất thời sửng sốt, sau đó nó cười to, biến thành một tia kiếm quang hỏa diễm bay lên cao, chỉ trong nháy mắt đã dừng lại trong ta phải của Diệp Quân, thân kiếm một màu đỏ chói như làm từ ánh mặt trời chói chang. Diệp Quân tay trái cầm thanh huyên, tay phải cầm Yểm Nhật, tay phải của hắn run mạnh, trong nháy mắt, 10 triệu tia kiếm khí hỏa diễm kéo về phía người đàn ông, lúc này, ngọn lửa mạnh đến mức có thể lấn át cả mặt trời. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, hắn phát hiện hắn đánh giá hơi thấp thanh kiếm Yểm Nhật này rồi, chủ nhân trước đây của nó không đơn giản chút nào. Người đàn ông phía xa phóng trường thương trong tay về phía Diệp Quân, nơi trường thương đi qua có lôi long lượn lờ, hùng dũng oai nghiêm, chỉ trong nháy mắt đã va chạm với 10 triệu tia kiếm khí hỏa diễm, thiên địa xuất hiện những đợt sóng xung kích lực lượng đáng sợ, lôi quang và hỏa quang càn quét tất cả mọi thứ. Lúc này, Diệp Quân bỗng nhiên biến mất. Hai tia kiếm quang xẹt qua từ chân trời, đánh về phía người đàn ông áo đen. Vô số người bên dưới cũng đang theo dõi khu vực chiến đấu nơi chân trời, tất cả mọi người đều rất căng thẳng, bọn họ biết nếu Diệp Quân thua trận thì kết cục sẽ như thế nào, có thể nói trận chiến này của Diệp Quân liên quan đến sinh tử của tất cả mọi người. Mà trong một vùng tinh không, lúc này người đàn ông áo giáp trắng được người đàn ông áo đen dẫn đến cũng đang theo dõi trận chiến bên dưới bằng ánh mắt nặng nề. Vì y cũng không ngờ sức chiến đấu của đại đế nơi này lại đáng sợ đến thế, có thể ngang tài ngang sức với cả Huyền Chính đại nhân. Huyền Chính là ai? Gã là võ giáo quan của nền văn minh Toại Minh, dù không phải là võ giáo quan đứng đầu nhưng cũng là võ giáo quan, phụ trách dạy võ cho thế hệ trẻ của nền văn minh Toại Minh. Tuy sau khi đến nơi này, Huyền Chính đại nhân bị trấn áp cảnh giới, nhưng dù gì gã cũng là đại đế, hơn nữa còn không thể xem là đại đế bình thường.
mà lúc này, gã lại không thể làm gì thiếu niên kiếm tu này. Hơi khó tin. Lúc này, trong khu vực chiến đấu bên dưới, một tiếng nổ đáng sợ vang vọng khắp đất trời, sau đó, Diệp Quân và Huyền Chính liên tục lùi lại, xung quanh bọn họ có vô số kiếm khí hỏa diễm và lôi mang dâng trào như thủy triều, nghiền ép mọi thứ. Sau khi dừng lại, vẻ mặt Diệp Quân rất hưng phấn, chiến đấu cấp bậc này đúng là thú vị. Sắc mặt Huyền Chính phía xa thì hơi khó coi, gã nhìn chằm chằm Diệp Quân, người đang che giấu thực lực. Che giấu thực lực. Người ngoài không thể phát hiện, nhưng gã thì phát hiện ra, từ đầu đến giờ, thiếu niên kiếm tu trước mắt vẫn đang che giấu thực lực. Mục đích là gì? Chẳng lẽ muốn gã lơ là, sau đó vào thời khắc mấu chốt cho gã một kích chí mạng? Hay muốn dựa vào chiến đấu rèn luyện bản thân? Huyền Chính không suy nghĩ nữa, gã nhìn về phía Diệp Quân. Giết! Giết! Nghe thấy lời Huyền Chính, người đàn ông áo giáp trắng ẩn mình trong tinh không lập tức dẫn theo hơn 100 thần vệ đồng vàng lao xuống. Đánh hội đồng! Huyền Chính biết rõ chỉ trấn áp bằng cảnh giới sẽ không ảnh hưởng gì kiếm tu trước mắt, nếu tiếp tục đánh sẽ chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Vì thế, gã quyết định sẽ đánh hội đồng. Dùng sức mạnh của mọi người giết chết Diệp Quân. Dù những thần vệ đồng vàng này đã bị phong ấn áp chế, nhưng dù sao bọn họ cũng có cảnh giới đại đế, đồng loạt lao xuống như thế, sức mạnh sẽ đáng sợ đến mức nào. Rõ ràng là không cho Diệp Quân chút cơ hội nào. Khi thấy Huyền Chính quyết định sẽ đánh hội đồng, Diệp Quân hơi nhếch môi. Mấy cao thủ thập hoang bên dưới thấy thế đều đỏ bừng mắt, vô cùng giận dữ. Mẹ kiếp! Ỷ Đông hiếp yếu! Lúc này, Diệp Quân dựng thẳng kiếm Thanh Huyền đến giữa chân mày, sau đó chậm rãi nói, suy nghĩ của ta tức là suy nghĩ của chúng sinh, ý định của ta là ý định của chúng sinh, mượn tên của kiếm, kêu gọi vạn vật vạn linh trong chúng sinh giúp ta. Trong nháy mắt, trong đầu các sinh linh thuộc trật tự của Diệp Quân tại thập hoang đều vang vọng giọng nói của hắn. Sau một thoáng yên tĩnh, oanh, hàng tỷ sức mạnh tín ngưỡng kéo đến từ trong đất trời, sau đó tràn vào người Diệp Quân như thủy triều. Diệp Quân tiến lên một bước, oanh, một bước thành đế. Lúc này, tu vi của hắn ngay lập tức khôi phục. Khôi phục tu vi, sức mạnh của một người là sức mạnh của chúng sinh. Sức mạnh của chúng sinh cũng là sức mạnh của một người. Trật tự đại đế. Vào khoảnh khắc Diệp Quân trở thành đại đế, sắc mặt Huyền Chính thay đổi, gã hoảng hốt nói, cẩn thận. Nhưng lúc này, Diệp Quân đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Xoẹt. Một tia kiếm quang bỗng lướt qua, người đàn ông áo giáp trắng dẫn đầu cảm nhận được sự đáng sợ của Diệp Quân, con người của y co lại, y không chút do dự siết chặt hai tay, áo giáp trắng trên người rung mạnh. Sau đó biến thành một áo giáp hư hồn bao phủ quanh người y, như một ngọn núi to bảo vệ lấy y. Huyền giáp bảo vệ. Chiến giáp này không phải chiến giáp bình thường, là thần binh cực phẩm, ở nền văn minh toại minh, nó vẫn là một tồn tại vô cùng quý giá, xét cùng cảnh giới, có thần binh này có thể nói là vô địch. Y không tin kiếm tu trước mắt có thể phá được huyền giáp của y. Lúc này, kiếm của Diệp Quân đã chém tới. Xoẹt. Kiếm của Diệp Quân dễ dàng đâm nát huyền giáp bảo vệ của y mà không có chút trở ngại nào, sau đó đâm thẳng về phía giữa chân mày của y. Người đàn ông áo giáp trắng trợn tròn mắt, máu tươi tuôn ra từ giữa chân mày của y, thoáng chốc đã bao trùm cả khuôn mặt, y tỏ vẻ khó tin. Lúc này, Diệp Quân đã tấn công về phía thủ vệ đồng vàng sau lưng y. Diệp Quân cũng không giết chết những thủ vệ đồng vàng kia mà đè tay trái đang cầm kiếm Thanh Huyền về phía trước. Kiếm thế ngút trời trấn áp hoàn toàn đám thủ vệ đồng vàng. Nhưng ngay sau đó, khí thế của nhóm thủ vệ đồng vàng đã áp chế ngược lại Diệp Quân, dù sao cũng đông người, hàng trăm cao thủ cấp bậc đại đế cùng hiệp lực ra tay, khí thế đương nhiên là rất đáng sợ. Nhưng ngay sau khi ngăn cản những thủ vệ đồng vàng kia, hắn lập tức xoay người chém một kiếm về phía Huyền Chính. Lúc này, kiếm của hắn không chỉ là đại đế mà cả hắn cũng đang thuộc cảnh giới đại đế, mà hắn và kiếm Thanh Huyền vốn đã hợp nhất. Tâm ý tương thông, hai như một, sức mạnh phát huy ra không chỉ đơn giản là một cộng một. Cảm giác hiện tại của Diệp Quân là, có lẽ hắn thật sự có thể một đấu một với cha. Khi nhìn thấy mũi kiếm của Diệp Quân chỉ về phía mình, sắc mặt Huyền Chính thoáng chốc thay đổi, đương nhiên gã biết ý đồ của Diệp Quân, rõ ràng là muốn giết giặc phải bắt vua trước. Lúc này gã cảm thấy vô cùng rung động, vì thực lực của thiếu niên kiếm tu trước mặt đã mạnh đến mức gã cảm thấy không bình thường. Đây là cảnh giới đại đế sao? Gã cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều,
vì kiếm của Diệp Quân đã chém tới, đối mặt với chiêu kiếm đáng sợ này của Diệp Quân, đương nhiên là Huyền Chính sẽ không ngồi chờ chết, gã siết chặt hai tay, giữa chân mày gã chợt xuất hiện một cái ấn đen, sau đó lơ lửng trên đầu gã, tiếp theo, một tia ám quang bí ẩn kéo xuống, những ám quang này trông rất giống mai rùa, chồng lên nhau bảo vệ lấy hắn. Ấn võ quan. Đây là quan ấn nhậm chức của gã, đồng thời cũng là một món thần vật cấp bậc tiên đế, đây là lá bài tẩy lớn nhất của gã, sử dụng ấn này, gã có thể bất bại trong một khoảng thời gian ngắn, ít nhất chắc chắn không có ai cùng cảnh giới có thể giết hắn. Nhưng mà, khi kiếm Diệp Quân đâm tới những ám quang kia, nó vẫn chẳng khác nào tuyết gặp dầu sôi, tất cả ám quang đều hóa thành tro bụi, trường kiếm đâm thẳng về phía giữa chân mày của hắn, một dòng máu tươi bắn ra. Những thủ vệ đồng vàng sau lưng Diệp Quân đồng loạt dừng lại, không dám di chuyển nữa. Rõ ràng là có lệnh của Huyền Chính. Thiên địa vô cùng yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó, trong vũ trụ thập hoang bên dưới có những tiếng hoan hô vang vọng, chấn động chân trời. Thắng rồi. Bên dưới, đạo chí dẫn đầu tỏ vẻ hưng phấn và kích động không thôi, lúc này, ông ta mới nhận ra e rằng thế lực đứng sau quân đế không đơn giản chút nào. Dù không bằng nền văn minh toại minh, nhưng chắc chắn chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Mục Sắc nhìn Diệp Quân phía chân trời với vẻ mặt phức tạp, tất cả mọi người đều đánh giá thấp thực lực và lai lịch của quân đế này rồi, càng tiếp cận hắn sẽ thấy hắn càng bí ẩn. Huyền Chính đứng nơi chân trời nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt vô cùng khó tin. Phá rồi. Thiếu niên kiếm tu trước mặt chỉ nhẹ nhàng ra một kiếm đã phá vỡ ấn võ quan của ông ta, không đúng, ông ta phát hiện kiếm của Diệp Quân cũng không hề đơn giản. Thanh kiếm này có vấn đề. Diệp Quân nhìn chằm chằm Huyền Chính, cho ta một lý do để không giết ngươi đi. Huyền Chính bật cười, ngươi khinh thường nền văn minh toại minh của chúng ta, cũng quá coi thường ta rồi. Diệp Quân bình tĩnh hỏi, không sợ chết à? Huyền Chính đối mặt với Diệp Quân mà không hề có vẻ yếu thế, ta không muốn chết, nhưng không có nghĩa là ta sợ chết, ta đã ra lệnh cho hơn 100 thần vệ đồng vàng sau lưng ngươi rồi, chỉ cần ta chết, bọn họ sẽ hủy diệt vũ trụ này, ta tin dù ngươi có mạnh đến mấy cũng không ngăn cản được bọn họ. Diệp Quân im lặng, thấy Diệp Quân không nói gì, Huyền Chính như nhìn thấy một chút hy vọng, gã lại nói, ngươi. Nhưng lúc này, kiếm Thanh Huyền bỗng rung mạnh, chỉ trong nháy mắt, thần hồn của Huyền Chính đã bị nó hấp thu hoàn toàn. Khi kiếm Thanh Huyền đang hấp thu ký ức của Huyền Chính, mấy trăm thần vệ đồng vàng lập tức lao xuống muốn hủy diệt vũ trụ thập hoang. Mấy người đạo chí bên dưới sợ hãi, cái quái gì thế, không đi đánh quân đế lại đến đánh chúng ta. Diệp Quân bỗng bắt đầu đọc nhầm một loạt thần chú cổ xưa, chỉ trong nháy mắt, những thần vệ đồng vàng kia đồng loạt dừng lại. Mà lúc này, tất cả thần vệ đồng vàng đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Thấy những thần vệ đồng vàng kia dừng lại, nhóm đạo chí nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bất cứ ai trong những người này đều có thể nghiền nát bọn họ. Diệp Quân mở lòng bàn tay, nhẫn không gian của Huyền Chính và người đàn ông áo giáp trắng bay vào tay hắn, hắn nhìn thoáng qua. Trong nhẫn không gian của Huyền Chính có hơn 20.000 đế nguyên cực phẩm và mấy chục nghìn đế phẩm cực phẩm, còn có rất nhiều đế binh, nhưng không có đế mạch cực phẩm. Trong nhẫn không gian của người đàn ông áo giáp trắng chỉ có mấy nghìn đế nguyên cực phẩm, hơn 10.000 đế phẩm cực bẩm, chỉ có 3 món đế binh, thua xa Huyền Chính. Diệp Quân cất nhẫn không gian đi, sau đó quay đầu nhìn đạo chí bên dưới, tuy đã thắng trận chiến này, nhưng lòng người không vững, mọi người lập tức bảo vệ trật tự. Tránh có người thừa nước đục thả câu, nếu có người như thế thì phải đánh chết ngay. Đạo chí cung kính đáp, tuân lệnh. Diệp Quân xoay người biến mất. Đúng như lời Diệp Quân nói, hiện tại lòng người ở thập hoang rất không vững, vì lúc trước khi bàn tay kia đè xuống chẳng khác nào là ngày tận thế, một khi lòng người không vững thì sẽ loạn, cũng may dưới sự hướng dẫn của đạo chí, mấy cao thủ của gia tộc Đại Đế và Tiên Tông cùng trấn áp, cục diện mới có thể ổn định. Trong một căn nhà đổ nát ở ngoại ô, có một ông lão đứng trong sân vung nắm đấm, trong lúc vung quyền, không gian thi thoảng sẽ dao động. Người này là cha của Cố Trần. Ông lão luyện tập một lúc, sau đó cười nói, quan huyền pháp này hay thật đấy, hiện tại ta có thể xem là cảnh giới tông sư rồi, với cảnh giới của ta bây giờ hoàn toàn có thể tìm một công việc không tệ. Người phụ nữ đang rửa rau ở cách đó không xa không nói gì, chỉ cười rất tươi, bây giờ Cố Trần đã không còn cờ bạc nữa, chẳng những thế còn gia nhập thư viện quan huyền. Sức khỏe trượng phu cũng ngày càng tốt hơn. Bây giờ bà ta chỉ cảm thấy bây giờ chết cũng không còn gì phải tiếc nuối nữa. Cha, mẹ. Lúc này,
Cố Trần bỗng dưng chạy vào, trong tay gã xách một con gà nướng và một bầu rượu, hưng phấn nói, viện trưởng thắng rồi, viện trưởng thắng rồi. Vậy sao? Nghe thấy lời của Cố Trần, đôi phu thê cũng hưng phấn vô cùng, bọn họ biết khi nãy thập hoàng bị tấn công, viện trưởng xuất hiện ngăn cản, vì bọn họ cũng có dâng hiến chút sức mạnh tín ngưỡng nhỏ nhoi của mình. Người phụ nữ cười khẽ, ngày tận thế cách bà ta quá xa, dù sao có viện trưởng gánh nên vấn đề cũng không quá lớn. Còn ông lão thì thở phào nhẹ nhõm, ông ta biết chuyện khi nãy nghiêm trọng đến mức nào, chỉ cần sơ suất, e rằng bọn họ đều sẽ phải chết. Cổ Trần đặt gà nướng và rượu xuống bàn trong sân, sau đó hưng phấn nói, viện trưởng ngầu lắm, cha, mẹ, hai người có biết đại đế không? Chậc chậc, đại đế thậm chí còn không có khả năng đánh trả trước viện trưởng. Người phụ nữ ở bên cạnh bỗng nói, Trần Nhi, đại đế này mạnh lắm à? Cổ Trần nghiêm túc trả lời, đương nhiên, đó là cảnh giới mạnh nhất của thập hoang chúng ta, mục tiêu của con là trở thành một đại đế. Người phụ nữ nhất thời hơi tò mò, nếu con trở thành đại đế thì mỗi tháng sẽ có bao nhiêu bổng lộc? Nét mặt hai cha con trở nên cứng đờ. Thấy nét mặt của hai cha con, người phụ nữ biết có lẽ mình lại làm trò cười, bà ta cười ngượng ngùng, sau đó nói, đại đế cũng phải ăn mà. Cố Trần cười nói, mẹ, nếu nhi tử của mẹ trở thành đại đế thì tiền thật sự chỉ là vật ngoài thân với chúng ta mà thôi. Người phụ nữ trừng mắt nhìn Cố Trần, nhảm nhí, con không biết bây giờ cưới một cô vợ phải mất bao nhiêu tiền à, Lý Việt ở cạnh nhà chúng ta kìa, nhi tử ông ta thích một cô nương, con có biết xính lễ là bao nhiêu không? 1000 tiên tinh đó. Không chỉ thế còn yêu cầu một căn nhà ở trong thành. Trời ạ, bây giờ căn nhà tệ nhất ở trong thành cũng có giá 200 mấy nghìn tiên tinh rồi. Nói xong, bà ta khẽ thở dài, tính tới tính lui bổng lộc một tháng của cha con cũng chỉ có 40-50 viên, trừ đi chi tiêu, dù cha con làm trâu làm ngựa cũng phải mất mấy chục năm mới mua được một căn, sao bây giờ thành thân còn phải có nhà nữa thế? Cố Trần vội vàng an ủi, mẹ đừng lo những việc này. Bây giờ nhi tử của mẹ đã gia nhập thư viện Quan Huyên rồi. Người phụ nữ liếc Cố Trần, ngắt lời gã, dù bây giờ con đã gia nhập thư viện Quan Huyên, nhưng tiếng tăm của con không được tốt, mẹ tìm người mai mối, người ta vừa nghe thấy tên con đã nói là thiếu niên cược trứng đó à? Nó đã cược được trứng rồng chưa? Cố Trần hơi lúng túng. Thấy người phụ nữ còn muốn lải nhải không ngừng, ông lái bên cạnh cất lời, Trần Nhi về rồi, mau nấu cơm đi. Người phụ nữ gật đầu. Sau đó rửa rau vừa rửa xong lại một lần nữa rồi đứng dậy đi nấu ăn, mà lúc này, bà ta bỗng dưng nhìn ra cửa, cháu. Trước cửa có một người đàn ông đang đứng, người đó là Diệp Quân. Nghe thấy lời của người phụ nữ, Cố Trần và ông lão quay đầu nhìn ra cửa, khi thấy Diệp Quân, sắc mặt Cố Trần nhất thời thay đổi, gã vội vàng chạy tới muốn quỳ xuống, nhưng lại bị một sức mạnh nhẹ nhàng đỡ dậy. Diệp Quân khẽ mỉm cười, hắn nhìn rượu và đồ ăn trên bàn. Đang định dọn cơm à? Cổ Trần hơi căng thẳng nói, viện. Diệp Quân mỉm cười nói, cứ gọi ta là Diệp Quân được rồi, ta đến ăn nhờ, được chứ? Cố Trần còn định nói gì đó, người phụ nữ bên cạnh đã cất lời, Trần Nhi, còn nhìn gì nữa? Mau bảo bạn con ngồi xuống, mẹ đi nấu ăn ngay đây. Dứt lời, bà ta bước nhanh đến bếp lò, sau đó lấy một miếng thịt xông khói trên xà nhà xuống. Diệp Quân cười khẽ. Sau đó đi tới một bên, đang định ngồi xuống thì Cố Trần vội đi tới, muốn dùng ống tay áo lau ghế, nhưng lại bị Diệp Quân ngăn cản, hắn cứ thế ngồi xuống, sau đó mỉm cười nhìn Cố Trần đang có vẻ căng thẳng, kính trọng người khác không cần thiết phải hạ thấp mình sẽ trông rất giống bề tôi, chỉ cần lễ phép là được. Nghe thấy lời Diệp Quân, Cố Trần do dự một lát, sau đó cũng ngồi xuống. Diệp Quân cười nói với ông lão ở đối diện, ông cụ, ông cũng ngồi đi. Dù ông lão hơi căng thẳng, nhưng dù sao cũng là người từng trải, hơn nữa Diệp Quân còn hòa nhã như thế, nên ông ta cũng không suy nghĩ nhiều mà ngồi xuống. Diệp Quân cười nói với Cố Trần, gần đây ở thư viện thấy sao? Cố Trần cũng thả lỏng hơn, mỉm cười nói, khá tốt, tháng sau ta sẽ tham gia khảo hạch học viên ngoại viện. Diệp Quân hỏi, tự tin không? Cố Trần lập tức gật đầu, có. Diệp Quân lại cười hỏi, còn cá cược không đấy? Cố Trần vội vàng lắc đầu, không không. Sau đó, gã cười khổ nói, lúc trước viện trưởng nói đúng, làm người không thể gửi gắm tương lai và hy vọng vào may mắn hư vô mờ mịt. Trước đây ta mê muội, không nghe lọt tai những lời khuyên của viện trưởng, hay. Diệp Quân gật đầu,
bây giờ sửa đổi cũng không phải là muộn. Nói xong, hắn đưa một chiếc nhẫn không gian cho Cố Trần, bên trong có một ít sử tịch, bình thường ngươi có thể đọc, ngoài ra còn có một quyển Quan Huyên Pháp được ta chú thích rồi, có ích cho việc tu luyện hiện tại của ngươi. Cố Trần vội vàng đứng dậy muốn hành lễ nhưng bị Diệp Quân ngăn cản, hắn cười nói, trước kia ta từng nói một câu với huynh đệ của mình là, mục đích chúng ta thành lập trật tự là để người trẻ tuổi thế hệ này không mất hy vọng với tương lai. Nếu một ngày nào đó ngươi đi xa hơn, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ những lời này. Thấy Diệp Quân đối xử với mình như thế, Cố Trần cảm động đến rơi nước mắt, gã nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ khắc sâu lời viện trưởng nói vào lòng. Diệp Quân gật đầu. Lúc này, mẹ của Cố Trần bưng mấy đĩa đồ ăn lên, bà ta chùi tay lên yếm, sau đó cười nói, hơi vội nên không có nhiều món, Tiểu Quân, cháu đừng để bụng nhé. Nói xong, bà ta dè dặt đẩy hai đĩa thịt đến trước mặt Diệp Quân. Tiểu Quân, nghe thấy lời người phụ nữ, khuôn mặt của Cố Trần và ông lão đều co lại. Diệp Quân cười nói, bác gái khách sáo quá, nào, chúng ta ăn cơm thôi. Suốt bữa cơm, Cố Trần và ông lão vô cùng căng thẳng, còn người phụ nữ kia lại chẳng căng thẳng chút nào, còn nói đủ chuyện thường ngày với Diệp Quân. Bà ta rất biết ơn Diệp Quân, vì nếu trước đây không nhờ Diệp Quân mang thuốc đến thì bây giờ ông bạn già của bà ta đã đi rời nhà ma rồi. Không chỉ thế cũng vì bên cạnh Cố Trần có một người bạn như thế. Bậc cha mẹ đều mong con mình có những người bạn giỏi giang. Sau khi ăn xong, Diệp Quân muốn rời đi, cả nhà Cố Trần tiễn hắn đến cửa, lúc này, dường như nhớ tới gì đó, người phụ nữ lấy một lá bùa hộ mệnh ra đặt vào tay Diệp Quân, nghiêm túc nói, Tiểu Quân, đây là bùa phù hộ ta xin từ miếu cầu đại đế phù hộ, cháu đeo đi, nghe nói linh lắm, cháu đeo nó vào, chắc chắn quân đế sẽ phù hộ cháu. Mọi người, nhìn Diệp Quân ở phía xa, trong mắt Cố Trần ánh lên một tia phức tạp, gã không ngờ rằng Diệp Quân lại đích thân đến nhà bọn họ, còn cho gã nhiều sách như vậy, gã thì có tài cán gì? Để người trẻ tuổi không rơi vào cảnh tuyệt vọng. Cố Trần hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định. Đúng lúc này, người phụ nữ ở bên cạnh đột nhiên khẽ nói, Tiểu Trần, bạn của con chắc là giỏi lắm nhỉ? Cố Trần gật đầu, đúng vậy ạ. Người phụ nữ đột nhiên trở nên nghiêm túc, vậy con có thể học hỏi cậu ta đừng có đi cá cược đập trứng nữa được không? Cố Trần. Diệp Quân đến điện Quan Huyên, hắn vừa bước vào trong thì thấy tất cả mọi người dồn dập đứng lên. Bây giờ trong điện đã có không ít người, phải đến 60, 70 gương mặt, có thể nói là đã tăng lên gấp đôi khi trước, chủ sự hiện tại là Mục Khoản. Thấy Diệp Quân, Mục Khoản lập tức hơi khẩn trương, tuy Diệp Quân không truy cứu chuyện lúc trước, nhưng ai biết được trong lòng vị viện trưởng này nghĩ gì. Diệp Quân chậm rãi bước từng bước đến bàn làm việc từng là của đệ nhất Tĩnh Chiêu, nhìn thấy ghế tựa không có ai ngồi, trong mắt ánh lên một tia phức tạp, nếu cô nương kia vẫn còn ở đây thì tốt biết bao. Cựu thổ. Tất nhiên hắn không thể để đệ nhất Tĩnh Chiêu đi theo cô gái váy đỏ kia được, đối phương rõ ràng không phải là người lương thiện. Hắn thôi không nghĩ nữa, ngồi xuống nhìn Mục Khoản đang dẫn đầu, báo cáo chuyện của thư viện đi. Mục Khoản vội bước ra, cung kính nói, thư viện trưởng, thư viện đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, dưới sự dốc sức tuyên truyền của các tộc và các tông, bây giờ Quan Huyên Pháp đã được phổ cập toàn bộ thập hoang, nhưng bởi vì người đến gia nhập thư viện thật sự quá nhiều. Cho dù chúng ta đã mở thêm số lượng tuyển sinh, nhưng vẫn không đủ. Bởi vậy chúng ta đang nghĩ đến việc mở thêm một phân viện. Diệp Quân hỏi, nhân lực đủ chưa? Mục Khoản gật đầu, đủ rồi, tôi đã ban hành, lệnh chiêu hiền, hiện đang chào mời các hiền tài khắp vũ trụ. Bây giờ chúng ta cần rất nhiều nhân tài ở nhiều phương diện khác nhau. Ngoài ra các gia tộc đại đế và các tông môn lớn cũng đã điều động nhân tài nòng cốt sang đây. Diệp Quân khẽ gật đầu, ngoại trừ mời chào nhân tài. Cũng cần phải bồi dưỡng nhân tài. Mục Khoản đáp, đã rõ. Diệp Quân lại nói, còn việc mở phân viện thì ta vẫn nghĩ không nên, bây giờ thư viện chỉ mới vừa được thành lập, nếu mở phân viện thì phải phân tác nhân lực, ham nhiều thì ôm không xuể, so với việc mở phân viện thì không bằng trước tiên tập trung sức lực bồi dưỡng nhóm học sinh hiện tại, đợi đến khi thư viện hoàn toàn ổn định thì suy nghĩ thêm cũng được. Mục Khoản cung kính nói, vâng. Diệp Quân nói tiếp, bây giờ thập hoang tuy có Quan Huyên Pháp, nhưng không có nghĩa tất cả mọi người đều tuân thủ theo luật pháp này. Bởi vậy ta muốn quan chấp pháp ở đây phải thật nghiêm, nếu không thư viện sẽ không có độ uy tín, lúc cần thiết cũng có thể giết một để thị uy, không cần phải nương tình. Câu sau đã có ý cảnh cáo Mục Khoản, cô ta hơi tái mặt,
vội vàng nói, ta đã hiểu. Diệp Quân gật gật đầu, vạn sự khởi đầu nan, bây giờ chúng ta đã bắt đầu rồi nên phải thật cẩn thận mọi việc, nhất là nội bộ thư viện. Thư viện là đầu tàu, nếu đầu tàu gặp sự cố thì các bộ phận ở dưới cũng sẽ đại loạn, bây giờ ngươi đã phụ trách chủ quản thư viện, chuyện này nhất định phải chú ý sát sao, đừng nhân từ, cũng không cần sợ đắc tội với ai cả. Có một số việc nếu đã lỡ đào ra thì rất khó để lấp lại, cô hiểu ý ta không? Mục Khoản vội vàng đáp, thuộc hạ đã rõ. Diệp Quân đứng dậy, các ngươi tiếp tục làm việc đi. Nói xong, hắn đi ra ngoài điện, mọi người thấy thế thì vội vàng cung kính hành lễ. Mãi đến tận khi Diệp Quân biến mất, lúc này Mục Khoản mới thở phào nhẹ nhõm, từ lần phản bội khi trước, đã mấy ngày rồi cô ta đều thấp thỏm sợ Diệp Quân truy cứu, nhưng xem ra trước mắt Diệp Quân cũng không để ý chuyện đó. Nhưng cô ta rất rõ, giữa họ đã không thể giống với khi trước được nữa. Thấp giọng thở dài, trong mắt ánh lên một tia phức tạp, cô ta biết nếu lúc trước mình kiên quyết đứng về phía Diệp Quân không rời, thì bây giờ chắc chắn đã không rơi vào tình thế này. Nhưng trong tình huống đó, là người bình thường thì ai cũng sẽ chọn nền văn minh toại minh thôi mà. Nếu như là đệ nhất Tĩnh Chiêu, cô ta cũng sẽ chọn nền văn minh toại minh thôi. Chắc chắn sẽ như vậy. Diệp Quân về lại trong tiểu tháp, sau khi có đế nguyên cực phẩm, linh khí bên trong tiểu tháp quả thật vô cùng nồng nặc, nơi này bây giờ hẳn là thiên đường của các nhà tu luyện. Diệp Quân triệu tập 300 thần tướng đồng đen và 100 thần tướng đồng vàng đến cùng một chỗ, nhìn những thần tướng trước mắt này, khóe miệng hắn hơi cong lên. 300 thần tướng đồng đen này có cảnh giới ít nhất là đại đế, bởi vì bị phong ấn nên bây giờ ở đây họ chỉ là chuẩn đế, nhưng những thần vệ đồng vàng thì khác, cấp bậc của họ cao hơn nữa, nên dù bị trấn áp ở đây nhưng vẫn là cường giả đại đế. Không thể không nói, hắn vẫn còn thấy hơi chấn động. Thực lực của nền văn minh toại minh này có chút vượt ngoài dự đoán của hắn. Hơn nữa nền văn minh toại minh liên tục chịu thiệt thòi 2 lần ở đây, nếu nền văn minh này đủ thông minh thì chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội lần 3. Tiếp theo nền văn minh toại minh sẽ làm gì đây? Diệp Huyên nhíu mày lại, hắn rất không thích loại cảm giác bị động này, nhưng không còn cách nào cả, thực lực không bằng người thì chỉ có thể bị động. Nhưng cũng may là nơi này có phong ấn, người ở phía trên xuống sẽ bị trấn áp cảnh giới, chỉ cần là cảnh giới đại đế thì không ai là đối thủ của hắn. Bây giờ hắn chỉ sợ nền văn minh toại minh trực tiếp cử đại lão tới đánh hắn thôi. Đáng tiếc là tuy hắn có thể hấp thu ký ức bị tiểu hồn cắn nuốt, nhưng ký ức đó cũng không hoàn chỉnh, bởi vậy hắn không hoàn toàn hiểu rõ được về nền văn minh toại minh. Hơn nữa hai người kia tuy cấp bậc không thấp, nhưng rõ ràng vẫn chưa phải là cấp cao trong bộ máy nòng cốt của nền văn minh toại minh, bởi vậy bây giờ hắn vẫn còn quá thiếu hiểu biết về họ, nên mới bị đẩy vào thế bị động. Hắn muốn chuyển khách làm chủ. Diệp Quân rời khỏi tiểu tháp, hắn đi đến di tích toại minh, ghế thánh vương vẫn còn ở đấy, thấy Diệp Quân đến, nó tê cả da đầu. Nó không ngờ rằng tên này lại dám giết chết người của nền văn minh toại minh. Hắn mạnh đến cỡ nào? Trực giác nói cho nó biết, tên này có lẽ vẫn còn đang che giấu thực lực. Diệp Quân đột nhiên nói, ngươi có thể liên hệ với nền văn minh toại minh. Ghế thánh vương do dự một lúc rồi nói, có thể. Diệp Quân gật gật đầu, ngươi giúp ta chuyển lời với bọn họ, bảo rằng ta muốn đầu hàng. Đầu hàng. Ghế thánh vương mơ hồ. Diệp Quân suy nghĩ một lúc rồi lại nói, đầu hàng khó nghe quá thì nói với họ là ta đồng ý được chiêu hàng, nhưng ta muốn xin được đối xử tốt. Ghế thánh vương, ngươi. Diệp Quân nhìn về phía ghế thánh vương, nói, hiểu chưa? Ghế thánh vương nào dám từ chối, lập tức đáp, đã hiểu. Diệp Quân gật gật đầu, đang định nói chuyện thì hắn như cảm nhận được điều gì đó, lập tức trở về trong tiểu tháp. Một luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trong tiểu tháp. Hơi thở đại đế. Những kiếm tu đang tu luyện trong tiểu tháp đều ngạc nhiên, đua nhau nhìn về phía chân trời. Ở nơi chân trời có một người đàn ông mặc khôi giáp đang chậm rãi bước đến, xung quanh người gã ta đang tỏa ra một uy thế đại đế cực kỳ khủng bố. Đại đế. Người đàn ông đó chính là kỵ sĩ trong sa mạc hạnh phạt. Mà đúng lúc Diệp Quân đang khiếp sợ, thì bên phải cuối chân trời cũng đột nhiên có một luồng khí thế mạnh mẽ phóng lên, tiếp đó là hơi thở đại đế đáng sợ khác bao phủ lấy. Hơi thở đại đế. Những kiếm tu đang tu luyện bên trong tiểu tháp đều ngớ người. Lại có một người đạt đến đại đế nữa rồi hả? Phía cuối chân trời có một cô gái đang bước đi.
chính là Hy Nương. Hai đại đế, Hạnh Phạt xuất hiện trước mặt Diệp Quân, gã ta nhìn Diệp Quân một cái rồi không chút do dự chậm rãi quỳ một gối xuống, bái kiến quân đế. Diệp Quân khẽ mỉm cười, hắn nhấc tay phải lên, Hạnh Phạt được một sức mạnh ôn hòa nâng dậy. Mà lúc này, Hy Nương cũng xuất hiện ở trước mặt Diệp Quân, nhưng cô ta không quỳ xuống mà chỉ cười nhìn Diệp Quân. Quân đế, ta vừa mới đột phá, muốn lĩnh giáo quân đế một chút, không biết quân đế có bằng lòng chỉ điểm. Không phải là cô ta không thể thần phục, thế nhưng với cô ta mà nói thì phải xem thực lực của Diệp Quân đã, nếu thực lực của Diệp Quân không vượt xa cô ta thì cớ gì cô ta phải thần phục. Tất nhiên sở dĩ cô ta có suy nghĩ này là vì lúc trước khi Diệp Quân đại chiến cùng nền văn minh Toại Minh, cô ta đang bế quan nên không biết tình huống ở bên ngoài. Diệp Quân nhìn Hy Nương, cười nói, được thôi. Nói rồi, hắn xòe tay ra, kiếm Thanh Huyền xuất hiện trong tay hắn, cô so tài với kiếm của ta đi. Vừa dứt lời, hai người đã cùng xuất hiện trong một thế giới hư vô. Hy Nương nhìn chằm chằm Diệp Quân, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Dứt lời, cô ta bước về trước một bước, một luồng uy thế đại đế đáng sợ như núi đổ ập xuống Diệp Quân, nhưng luồng uy thế kia vừa đến gần Diệp Quân đã tiêu tán không thấy đâu. Hy Nương nhíu mày lại, một khắc sau, cô ta đột nhiên vung tay phải lên, tiếng lắc tay đinh đang vang lên, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới hư vô bỗng rung lên. Ngay sau đó, từng bộ xác chết chợt hiện lên ở xung quanh, chúng lũ lượt nhào đến Diệp Quân như thủy triều. Lúc này, kiếm Thanh Huyền của Diệp Quân đột nhiên bay ra. Xoẹt! Theo luồng kiếm quang sáng như tuyết chợt hiện lên ở không trung, toàn bộ thế giới này chợt sụp đổ trong nháy mắt, xung quanh khôi phục lại sự yên lặng. Mà giữa trán Hy Nương đã có một thanh kiếm chĩa thẳng vào. Cô ta không thể tin được, sắc mặt tái nhợt, cô ta không đỡ nổi được một chiêu kiếm. Hạnh Phạt ở bên cạnh nhìn Diệp Quân, biểu cảm cũng nghiêm lại, gã ta biết người phụ nữ này đánh không lại Diệp Quân, nhưng không ngờ rằng lại không thể chịu được một đòn như thế. Diệp Quân xòe tay ra, kiếm Thanh Huyền lại bay trở về trong tay hắn, hắn nhìn Hy Nương, từ giờ trở đi, hai người cùng đối luyện với những thần tướng đồng vàng kia, nâng sức mạnh của bản thân lên. Hạnh Phạt cung kính thi lễ, tuân lệnh. Hy Nương do dự một lúc cũng cúi người thật thấp, tuân lệnh. Diệp Quân rời khỏi tiểu tháp đi đến trước ghế Thánh Vương, bọn họ có đáp lời không? Ghế Thánh Vương trầm giọng nói, vẫn chưa. Diệp Quân gật gật đầu, vậy thì đợi thôi. Cựu thổ, nền văn minh Toại Minh. Cố vấn các. Một thanh niên đột nhiên đi vào rồi hành lễ cung kính với Toại Cổ Kim đang ngồi trên cao. Đại nhân, Huyền Chính đã chết trận, 100 thần tướng đồng vàng đã rơi vào tay kiếm tu kia. Nói rồi, hắn ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ghế Thánh Vương bên kia truyền lời đến, nói kiếm tu đó muốn được chiêu hàng. Toại Cổ Kim đang đọc sách, bình tĩnh nói, hắn muốn kéo dài thời gian, lập tức khởi động đạo chiếu, xem thử thế lực sau lưng hắn mạnh đến cỡ nào. Thanh niên cung kính thi lễ, đã rõ. Nói xong, hắn ta lùi ra. Một phút sau, một luồng thần quang đại đạo đột nhiên phóng lên trên nền trời văn minh Toại Minh, trong chớp mắt đã xuyên qua vô số vũ trụ tinh hà, đánh thẳng đến thập hoang. Thời khắc này, toàn bộ cựu thổ đều khiếp sợ. Nền văn minh Toại Minh đã khởi động sát chiêu đạo chiếu. Chẳng lẽ là phát hiện ra văn minh cấp thần linh rồi à? Chẳng mấy chốc, hai văn minh còn lại bắt đầu điều tra tình hình. Khi biết đạo chiếu nhắm vào thập hoang thì cả hai đều trợn tròn mắt. Đánh một nơi còn con thế mà phải dùng đến đạo chiếu. Điên rồi sao? Thập hoang. Diệp Quân không biết cảm nhận được gì mà đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn xuyên qua vô số tinh hà, cuối cùng thấy được luồng thần quang kia. Khi thấy thần quang đó, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt như tuyết. Ghế Thánh Vương đột nhiên sợ hãi reo lên thất thanh, mẹ nó đó là đạo chiếu đấy, là đại sát chiêu của nền văn minh Toại Minh, bọn họ điên rồi à? Bọn họ muốn hủy diệt toàn bộ thập hoang này sao? A, tiêu đời rồi, tiêu rồi. Diệp Quân đột nhiên gào lên, tháp ra. Tiểu tháp run giọng nói, đại ca. Ngươi thật sự muốn ta đỡ giúp hả? Ta cảm thấy mình không đỡ nổi đâu. Sắc mặt Diệp Quân xám xịt đến mức trước nay chưa từng thấy, thu toàn bộ thập hoang cùng cấm địa cổ hoang và nền văn minh bỉ ngạn vào thế giới của ngươi nhanh đi. Dứt lời, hắn vọt thẳng lên trên tinh không xa xôi, ánh mắt dán chặt vào luồng thần quang đang xuyên qua vô số thời không kia, tay phải đã run lên dữ dội. Diệp Quân hít sâu một hơi, sau đó gào lên, tiểu hồn, hợp đạo. Hợp đạo.
Khi thấy tia thần quang đại đạo kia, đừng nói là ghế thánh vương, cho dù là Diệp Quân cũng thấy có chút tuyệt vọng. Điên rồi sao? Nền văn minh toại minh này điên rồi sao? Thẳng tay dùng đến thứ này luôn. Hắn muốn ngu luôn, nhưng hết cách rồi, lúc này hắn phải đứng ra gánh vác, nếu không thì tất cả sẽ kết thúc. Lúc Diệp Quân vừa dứt lời, kiếm thanh huyên lập tức rung lên, một tiếng kiếm ngân vang khắp chư thiên vạn giới, ngay sau đó là từng luồng kiếm ý trật tự đáng sợ dâng trào lên trong cơ thể Diệp Quân. Cùng lúc đó, hơi thở trên người hắn cũng tuôn ra như thủy triều, một người một kiếm hòa hợp với nhau, mà trong khoảnh khắc họ hợp đạo kia, hơi thở của Diệp Quân lập tức tăng vọt, vượt qua hẳn hơi thở mà một đại đế bình thường nên có. Nhưng Diệp Quân vẫn cảm thấy không đủ. Hắn nhanh chóng thúc giục ba loại sức mạnh huyết mạch trong cơ thể. Ba loại sức mạnh huyết mạch trong cơ thể hắn phóng lên trời, chỉ trong một thoáng, toàn bộ tinh hà đã biến thành một biển máu. Diệp Quân hít sâu một hơi, hắn nhìn vào tinh hà vũ trụ xa xôi, vì phong ấn kia nên uy thế của thần quang đại đạo kia ngày càng yếu thế, nhưng nó vẫn vô cùng khủng bố, sức mạnh ẩn chứa trong đó cho dù có cách xa vô số vũ trụ tinh hà vẫn đủ để khiến hắn cảm thấy hồi hộp. Đừng nói là tháp gia, cả hắn cũng thấy có hơi sợ. Cảm giác này còn kinh khủng hơn cả lúc hắn đối mặt với Phạn Chiêu Đế. Thế nhưng lúc này hắn không thể lùi bước được. Nếu hắn lùi thì tất cả vũ trụ phía sau hắn đều coi như xong. Diệp Quân lại hít một hơi thật sâu, một khắc sau, hắn lập tức háo thành một luồng kiếm quang biến mất ở sâu trong tinh hà, lao thẳng về phía thần quang đại đạo kia, mà khi hắn ngày càng gần luồng thần quang đó, trong lòng hắn lại càng sợ hãi. Thế nhưng, ánh mắt hắn lại không hề ánh lên tia nhún nhường nào. Thật ra nếu hắn muốn chạy trốn thì thứ này chưa chắc có thể đuổi theo được hắn, dù sao kiếm thanh huyên có thể tùy ý xuyên qua các tinh hà vũ trụ, nhưng vấn đề là hắn tuyệt đối không được trốn. Rốt cục Diệp Quân cũng đã đối diện với luồng thần quang kia trong một tinh hà không rõ tên, hắn không chút do dự vung kiếm ra chém đến. Lúc này đây, hắn đã phát huy sức mạnh của bản thân đến cực hạn. Tuy hắn cảm giác bản thân có thể sẽ chết, nhưng vẫn quyết chí tiến lên như cũ. Khoảnh khắc kiếm thanh huyên mạnh mẽ chém lên luồng thần quang đó, mấy trăm nghìn tinh vực xung quanh lập tức hóa thành bột mịn. Sức mạnh to lớn trực tiếp chấn lùi hắn ra khỏi mấy vạn tinh vực, hắn căn bản không thể chống đỡ được. Khi vừa mới tiếp xúc, toàn thân hắn đã nhanh chóng rạn nứt, máu tươi rỉ ra, sức mạnh huyết mạch trong nháy mắt đã bị đánh tan, nhưng cũng may uy lực đó không thể xóa sổ được huyết mạch của hắn. Bởi vậy hắn vẫn tiếp tục thúc giục lại sức mạnh huyết mạch của mình, mà kiếm ý của hắn cũng giống với huyết mạch, vừa tiếp xúc đã bị đánh tan. May mà kiếm thanh huyên vẫn đủ cứng. Nếu không trong nháy mắt vừa tiếp xúc đó, kiếm gãy thì người cũng tan. Thế nhưng luồng thần quang đại đạo kia vẫn chưa biến mất, không chỉ thế mà sức mạnh to lớn đó còn chấn lùi hắn liên tục, chỉ trong khoảnh khắc mà hắn đã thối lùi qua không biết bao nhiêu tinh vực. Diệp Quân đột nhiên gào lên. Khuôn mặt hắn vặn vẹo đến mức biến dạng, lúc này hắn đang phải hứng chịu cơn đau tột cùng, uy lực của luồng sáng kia đã vượt quá nhận thức của hắn, nhưng hắn vẫn nắm chặt kiếm thanh huyên bước về phía trước. Hắn điên cuồng điều động toàn bộ sức mạnh của bản thân mình, muốn chém nát luồng thần quang đó, bởi vì hắn biết nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế này thì hắn sẽ không thể chịu đựng được nữa. Hơn nữa nếu luồng thần quang này tiếp tục tiến vào thập hoang, thì tất cả còn lại đều phải chết. Có lẽ là vì kiếm thanh huyên. Hoặc cũng có thể do phong ấn của bi tâm từ để lại, mà luồng thần quang đại đạo kia đã xuất hiện một vài vết nứt nhỏ. Điều này khiến Diệp Quân thấy được một chút hy vọng, hắn điên cuồng gào lên, hai tay đã nứt toác vẫn nắm chặt lấy kiếm thanh huyên, sức mạnh huyết mạch cùng kiếm ý trật tự trong cơ thể hắn vẫn điên cuồng tuôn ra, ánh kiếm màu đỏ tựa như hóa thành một tấm khiên chắn trước mặt Diệp Quân, cố sức cản lại luồng thần quang kia. Mà các vết nứt bên ngoài luồng sáng đó đã ngày càng nhiều hơn. Nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong nó vẫn không suy suyễn. Diệp Quân vẫn cố sức chống đỡ, nhưng vẫn không thể không ngừng lùi lại về sau, trong vài hơi thở, hắn đã bị đẩy lùi hơn mấy trăm nghìn tinh vực. Lúc này đây, toàn thân hắn đã nứt toác như mạng nhện, trông cực kỳ đáng sợ. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã sắp đến được vũ trụ thập hoang. Diệp Quân đột nhiên rít lên một tiếng, hai mắt biến thành màu đỏ quạch, kiếm ý vô địch cũng xuất hiện trong khoảnh khắc này. Tất cả sức mạnh của hắn đã dốc hết toàn bộ ra vào giờ khắc này, rốt cuộc ngay khoảnh khắc luồng thần quang kia sắp rơi vào vũ trụ thập hoang, kiếm thanh huyên đã xé toác được nó ra, kiếm dài cắm thẳng vào trong luồng sáng, khiến luồng sáng bị cắt thành hai nửa. Cùng lúc đó sức mạnh huyết mạch cùng kiếm ý trật tự cũng nhanh chóng bùng lên, phân giải hết những luồng sáng li ti xung quanh.
mà gần như ngay khoảnh khắc đó, Diệp Quân đã ngã thẳng xuống, giờ phút này toàn thân hắn như vừa bước ra từ ao máu, các vết nứt trên người không ngừng có màu chảy ra tí tách, trông vô cùng đáng sợ. Không chỉ thế, thần hồn của hắn lúc này cũng như vừa bị rút sạch, cả người bị thương nặng nề, cảm giác mê mang nhanh chóng ập đến như sóng trào. Hắn suýt nữa đã bị đánh đến hồn phi phách tán. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, tiểu tháp vội vàng phóng một luồng sáng vàng ra bao trùm lấy Diệp Quân lại, khẽ hỏi, nhóc con, ngươi còn chịu nổi không? Diệp Quân khép hờ hai mắt, lúc này hắn không còn sức lực để mở miệng nữa. Hắn chưa từng mệt đến mức như vậy. Nhìn thấy Diệp Quân mê mang, tiểu tháp vội vàng thu hắn vào trong tháp để dưỡng thương. Mà khoảnh khắc tiểu tháp và Diệp Quân biến mất đó, ở nơi nào đó trong bóng tối có một bóng mờ chậm rãi bước ra, người đó liếc nhìn nơi Diệp Quân vừa biến mất, khẽ nói, lấy sức một người để chống lại đạo chiếu, thực lực của hắn khó lòng lường được. Bên trong tiểu tháp, qua một lúc lâu, Diệp Quân dần khôi phục lại một chút nguyên khí, các vết nứt trên người hắn đã khép lại, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất suy yếu. Tiểu tháp vẫn còn sợ hãi trong lòng, luồng thần qua kia quá phi lý, may mà ngươi đã thu hết toàn bộ thập hoang, cổ hoang và văn minh bỉ ngạn vào tiểu tháp, nếu không chỉ uy thế của nó thôi cũng đã đủ phá nát toàn bộ. Thật ra nó cũng có hơi khiếp sợ thực lực của Diệp Quân bây giờ, nó không ngờ Diệp Quân lại có thể cưỡng chế luồng sáng kia lại như vậy được. Tất nhiên việc này không thể không kể công đến Kiếm Thanh Huyên. Cũng chỉ có Kiếm Thanh Huyên mới có thể chịu đựng được sức mạnh của luồng thần quang kia, đổi thành những thần vật khác thì đã sớm gãy tan nát rồi. Diệp Quân hít một hơi thật sâu, trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ, hắn nhìn Kiếm Thanh Huyên trong tay, cũng may lần này hắn đã khôi phục tu vi, nếu không chỉ dựa vào Kiếm Thanh Huyên thì căn bản không thể chống lại được luồng sức mạnh đáng sợ đó. Tất nhiên hắn chưa từng ngờ rằng nền văn minh Toại Minh lại chơi lớn như vậy, vừa ra tay đã đánh nát mấy triệu tinh vực vũ trụ. Xem ra nền văn minh Toại Minh đã bắt đầu xem trọng hắn. Muốn âm thầm phát triển e là không được rồi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Quân không khỏi tối đi. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiếp theo ngươi có dự định gì không? Diệp Quân im lặng một lát rồi mới đứng dậy đi đến trước ghế Thánh Vương, lúc này ghế Thánh Vương vẫn đang run lẩy bẩy. Diệp Quân nhìn ghế Thánh Vương, vừa rồi là gì vậy? Ghế Thánh Vương vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn. Qua một lúc lâu mới khẽ nói, đó là sát khí mạnh nhất của nền văn minh Toại Minh, tên là Đạo Chiếu, bình thường chỉ dùng khi đại chiến với các nền văn minh khác, ta không ngờ bọn họ lại dùng nó để đối phó ngươi. Khoa trương quá! Đạo Chiếu! Diệp Quân cau mày lại, một lát sau mới trầm giọng nói, lần này ta đã cản lại Đạo Chiếu đó rơi xuống thập hoang. Ghế Thánh Vương hãi hùng nói, bọn họ rất có thể sẽ nạp thêm sức mạnh lớn hơn để đối phó với ngươi. Diệp Quân híp mắt lại, trong mắt hiện lên chiến ý. Nhận ra được chiến ý trên người Diệp Quân, ghế Thánh Vương do dự một lúc rồi nói, ngươi sẽ không phản công lại nền văn minh Toại Minh chứ? Diệp Quân không nói gì, hắn liếc mắt nhìn ghế Thánh Vương, ngươi vẫn có thể liên lạc với bọn họ đúng không? Ghế Thánh Vương gật đầu, có thể. Diệp Quân gật gật đầu, đến lúc đó ta sẽ bảo ngươi làm việc. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, ghế Thánh Vương đột nhiên run giọng nói, đại ca. Đây là đâu? Diệp Quân quay đầu nhìn về phía ghế Thánh Vương, tiểu tháp. Ghế Thánh Vương vội hỏi, không phải đằng sau ngươi có người chống lưng hả? Là ngươi rất rất mạnh đúng không? Đúng không vậy? Diệp Quân bình tĩnh nói, ừ. Ghế Thánh Vương lại hỏi, mạnh đến đâu? Diệp Quân đáp, chắc búng tay là diệt được một cái cựu thổ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ghế Thánh Vương ngẩn ra, sau đó vội la lên, đại ca, ngươi đừng có nói đùa. Ta hỏi thật lòng mà. Diệp Quân đi ra ngoài, hắn nhìn vào nơi sâu trong vũ trụ tinh hà, ánh mắt dần trở nên âm trầm. Tiểu tháp trầm giọng nói, nhóc con, đừng nói là ngươi muốn phản công lại nền văn minh Toại Minh nhé. Diệp Quân trầm mặc, thấy Diệp Quân im lặng, tiểu tháp cả kinh nói, không phải đó chứ. Diệp Quân bình tĩnh đáp, sao mà được được. Tiểu tháp nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, vậy ngươi có tính toán gì? Diệp Quân trả lời, chơi chiến thuật rút quân. Tiểu tháp, cựu thổ, bên trong thần điện ở nền văn minh Toại Minh, tám trưởng lão tụ hội lại đây, không ai là bản thể, chỉ có bóng mờ. Ngay lúc này, trên gương mặt già nua của tám trưởng lão đều có chút khó coi. Huyền Chính chết rồi.
100 thần tướng đồng vàng dẫn theo cũng rơi vào tay kiếm tu kia. Điều kỳ quái nhất là thanh niên kia lại có thể ngăn chặn được sức mạnh đạo chiếu. Quá bất hợp lý. Tuy đạo chiếu chỉ mới phát ra 1/10 sức mạnh, thêm vào bị phong ấn của bi tâm tự áp chế, nhưng đó cũng không phải là sức mạnh mà một người cảnh giới đại đế có thể chống lại. Hắn thật sự đã khiến bọn họ ngạc nhiên. Đúng lúc này, một cô gái đi vào. Nhìn thấy người đến, và trưởng lão lập tức biến sắc, người này là Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim nhìn mọi người một lượt, việc này bây giờ cứ giao cho ta. Đại trưởng lão dẫn đầu trầm giọng nói, Cổ Kim đại nhân, rốt cuộc thanh niên kia có lai lịch như thế nào? Còn nữa, hắn rốt cuộc có thực lực ra sao? Các trưởng lão còn lại cùng hiếu kỳ nhìn về phía Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim đi đến ngồi xuống ghế chủ vị, không nói gì, tay ngọc chỉ nhẹ nhàng vung lên, một màn sáng xuất hiện trong đại điện. Bên trong màn sáng là hình ảnh Diệp Quân chống lại đạo chiếu, khi thấy Diệp Quân dùng cảnh giới đại đế để gắng gượng cản lại đạo chiếu, các trưởng lão trong điện đều thấy vô cùng khiếp sợ. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm vào Diệp Quân bên trong màn sáng, thanh kiếm trong tay hắn không thuộc về văn minh này, nói cách khác, sau lưng hắn còn có một thế lực bí ẩn khác. Một trưởng lão đột nhiên đề nghị, để quan chấp hành họ Phạm kia tự mình đến đấu với hắn thử. Nghe thấy cái tên đó, Toại Cổ Kim nhíu mày lại, sau đó nói, không cần, để tự ta đến. Tự ta đến. Trong điện, vài trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ hiếu kỳ, vị quan cố vấn đứng đầu này sao đột nhiên lại thấy hứng thú với tên kiếm tu kia. Nhưng bọn họ vẫn không dám nói gì. Toại Cổ Kim cũng không nhiều lời nữa mà đứng dậy rời đi. Sau khi Toại Cổ Kim rời đi, một trưởng lão trầm giọng nói, thanh niên kia e là không đơn giản. Một trưởng lão khác lại nói, hắn có thể lấy sức một người để cản lại đạo chiếu, tuy chúng ta chỉ mới huy động 1/10 sức mạnh của nó, cộng thêm sức mạnh của đạo chiếu đã bị phong ấn ở vũ trụ kia trấn áp, nên uy lực thật sự đã bị giảm đi 2 lần. Nhưng đó vẫn là một luồng sức mạnh khủng bố, chiến lực chân chính của hắn e là đã đạt đến đỉnh cao tiên đế. Đỉnh cao tiên đế. Các trưởng lão khác đều nhíu mày lại. Nếu ở cựu thổ thì một vị tiên đế cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng ở thập hoang mà lại xuất hiện một vị tiên đế thì quả thật không hề bình thường. Bởi vì tài nguyên thành đế của thập hoang đã bị bọn họ vơ vét hết, mà tài nguyên để thành tiên đế thì thập hoang căn bản không có. Trong tình huống đó mà lại có được thực lực của tiên đế. Quá không bình thường. Một trưởng lão mặc áo bào đen đột nhiên nói, theo ta thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nếu thật sự chỉ là một tiên đế thì cũng không đến mức quan cố vấn đứng đầu tự mình ra tay. Có trưởng lão đột nhiên nói, nghe nói quan chấp hành đứng đầu họ Phản kia cũng đến từ nơi đó. Ánh mắt của các trưởng lão đều nghiêm lại, trong đại điện chợt trở nên tĩnh lặng. Diệp Quân dứt khoát dẫn toàn bộ vũ trụ rời đi. Đánh không lại. Hoàn toàn đánh không lại. Vốn hắn còn muốn âm thầm phát triển, nhưng bây giờ xem ra nền văn minh Toại Minh là người nhạy bén. Họ chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội phát triển, nên hắn chỉ có thể chạy nhanh thôi. Còn vấn đề sinh mệnh trôi qua trong tháp như thế nào thì hắn không có thời gian để quan tâm nhiều đến vậy. Cũng may bên trong tiểu tháp hiện tại có mạch đế nguyên cực phẩm, linh khí nồng nặc hơn rất nhiều so với bên ngoài, nên việc sinh linh của thập hoang, cổ hoang và nền văn minh bỉ ngạn vào tháp tu luyện chắc chắn là một cơ duyên to lớn đối với bọn họ. Nhất là với những người đã đến chuẩn đế. Bởi vì trong tháp có mạch đế nguyên cực phẩm nên đã giúp họ tăng tỷ lệ đột phá thành đế lên rất nhiều, quan trọng nhất vẫn là thời gian, 10 năm trong tháp bằng 1 ngày ở ngoài. Thời gian, tài nguyên, tất cả đều có ở đây, chuyện này với họ mà nói quả thật là cơ hội 1000 năm có 1. Không thể nghi ngờ nữa, cho dù là thập hoang, cấm địa cổ hoang hay nền văn minh bỉ ngạn, bọn họ đều sắp bước vào thời kỳ được phát triển cấp tốc. Tất nhiên chuyện này cũng có chỗ tốt cực lớn cho Diệp Quân. Bởi vì những người này đều dưới sự trị vì của hắn, là tín đồ thuộc về hắn, bọn họ càng mạnh thì hắn cũng sẽ càng mạnh. Hiện tại việc hắn cần làm là tạo ra nhiều mạch đế nguyên cực phẩm. Bởi vì tốc độ tiêu hao của linh khí bên trong tiểu tháp vô cùng nhanh chóng, một khi linh khí trong đây tiêu hết sạch thì nhất định sẽ xảy ra đại loạn, bởi vì không còn tài nguyên thì chắc chắn sẽ sinh ra nạn cướp bóc, tranh đoạt. Mà linh khí bên trong tiểu tháp nhiều nhất cũng chỉ đủ duy trì thêm 1000 năm. Tính thời gian thật thì cũng chỉ hơn 3 tháng một chút. Đến kỳ hạn 3 tháng, một là hắn thả hết bọn họ ra ngoài, hoặc là phải có thêm càng nhiều linh mạch và đế tinh. Nếu không bên trong chắc chắn sẽ đại loạn. Bên trong tinh không mịt mù,
Diệp Quân ngự kiếm bay đi. Tiểu Tháp đột nhiên nói, ngươi chuẩn bị đi đâu? Diệp Quân liếc mắt nhìn trời sao xa xăm, đến Cựu Thổ. Tiểu Tháp cả kinh nói, ngươi muốn đến thẳng Cựu Thổ. Diệp Quân gật đầu, trầm giọng nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tiểu Tháp nói, ngươi làm vậy có chút mạo hiểm. Diệp Quân nói, không còn cách nào cả, bây giờ ta có đến các văn minh vũ trụ khác thì chỉ có điều làm hại người khác, bởi vậy ta chỉ có thể đến Cựu Thổ, đến đó rồi từ từ tính tiếp. Tiểu Tháp trầm giọng nói, nền văn minh toại minh đó không đơn giản đâu, ngươi phải cẩn thận. Diệp Quân gật gật đầu, lần này suýt nữa đã xóa sổ hắn rồi, hắn thật sự không ngờ đối phương lại dùng đến thứ đó để đánh mình. Nếu như không phải vì vũ trụ này có phong ấn thì hắn thật sự đã xong đời rồi. Nghĩ đến luồng thần quang kia, trong lòng hắn vẫn còn thấy sợ hãi, việc này cũng khiến hắn hiểu rằng bây giờ bản thân và nền văn minh toại minh đang có một sự chênh lệch cực kỳ lớn, tuyệt đối không thể cứng chọi cứng với người ta, phải dùng mưu mô, phải chơi chiêu trò. Diệp Quân hít một hơi thật sâu, lần này cũng đã cảnh tỉnh hắn, hắn tuyệt đối không được tự cho là mình thông minh rồi đi coi thường người trong thiên hạ, từ giờ trở đi, hắn nhất định phải dốc toàn bộ tinh lực để ứng phó với nền văn minh toại minh này. Hắn không nghĩ nhiều nữa, mà điều động kiếm thanh huyên để nhảy qua vô số tinh vực, đi thẳng đến Cựu Thổ. Thật ra cũng may là có kiếm thanh huyên, nếu không với thực lực của hắn bây giờ, muốn đến Cựu Thổ thì thật sự không biết phải đi đến năm tháng nào. Khi nhảy qua các tinh vực, Tiểu Tháp đột nhiên nói, sau khi cản lại thần quang kia, người có thu hoạch được gì không? Nghe vậy, Diệp Quân nở nụ cười, thu hoạch không ít. Nói đến đây hắn cũng không khỏi phải cảm thán. Rất nhiều khi cần phải đến lúc đánh đến mức bị dồn vào đường cùng, thì mới kích phát được tiềm lực của con người. Lúc đối mặt với luồng thần quang kia, cho dù hắn thấy rất khiếp sợ, thậm chí là muốn lùi bước, nhưng khi hắn thật sự cản lại được rồi, hắn mới phát hiện thì ra hắn vẫn luôn đánh giá thấp bản thân mình. Cổ ngữ có câu, dù đường gập ghềnh, phải đi thì mới đến, chuyện tuy nhỏ, phải làm thì mới xong. Lúc đối diện với sự hoảng sợ, chỉ có vượt lên chính mình thì mới chiến thắng được nỗi sợ, còn nếu lúc đó lùi bước thì có lẽ cả đời cũng sẽ chỉ đi được đến đó. Không chỉ hắn mà kiếm thanh huyên cũng có được thu hoạch không nhỏ, hắn có cảm giác kiếm thanh huyên cũng đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Bây giờ kiếm thanh huyên đã không còn là một thanh kiếm bình thường, nó cũng sẽ tự mình tu luyện. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân dừng lại, hắn đột nhiên quay đầu, một khắc sau, kiếm thanh huyên đã phá không lao đi. Thời không cách đó nghìn trước lập tức bị phá vỡ. Ha ha! Lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên từ phương xa, phát hiện ra rồi à? Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc áo bào đen chậm rãi bước ra. Diệp Quân xòe tay ra, kiếm thanh huyên bay về tay hắn lại, hắn nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo đen nọ, một tia sát khí chợt lóe lên, người từ nền văn minh toại minh. Người đàn ông áo bào đen lắc đầu, không phải. Diệp Quân nhíu mày lại. Người đàn ông áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quân, người căn bản không phải là cảnh giới đại đế. Diệp Quân bình tĩnh nói, ông là ai? Người đàn ông áo bào đen cười nói, người có biết chủ nhân bút đại đạo không? Diệp Quân hơi nhíu mày lại, nói không hề nghĩ, không biết. Người không thành thật. Người đàn ông áo bào đen đi đến cách một khoảng trước mặt Diệp Quân, tự giới thiệu một chút, ta tên là Tân Vô Đạo. Đến từ một văn minh vũ trụ vô cùng xa xôi, ta phụng lệnh vực chủ đến điều tra ngươi. Diệp Quân nhìn chằm chằm Tân Vô Đạo, điều tra ta. Tân Vô Đạo gật gật đầu, chắc ngươi không biết, trước đây không lâu chủ nhân bút đại đạo đã đến chỗ của chúng ta, sau đó bảo chúng ta mau đi giết ngươi. Diệp Quân trầm mặc, đồ chó, tên chủ nhân bút đại đạo chó chết này. Ông đang lén lút phát triển bản thân mà tên chó đó lại đi kéo địch về. Chẳng trách sao mình liều mạng nỗ lực vậy đều vô dụng hết, chỉ vì kẻ địch của hắn mãi mãi ở đẳng cấp trên hắn. Mẹ kiếp! Quá chó! Tân Vô Đạo cười nói, ông ta đưa ra một điều kiện cực kỳ ưu đãi. Diệp Quân liếc mắt nhìn Tân Vô Đạo, bình tĩnh nói, vậy các người định làm gì? Tân Vô Đạo khẽ mỉm cười, đầu tiên, chủ nhân bút đại đạo này ngay cả vực chủ của chúng ta cũng kiêng dè, nên người ông ta muốn giết chắc chắn không hề tầm thường, tuy điều kiện rất mê hoặc. Thậm chí khiến vực chủ của chúng ta không thể từ chối được. Nhưng vực chủ vẫn cố nhịn để phái ta đến điều tra ngươi một chút. Diệp Quân hỏi, ta có thể gặp chủ nhân bút đại đạo không? Tân Vô Đạo nói, e là bây giờ người không đánh lại ông ta được. Diệp Quân bình tĩnh nói,
ta có thể chửi chết ông ta hoặc gọi người nhà đến. Tân vô đạo. Diệp Quân rất rất khó chịu. Bởi vì hắn đang âm thầm phát triển, ngay cả tu vi cũng giấu nhẹm, chỉ hận không thể mai danh ẩn tích, mà hắn không ngờ tên kia lại đi tới đâu đó tìm kẻ địch về cho hắn. Điên rồi à? Chơi như vậy luôn. Tân vô đạo đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta không có địch ý với ngươi, lần này ta đến chỉ muốn làm quen với ngươi thôi. Diệp Quân nhìn về phía Tân vô đạo, không nói gì. Tân vô đạo nói, tất nhiên để tỏ lòng thành ý, ta sẽ tiết lộ cho ngươi hai thông tin ngươi chưa biết. Thứ nhất, hiện tại người nhắm vào ngươi là quan cố vấn đứng đầu toại cổ kim của nền văn minh toại minh, Diệp công tử, chắc ngươi không biết người này là ai. Nhưng ta cho ngươi biết, đó là một người thật sự vô cùng đáng gờm. Nền văn minh toại minh có thể phát triển nhanh như vậy, đồng thời có thể đứng vững ở cựu thổ thì không thể không kể đến công của cô ta. Không chỉ vậy, cô ta còn từng dùng mấy triệu vũ trụ làm quân tốt thí để tranh về cho nền văn minh toại minh một địa bàn tiên vực. Nói tóm lại, người này là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Diệp Quân nhíu mày lại. Tân vô đạo lại nói tiếp, theo lý mà nói. Cô ta không nên nhắm vào ngươi mới phải, thứ cho ta nói thẳng, với thực lực của ngươi bây giờ hoàn toàn không lọt được vào mắt cô ta, nhưng cô ta cứ nhắm vào ngươi, chuyện này có chút không bình thường. Diệp Quân trầm giọng nói, có phải là do chủ nhân bút đại đạo không? Tân vô đạo lắc đầu, ta cũng không biết. Diệp Quân trầm mặc. Tân vô đạo tiếp tục nói, thứ hai, đờ chúng ta biết, chủ nhân bút đại đạo không chỉ tới tìm chúng ta, mà ông ta còn đến nhiều tiên vực khác. Vẻ mặt Diệp Quân cứng lại. Tân vô đạo cười nói, vực chủ của chúng ta là người cẩn thận, nên ông ấy không trực tiếp ra tay với ngươi mà chỉ phái ta đi điều tra. Ta điều tra rồi thì phát hiện Diệp công tử cũng không phải một người đơn giản, sau khi báo cáo lại thì vực chủ đã quyết định từ bỏ việc nhắm vào ngươi, đồng thời bán cho ngươi hai ân tình, chuyện là vậy đấy. Diệp Quân trầm giọng nói, vực chủ của các người tên gì? Tân vô đạo mỉm cười nói, sau này nếu có duyên thì Diệp công tử sẽ biết, ta chỉ có thể nói với ngươi tiên vực chúng ta tên là, tiên vực thiên phủ. Diệp Quân khẽ gật đầu, chuyện của các người ta sẽ nhớ kỹ. Tân vô đạo mỉm cười, Diệp công tử, sau này gặp lại. Nói rồi ông ta định rời đi. Mà lúc này, Diệp Quân đột nhiên nói, các người hay cựu thổ mạnh hơn. Tân vô đạo đáp, cựu thổ. Diệp Quân nói, còn nền văn minh toại minh thì sao? Tân vô đạo, bọn họ càng mạnh hơn. Diệp Quân trầm mặc. Tân vô đạo nghiêm túc nói, Diệp công tử, đừng xem thường ba văn minh lớn của cựu thổ, hiện tại bọn họ là bá chủ siêu cấp, gốc gác rất đáng sợ, người không thể tưởng tượng ra được đâu. Diệp Quân khẽ gật đầu, đa tạ đã báo tin. Tân vô đạo nói, cáo từ. Nói xong, ông ta đã biến mất. Diệp Quân trầm mặc một lát, sau đó cũng biến mất. Nửa tháng. Nền văn minh toại minh, cố vấn các. Một thanh niên quả trong cố vấn các, hơi thi lễ, đại nhân, hắn đã đến cựu thổ. Cách đó không xa là toại cổ kim đang đọc sách, cô ta đặt sách xuống, nhanh thật. Thanh niên hỏi, cần phái người bắt hắn lại không? Toại cổ kim chậm rãi nhắm mắt lại, không cần. Thanh niên hơi nghi hoặc. Toại cổ kim khẽ gõ hai ngón tay lên đùi mình, lúc vẫn chưa rõ được thực lực của kẻ địch thì không cần tự mình đi tìm hiểu, có thể. Dùng kế khác, hai quân cờ kia cuối cùng cũng có thể dùng. Nơi nào đó trong tinh không, Diệp Quân hít một hơi thật sâu, tháp, cuối cùng chúng ta cũng đến nơi. Tiểu tháp hỏi, người có muốn thay đổi dung mạo của mình một chút không? Diệp Quân nói trong lòng, tháp ra, người cảm thấy nền văn minh toại minh sẽ không biết ta đã đến à? Tiểu tháp cả kinh nói, sao biết được, đệt, ý ngươi là ghế thánh vương. Diệp Quân gật đầu. Tiểu tháp ngạc nhiên nói. Người cố ý giữ lại nó. Diệp Quân nhìn về phía xa xa, khẽ nói, người phụ nữ kia không phái người đến ngăn cản ta, cũng có nghĩa là cô ta đang chờ ta đến cựu thổ. Tiểu tháp trầm mặc một lát rồi nói, tháp ra ta không chơi lại bàn cờ lớn đến vậy đâu, tự ngươi cố gắng đi. Tinh vực cựu thổ. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại những ký ức không trọn vẹn của ung chủ và huyền chính, không bao lâu sau, hắn đã hiểu đại khái về cựu thổ này. Rất nhiều năm trước, tinh vực cựu thổ chỉ có một nền văn minh, đó chính là nền văn minh cựu thổ, nền văn minh này là nền văn minh bản địa của cựu thổ, nhưng sau này, vì ở đây có linh tổ mạch trong truyền thuyết nên nơi này trở thành vùng đất mơ ước của vô số nền văn minh. Linh tổ mạch.
Đây là linh mạch cao cấp nhất trong vũ trụ trước mắt, tương truyền rằng, linh mạch ở cấp này chỉ thuộc về tổ văn minh trong truyền thuyết. Tổ văn minh. Tương truyền, chủ nhân nền văn minh đứng đầu chính là cộng chủ của tất cả nền văn minh vũ trụ, cũng chính là cộng chủ của vũ trụ. Tương truyền rằng năm đó vị cựu thần của nền văn minh cựu thổ đã tới tổ tinh hệ trong truyền thuyết và lấy được linh tổ mạch ở trong đó. Dù là thật hay giả thì trong số các nền văn minh đã biết, hiện nay chỉ có cựu thổ có linh tổ mạch, mà điều đáng sợ nhất của linh tổ mạch này chính là linh khí có thể liên tục sinh ra, hơn nữa, cấp bậc của linh khí này còn vượt xa tất cả các linh mạch khác. Cũng chính vì vậy, toàn bộ cựu thổ đã trở thành niềm mơ ước của vô số nền văn minh, cũng may thực lực của nền văn minh cựu thổ vô cùng mạnh mẽ, nhất là cựu thần, quả thật là vô địch trần đời, trấn áp hết thảy, vì vậy, dù ao ước đến nhường nào thì cũng không có bất kỳ nền văn minh nào dám ra tay với cựu thổ. Nhưng sau khi cựu thần của cựu thổ đột nhiên biến mất, nền văn minh cựu thổ trở thành rồng mất đầu, ngay sau đó, các nền văn minh khác bắt đầu nhăm nhe cựu thổ. Sau này, dưới sự chỉ dẫn của Vĩnh Sinh chủ, nền văn minh Vĩnh Sinh đã định cư ở cựu thổ. Sau đó nữa, nền văn minh Toại Minh đến, cuộc chiến dựng nước lúc đó của nền văn minh Toại Minh vô cùng kịch liệt, nhất là Bi Tâm Từ, quan chấp hành đứng đầu của nền văn minh Toại Minh, vừa mới tới cựu thổ đã lập tức nghiền nát hết tất cả bằng tư thế bất khả chiến bại và được coi là người kinh khủng nhất sau cựu thần. Sau đó, nền văn minh Toại Minh cũng dừng chân tại cựu thổ. Cuối cùng, ba nền văn minh hợp thành cộng thức, thành lập liên minh, vẫn luôn chung sống hòa bình với nhau cho tới tận bây giờ. Đương nhiên, trong thời kỳ đó cũng đã xuất hiện một sự kiện trọng đại, đó chính là quan chấp hành đứng đầu Bi Tâm Từ của nền văn minh Toại Minh đột nhiên phản bội, suýt chút nữa đánh tan toàn bộ cựu thổ. Ba nền văn minh liên thủ lại, cuối cùng cũng chặn được nàng ấy. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì, đến nay vẫn chưa rõ. Một lát sau, Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, nhẹ giọng nói, cựu thần, Vĩnh Sinh chủ, Bi Tâm Từ. Những cái tên này vừa nghe đã biết là đại lão. Tiểu Tháp nói, tiếp theo đây, người có dự định gì? Diệp Quân cười nói, thấy chiêu phá chiêu. Nói xong, hắn đi về đằng xa. Tiểu Tháp đột nhiên thấp giọng thở dài, tiểu tử, ta cảm thấy kẻ địch của ngươi còn mạnh hơn cả cha ngươi. Diệp Quân mỉm cười nói, thật ra cũng tốt, ngươi nghĩ xem, trong thế tục, nếu có người muốn làm hoàng đế thì chẳng phải kẻ địch của hắn sẽ vừa đông vừa mạnh sao? Đương nhiên tên chó má chủ nhân bút đại đạo này dám làm vậy với ta không thể nhịn được. Vừa nghĩ tới tên quét sân ngu ngốc kia, hắn lại thấy tức. Kẻ địch bình thường thì hắn có thể chấp nhận, nhưng kẻ địch bất thường kiểu này, mẹ kiếp, đánh thế nào được chứ? Đây không phải là đang ép hắn trở thành vua dựa dẫm sao? Nghĩ tới đây, Diệp Quân cả kinh. Mẹ nó! Ý đồ của tên chủ nhân bút đại đạo kia chắc không phải là như vậy đó chứ? Cuộc chiến tranh giành đại đạo. Trước kia cha sáng lập ra thư viện để thiết lập trật tự cũng đã trải qua không biết bao nhiêu khổ cực. Sau này, thời đại của cha kết thúc, không ở đây tham gia chiến đấu nữa. M. Mưu. Hắn cảm giác đó là một âm mưu lớn, tên chó má chủ nhân bút đại đạo này định ép mình vào cuộc chiến tranh giành đại đạo. Ôi! Diệp Quân đột nhiên thở dài. Vừa phải đối phó với nền văn minh Toại Minh, vừa phải cẩn thận đề phòng chủ nhân bút đại đạo chơi xấu sau lưng, hắn thật sự rất mệt mỏi. Mình đang thiếu người giúp. Tiểu Tháp nói, đừng than thở nữa, ta giúp ngươi. Diệp Quân nói, Tháp gia, ta không có ý gì khác, nhưng ngươi nên thăng cấp rồi. Tiểu Tháp, ngay lúc này, Diệp Quân đột nhiên quay đầu lại nhìn, cách mấy ngàn dặm về phía bên phải có một chiếc tàu sao bay vụt qua, khi thấy chiếc tàu sao kia, Diệp Quân nhất thời cả kinh, chiếc tàu sao lớn không tưởng, nó lớn ngang bằng một tinh cầu, tốc độ rất nhanh, vừa mới xuất hiện ở tinh vực này, một luồng áp lực kinh khủng như rời núi lấp biển đã lập tức nghiền nát hắn. Diệp Quân vội vàng phóng thích kiếm thế phòng ngự, nhưng khu vực thời không hắn đang đứng vẫn bị chèn ép tới nỗi thay đổi hình dạng. Lúc này, tốc độ của chiếc tàu sao kia đột nhiên chậm lại. Diệp Quân nhìn qua, sĩ binh đang đứng trên tàu sao kia có tầm hơn 10.000 người. Cơ giáp trên người bọn họ đều là màu vàng, tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt, trong tay còn cầm một cây trường thương. Trên bả vai mỗi người còn có một cơ giáp cỡ nhỏ. Nền văn minh Vĩnh Sinh. Diệp Quân rất tò mò, vì đó là một trong ba nền văn minh Vĩnh Sinh này là nền văn minh kỹ thuật, bọn họ phát triển đạo kỹ thuật, chứ không phải võ đạo. Diệp Quân tò mò đánh giá cơ giáp trên người những cường giả kia,
những cơ giáp này trông rất phức tạp, tràn đầy cảm giác công nghệ cao, nhưng không biết uy lực thế nào. Ngay tại lúc này, đám sĩ binh kia đột nhiên tản ra hai bên, tiếp đó, một cô gái chậm rãi bước ra, cô gái cũng mặc cơ giáp, nhưng cơ giáp cô ta mặc là màu trắng, dưới sự nổi bật của bộ cơ giáp này, dáng người của cô ta càng trở nên thon thả, mái tóc màu tím đậm được buộc thành đuôi ngựa, cả người nhìn vô cùng hiên ngang, tay phải cô ta cầm một thanh kiếm cơ giáp, trên thân kiếm phát ra kiếm mang quỷ dị. Ngay lúc này, cô gái cũng chú ý tới Diệp Quân, khi thấy hắn, cô ta nhíu mày. Diệp Quân nở một nụ cười hiền hậu. Nhưng cô gái lại coi thường hắn, dẫn đám sĩ binh cơ giáp chỉnh tế tới tinh cầu ở đằng xa. Cựu thổ tinh. Thấy cô gái dẫn đám sĩ binh cơ giáp biến mất ở đằng xa, Diệp Quân lắc đầu cười một tiếng, thật ra hắn tò mò về nền văn minh vĩnh sinh này vì mẹ hắn cũng làm về kỹ thuật. Tần Quan. Diệp Quân thấp giọng thở dài, cũng không biết bà ấy đã đi đâu rồi. Dù không thể gọi người, nhưng xin người nhà một chút tiền để phát triển cũng không thành vấn đề nhỉ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi bật cười, lần sau gặp được mẹ ruột thế nào cũng phải đòi một chút mới được, bây giờ hắn học giỏi rồi, có đòi tiền cũng không thể đòi tiền của nền văn minh hiện tại được, phải đòi tiền của nền văn minh tiếp theo nữa mới có thể tiêu được. Không nghĩ nhiều nữa, hắn cũng biến mất ở đằng xa. Lúc hắn sắp tới gần cựu thổ tinh, một luồng thần thức đột nhiên bao phủ lấy hắn, ngay sau đó, một giọng nói thần bí đột nhiên vang lên bên tai hắn, thân phận không rõ, không được vào. Thân phận không rõ. Diệp Quân sửng sốt. Ngay lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, lão già thản nhiên nhìn hắn, người ngoại lai. Diệp Quân gật đầu. Lão già lạnh lùng nói, muốn vào cựu thổ cần phải làm thẻ căn cước tạm thời, ít nhất là 3 ngày, nhiều nhất là 1 năm. Diệp Quân cạn lời. Mẹ nó. Còn phải làm thẻ căn cước tạm thời. Diệp Quân nói, làm cho ta cái 1 năm. Lão già nói, 30.000 viên đế tinh cực phẩm. Cái gì cơ? Diệp Quân lập tức kinh ngạc, 1 năm cần 30.000 viên đế tinh cực phẩm. Lão già nhìn hắn, có vấn đề gì không? Vẻ mặt Diệp Quân tối sầm lại, cựu thổ này thật quá đáng, dù bây giờ hắn cũng có chút đế tinh cực phẩm, nhưng như vậy cũng quá đắt. Thấy ánh mắt lão già có vẻ không mấy thiện cảm, Diệp Quân ngừng suy nghĩ, không thành vấn đề, cho ta tới 1 tháng. Nói xong, hắn lấy đế tinh cực phẩm ra đưa cho lão già. Lão già nhìn hắn, nhận lấy đế tinh, sau đó lấy ra một thẻ pha lê đưa cho hắn, nếu 1 tháng sau vẫn còn ở lại cựu thổ, giết chết không tha. Nói xong, ông ta lập tức xoay người biến mất. Diệp Quân cầm thẻ pha lê trước mặt, hắn quan sát một lát, sau đó cất đi, tiếp đó, hắn ngự kiếm biến mất ở nơi cách đó không xa. Chỉ trong chốc lát, hắn đã tới thành thiên đô phồn hoa nhất cựu thổ. Thành thiên đô này do 3 nền văn minh cùng nhau tạo ra, là thành thị lớn nhất, phồn hoa nhất ở cựu thổ tinh hiện tại. Diệp Quân vừa mới đến thành thiên đô, trước mặt hắn có một tinh hà đại đạo dài tới mấy trăm trượng, đại đạo này trải thẳng từ trước mắt hắn vào trong thành, rộng mấy chục nghìn trượng, toàn bộ đại đạo được tạo thành từ tinh hà, cúi đầu nhìn xuống. Nhìn xuống dưới là vũ trụ tinh hà vô tận. Vẻ mặt Diệp Quân vô cùng kích động. Vì hắn phát hiện, đại đạo dưới chân mình thật sự là tinh hà, nhưng bị người ta dùng thần thông vô thượng miễn cưỡng thu nhỏ lại, hơn nữa còn trải dày ra đây. Ở cuối tinh hà đại đạo này, độ lớn của thiên đô cũng hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của hắn, toàn bộ thành thiên đô đã vượt quá 9 tầng mây, bề ngoài nguy nga hùng vĩ, tường thành chủ yếu được đúc bởi một loại đá thần bí màu vàng, rực rỡ vô cùng, trông giống như sao vậy. Bên trong thành, những kiến trúc hùng vĩ cao vút thẳng đứng, đỉnh của nó thậm chí còn vươn tới tinh không. Giờ phút này, Diệp Quân chợt cảm thấy mình đã rất lạc hậu, như một đứa nhà quê mới lên thành phố vậy. Tiểu Tháp đột nhiên nói, quá tuyệt vời. Nó cũng bị thiên đô làm cho chấn động. Diệp Quân đi trên tinh hà đại đạo, hưng phấn nói, Tháp gia, chúng ta có nên thử đưa tòa thành này vào trong tháp không nhỉ? Tiểu Tháp yên lặng một lát, sau đó nói, nếu có cô ngươi ở đây thì ta dám. Diệp Quân cười ha ha. Chỉ trong chốc lát, hắn đã tới trước tòa thành kia, đứng trước tòa thành này, hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác nhỏ bé. Sau khi vào thành, Diệp Quân phát hiện, những kiến trúc bên trong thành lại càng sầm uất, cũng không biết đã dùng nguyên liệu gì để chế tạo mà tất cả đều tỏa ra một ánh sáng nhàn nhạt, nhưng không hề nhức mắt. Điều kinh khủng nhất là, sau khi vào thành, hắn phát hiện linh khí trong thành rất dồi dào. Ít nhất là gấp 10.000 lần bên trong tiểu tháp.
gấp chục ngàn lần. Đó là khái niệm thế nào chứ? Hơn nữa, chất lượng của linh khí hoàn toàn không phải thứ mà đế nguyên cực phẩm có thể so sánh được. Trước mặt những linh khí này, đế nguyên cực phẩm chỉ là cứt chó. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã hoàn toàn coi thường mạch đế nguyên cực phẩm bên trong tiểu tháp. Giờ phút này, hắn cảm thấy rất tự ti. Thì ra, nền văn minh cao đẳng lại có tiền đến thế. Nếu có tiểu bạch ở đây thì tốt rồi, lập tức bảo tiểu bạch trộm linh tổ mạch đó đi. Ôi! Diệp Quân thấp giọng thở dài. Bây giờ hắn thật sự rất thiếu tiền. Diệp Quân không biết rằng, bên trong cố vấn các của nền văn minh Toại Minh, Toại Cổ Minh và một đám người cố vấn các nhìn màn sáng trước mắt, mà người trong màn sáng chính là hắn. Mẹ kiếp! Ngay tại lúc này, bên trong màn sáng, Diệp Quân đột nhiên thốt lên vui mừng, hắn nhanh chóng chạy tới bên một pho tượng trước cổng thành, hắn cẩn thận vuốt ve pho tượng, vui vẻ nói, tháp ra, nhìn này, cái này được chế tạo từ đế tinh cực phẩm, à không, cái này không phải đế tinh cực phẩm mà là cỏ thần nguyên tinh cực phẩm trong truyền thuyết đó. Thần nguyên tinh cực phẩm. Một loại tinh thạch vượt xa đế tinh cực phẩm, một viên có thể đổi được ít nhất chục nghìn viên đế tinh cực phẩm. Diệp Quân nhìn xung quanh, sau đó lặng lẽ rời pho tượng vào trong tiểu tháp, sau đó xoay người chạy. Bên trong cố vấn các, tất cả mọi người đều im lặng. Dám trộm pho tượng ư? Trong cố vấn các, mọi người trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Người này thật sự là người sáng lập ra đạo thống sao? Mọi người lén nhìn về Toại Cổ Kim ở đằng xa, Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm màn sáng, không chút cảm xúc. Mọi người cũng không dám nói lời nào, tiếp tục nhìn màn sáng. Trong thành Thiên Đô, Diệp Quân đi dạo trong thành, cứ sờ chỗ này một cái, sờ chỗ kia một cái, ánh mắt vô cùng thán phục, như một tên quê mùa mới lên thành phố vậy. Diệp Quân không hề giả vờ, hắn thật sự rất thán phục nền văn minh cựu thổ này, những kiến trúc của cựu thổ. Hắn nhìn kỹ lại mới phát hiện rằng chúng đều được chế tạo bằng một loại linh thạch đặc biệt. Tinh thạch này không phải thứ tầm thường, năng lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ thuần khiết, cầm ra ngoài cũng đạt giá trị liên thành. Hơn nữa, hắn cũng có thể cảm nhận được, bên trong những kiến trúc này đều có trận pháp, còn không chỉ có một loại. Nói cách khác, nếu kẻ địch đánh vào, tất cả kiến trúc trong thành đều có thể lập tức biến thành kiến trúc quân sự vô cùng mạnh mẽ, có thể ngăn được kẻ địch. Không chỉ vậy, hắn còn mơ hồ cảm nhận được sự dao động của những năng lượng mạnh mẽ ở sâu trong lòng đất dưới chân mình. Thiên Đô. Ánh mắt Diệp Quân phức tạp, tòa thành dưới chân thật sự không đơn giản. Đi dạo một hồi, Diệp Quân đột nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có một tòa lầu cao nguy nga lộng lẫy, người vào người ra, vô cùng náo nhiệt. Diệp Quân nhìn vào chính giữa tòa lầu, ở đó có ba chữ to mạ vàng Dục Tiên Cư. Dục Tiên Cư. Diệp Quân tò mò, hắn nhìn những người đang ra vào kia, người vào thì tràn đầy hưng phấn, còn người ra lại sảng khoái vô cùng, còn có chút chưa thỏa mãn. Diệp Quân nói, tháp ra, chúng ta tới xem một lát đi. Tiểu tháp nói, tùy ngươi. Diệp Quân gật đầu một cái, theo ý tháp ra. Nói xong, hắn nhanh chóng bước tới trước Dục Tiên Cư. Tiểu tháp, bên trong cố vấn các. Khi Diệp Quân đi tới Dục Tiên Cư, vẻ mặt mọi người đều trở nên kỳ lạ. Rất nhanh, Diệp Quân đã tiến vào Dục Tiên Cư, vừa mới vào đã có một đám cô gái mặc áo mỏng đứng tiếp đón. Những cô gái này có dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt mê hoặc, đứng ngay ngắn trước mặt hắn. Khi thấy Diệp Quân đi vào, tất cả các cô gái đều đồng loạt hành lễ, cười quyến rũ nói, hoan nghênh đại nhân. Y phục của những cô gái này rất mỏng, tràn đầy sức sống, nhưng bộ phận mấu chốt lại không thấy được. Cứ như thấy được tất cả nhưng lại không thấy gì cả, rất gian xảo. Nhưng đúng ra cảm giác này lại khiến người ta mê muội, vì những thứ muốn thấy lại không thấy được. Không đúng. Sau khi Diệp Quân bước vào, hắn lập tức phát hiện ra điều gì đó không đúng. Nơi này nhất định không phải là một nơi tốt. Ngay lúc này, một cô gái trong số đó đột nhiên bước tới đỡ lấy tay hắn, thản nhiên cười một tiếng, vị đại nhân này, người cần phục vụ thế nào? Diệp Quân do dự một lát, sau đó nói, ta là một người đứng đắn. Ha ha! Người phụ nữ kia mỉm cười, cô ta nhìn Diệp Quân, thấy Diệp Quân tuấn tú phong lưu, khí chất cực tốt, ý cười trong mắt càng hiện rõ hơn. Ánh mắt những cô gái bên cạnh cũng luôn nhìn Diệp Quân, mang theo ý cười. Cô gái như sợ Diệp Quân chạy mất, kéo cánh tay hắn vào trong, cũng không biết là vô tình hay cố ý mà cứ cạ vào nơi đầy đặn nhất của mình. Rất nhanh!
cô gái dẫn Diệp Quân tới một căn phòng tối tăm, phòng không quá lớn, ánh sáng mờ ảo, ngay chính giữa gian phòng chỉ để một chiếc giường. Thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ ra. Thấy biểu cảm của Diệp Quân, cô gái cười duyên, nói, đại nhân lần đầu tới chỗ chúng ta phải không? Diệp Quân gật đầu, phải. Cô gái dùng chỗ đầy đặn nhất cọ vào cánh tay Diệp Quân, ánh mắt quyến rũ, đại nhân yên tâm, chỗ chúng ta vô cùng đứng đắn, ha ha. Diệp Quân. Cô gái đột nhiên lấy một tấm thẻ dài ra đưa tới trước mặt Diệp Quân, cười nói, đại nhân, đây là những hạng mục phục vụ của chúng ta, ngài chọn một cái đi. Diệp Quân nhìn tấm thẻ, chỉ thấy hạng mục trên đó chỉ có mười mấy loại, có cái gì mà đại đạo thôi đản, băng hỏa lưỡng trọng thiên, bỉ dực song phi, tiêm thủ ma bổng, tiên khẩu thủ kinh. Diệp Quân nghi ngờ nói, cô nương, những hạng mục này là sao? Tại sao ta lại không hiểu? Cô gái nhất thời cười lên, vỗ bả vai Diệp Quân, cười quyến rũ nói, người thật là xấu xa. Diệp Quân. Cô gái đột nhiên chỉ một trong số những hạng mục đó, cười nói, công tử, không thì người chọn cái này đi. Diệp Quân nhìn về phía cô gái chỉ, thấy một dòng chữ, trăm hoa đua nở. Diệp Quân mơ hồ, đây là ý gì? Cô gái trừng mắt nhìn, tức là nhiều người một lúc đó, ha ha. Diệp Quân đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, trong lòng nói, tháp gia hại ta, ngươi nhìn đi, ngươi bảo ta tới chỗ nào vậy chứ? Tiểu tháp. Diệp Quân nhìn tấm thẻ kia, sau đó chỉ cái cuối cùng, cái này, cho ta cái này đi, hoạt động gân cốt. Hoạt động gân cốt. Đây nhất định là một thú vui đứng đắn. Cô gái nhìn Diệp Quân cười nói, công tử, hạng mục phục vụ này cần 2.800 đế tinh cực phẩm. 2.800. Diệp Quân nhức nhối trong lòng, nhưng vẫn lấy ra. Mệt mỏi nhiều năm như vậy rồi, hưởng thụ một chút thì đã sao? Sau khi cô gái nhận lấy tiền, lại cười nói, công tử chờ một lát, chúng ta lập tức sắp xếp cô nương tới. Nói xong, cô ta cười lui ra ngoài. Diệp Quân nhìn xung quanh, gian phòng này rất nhỏ, ánh đèn cũng mập mờ, nhìn qua quả thật trông không giống một chỗ đứng đắn. Hắn khá bất ngờ, cựu thổ còn có nơi như vậy sao, không phải là do vô biên chủ mở ra đó chứ? Ngay tại lúc này, một cô gái bước vào, cô gái mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm, đeo khăn che mặt trong suốt, vậy nên vẫn có thể nhìn rõ dung mạo, ngũ quan của cô ta rất tinh tế, nhất là đôi mắt kia, lớn vô cùng, dáng người cũng rất đẹp, rất tuyệt vời. Cô gái hành lễ với hắn, sau đó nói, công tử, mời thay quần áo. Thay quần áo? Diệp Quân hoài nghi. Cô gái đột nhiên chỉ về phía giường cách đó không xa, chỉ thấy một chiếc quần cộc. Diệp Quân do dự một lát, sau đó nói, thay luôn à? Cô gái gật đầu, phải. Diệp Quân nói, cô có muốn tránh đi một chút không? Cô gái nhìn hắn, không cần. Diệp Quân im lặng, được rồi. Nói xong, hắn tới mép giường, bắt đầu cởi áo của mình ra. Bên trong cố vấn các. Cả đám người thấy cảnh này, vẻ mặt tối sầm lại, hắn làm cái quái gì vậy? Toại cổ kim dẫn đầu vẫn không cảm xúc. Cô ta vẫn nhìn chằm chằm. Diệp Quân đang cởi quần áo bên trong màn sáng. Rất nhanh, Diệp Quân đã thay xong quần cộc. Cô gái chỉ lên giường, Diệp Quân hiểu ý, leo lên nằm. Cô gái đi tới bên cạnh hắn, sau đó lấy ra một bình gỗ nhỏ, cô ta mở nắp bình ra, nhẹ nhàng đổ xuống người Diệp Quân, là một chất lỏng bôi trơn lạnh buốt. Diệp Quân đột nhiên nói, cô nương, cô tên gì? Cô gái nhẹ nhàng xoa xoa chất lỏng bôi trơn. Bình tĩnh nói, Hách Nhi. Diệp Quân nói, Hách Nhi cô nương, ta có một câu hỏi, không biết cô có phiền không? Cô gái nói, hỏi đi. Diệp Quân nói, tại sao cô lại tới đây làm việc? Hách Nhi bình tĩnh nói, làm ăn, thiếu nợ. Diệp Quân hiếu kỳ nói, nợ bao nhiêu? Hách Nhi nói, mấy trăm ngàn đế tinh cực phẩm. Diệp Quân nói vậy thì thật sự cũng hơi nhiều. Sau khi Hách Nhi xoa đều chất lỏng bôi trơn kia, cô ta bắt đầu nhẹ nhàng đấm bóp lưng cho Diệp Quân, còn người thì sao? Tại sao lại tới nơi này? Diệp Quân cười nói, ta lần đầu tới cựu thổ, cũng không biết nơi này là nơi nào, thấy có nhiều người vào nên cũng muốn vào xem thử, không ngờ là. Hách Nhi nhìn hắn, tại sao lại tới cựu thổ? Diệp Quân gật đầu, cô có biết nền văn minh toại minh không? Hách Nhi gật đầu, có. Diệp Quân nói. Ta tới tìm sư phụ. Hách Nhi nói, sư phụ người tên gì? Diệp Quân nói, Bi Tâm Từ. Hách Nhi đột nhiên khựng lại.
Bên trong cố vấn các, vẻ mặt mọi người đột nhiên thay đổi, bọn họ đồng loạt nhìn Toại Cổ Kim dẫn đầu, ánh mắt Toại Cổ Kim vẫn bình tĩnh, không hề gợn sóng. Bên trong căn phòng nhỏ, Diệp Quân đột nhiên nói, Hách Nhi, tại sao cô không bóp tiếp? Hách Nhi khôi phục lại tinh thần, cảm thấy Diệp Quân nói cứ như khinh thường mình thì không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, tay cô bắt đầu cử động, bi tâm từ đại nhân là sư phụ người sao? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy, lúc đầu sư phụ nói phải đi cứu vũ trụ, sau đó một đi không trở lại. Hách Nhi nói, công tử có biết bi tâm từ là phản đồ của nền văn minh Toại Minh không? Người không sợ nền văn minh Toại Minh tới gây phiền phức cho người sao? Diệp Quân cười nói, không sợ, lúc sư phụ ta rời đi đã cho ta một tòa tiểu tháp, nàng ấy nói với ta, nếu có nguy hiểm đến tính mạng thì chỉ cần kích hoạt tiểu tháp, bất kể bao xa, nàng ấy cũng sẽ lập tức chạy tới. Bên trong cố vấn các, một người đàn ông đột nhiên nói, hắn có biết là có người đang giám sát mình không? Lại có một người nói, chắc hẳn lý do hắn nói với cô ta là muốn bảo chúng ta ném chuột sợ vỡ bình. Một người khác cười nói, hắn đang sợ rồi. Một cô gái đột nhiên nói, lỡ hắn nói thật thì sao? Người đàn ông kia cười, vậy còn không đơn giản sao? Để hắn gọi tháp của hắn ra xem là biết. Bên trong căn phòng nhỏ, Hách Nhi đột nhiên nói, ta có thể xem tháp của công tử không? Diệp Quân do dự. Hách Nhi thấp giọng nói, không được thì thôi. Với thân phận của ta, làm sao xứng nhìn thần vật của công tử chứ? Diệp Quân nhất thời bối rối nói, ôi, cô nương, ta không có ý này, công việc không phân sang hèn, cô đừng có tự ti, huống hồ, cô còn đẹp như vậy, ta. Nói xong, hắn hốt hoảng ngồi dậy, sau đó nắm lấy hai tay Hách Nhi cô nương, ta thật sự không coi thường cô, ta rất nghèo, nếu không, ta đã trả nợ và chuộc thân cho cô rồi, cô rất xinh đẹp. Rất giống một cô nương ta từng thích. Tiểu tháp. Bên trong cố vấn các, một đám đàn ông đột nhiên tức giận. Bên trong căn phòng nhỏ, Hách Nhi lặng lẽ rút tay về, thấp giọng nói, ta tin lời của công tử, ta cũng không có ý gì, chủ yếu là danh tiếng của bi tâm từ đại nhân quá hiển hách, vì vậy, công tử nói mình là đệ tử của nàng ấy, nên ta rất tò mò, nếu công tử cảm thấy không thoải mái, vậy ta cũng không để ý. Diệp Quân khó xử, hắn giãy giụa một hồi. Sau đó cắn răng nói, Hách Nhi cô nương, ta có thể cho cô xem, nhưng ta có một yêu cầu. Nói xong, mắt hắn đỏ lên. Bên trong cố vấn các, mẹ kiếp, một đám đàn ông không kìm được lửa giận. Một người trong số đó lập tức đứng dậy, giết chết hắn. Khiến hắn hồn bay phách lạc. Hồn bay phách lạc vẫn còn lời cho hắn quá, phải đánh hắn vào ngục tối, cho hắn sống không bằng chết. Bên trong căn phòng nhỏ, Hách Nhi nhìn Diệp Quân. Ánh mắt bình tĩnh, công tử muốn gì? Diệp Quân do dự, sau đó nói, Hách Nhi cô nương, ta có thể hôn cô một cái được không? Tiểu tháp, Hách Nhi nhìn chằm chằm Diệp Quân, nếu công tử muốn, ta có thể bảo cô nương khác tới, các cô ấy có thể phục vụ theo mong muốn của công tử. Diệp Quân thấp giọng thở dài, Hách Nhi cô nương, cô nghĩ xấu về ta như vậy, ta không phải loại người đó. Hách Nhi nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Diệp Quân khẽ lắc đầu, nằm xuống, thấp giọng nói, Hách Nhi cô nương, lúc sư phụ ta đi đã nói không được tùy tiện cho người khác xem tháp, tháp này ẩn chứa một sức mạnh pháp tắc thần bí, sức mạnh pháp tắc này còn vượt xa nền văn minh Toại Minh, nếu là người khác vào sẽ chỉ mang đến tai họa chết người cho ta mà thôi. Vượt xa nền văn minh Toại Minh. Hách Nhi nheo mắt, công tử có nói quá lời rồi không? Diệp Quân cười, không nói gì. Căn phòng nhỏ đột nhiên rơi vào yên lặng. Một lát sau, Hách Nhi đột nhiên nói, nếu cho công tử hôn một cái thì sẽ cho ta nhìn sao? Diệp Quân đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt nhìn Hách Nhi nóng rực, đúng vậy. Hách Nhi nhìn chằm chằm hắn, vậy công tử hôn đi. Nói xong, cô ta chậm rãi nhắm mắt lại. Bên trong cố vấn các, mọi thứ đã nổ tung. Diệp Quân chậm rãi đến gần Hách Nhi, thấy hắn càng ngày càng tới gần Hách Nhi, bên trong cố vấn các, ánh mắt một đám đàn ông cũng đỏ ngầu như máu. Càng ngày càng gần, Hách Nhi có thể cảm nhận được nhịp thở của Diệp Quân, hai tay cô ta bất giác siết chặt lại. Đột nhiên, cô ta mở mắt ra, lập tức chủ động chạm nhẹ lên môi Diệp Quân. Vừa chạm vào đã tách ra. Bên trong cố vấn các, tất cả đều kêu gào. Bên trong căn phòng nhỏ, Hách Nhi nhìn chằm chằm Diệp Quân, được rồi. Diệp Quân trừng mắt, được. Nói xong, hắn và Hách Nhi biến mất tại chỗ,
lúc xuất hiện lần nữa đã ở bên trong tiểu tháp. Theo góc nhìn của Hách Nhi, góc nhìn của tất cả mọi người trong cố vấn các cũng đều hướng về tiểu tháp. Chỉ một lát sau, toàn bộ cố vấn các đột nhiên chết lặng, mọi người mở to mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin nổi. Toại cổ kim dẫn đầu lúc này cũng nheo mắt lại. Qua một hồi lâu, bên trong cố vấn các, mọi người mới dần khôi phục lại tinh thần, bọn họ nhìn Diệp Quân, giờ phút này bọn họ cũng bối rối. Cứ nói hắn khoác lác đi, tháp này của hắn thật sự rất tuyệt vời. Có thể nói hắn tuyệt vời, nhưng mọi người vẫn cảm thấy hắn khoác lác, không lời nào là thật. Bên trong tiểu tháp, lúc này hai tay Hách Nhi nắm chặt, đôi mắt đẹp mở to, khó tin. Trong tháp 10 năm, bằng bên ngoài một ngày. Chẳng lẽ người đàn ông trước mặt này thực sự là đệ tử của Bi Tâm Tử sao? Nhưng mà, nhân vật tuyệt thế như Bi Tâm Tử, sao có thể vừa mắt với, mặt hàng, này chứ? Nhưng nếu hắn không phải đệ tử của Bi Tâm Tử, thì sao kẻ trước mặt này, có thần vật này chứ? Giờ phút này Hách Nhi có hơi bối rối. Diệp Quân đã dẫn cô ta rời khỏi tiểu tháp, hắn nghiêm túc hỏi, Hách Nhi cô nương, cô phải thay ta giữ bí mật. Hách Nhi phục hồi tinh thần. Người cũng không phải kẻ bất tài. Tự biết mình lỡ lời, cô ta vội vàng nói, Diệp công tử thật sự là Bi Tâm Tử đại nhân cho người tiểu tháp kia sao? Diệp Quân làm như không nghe thấy câu, bất tài, của cô ta, khẽ gật đầu, dĩ nhiên, sư phụ nói ta là kỳ tài kiếm đạo tuyệt thế, cố ý xây cho ta một tòa tháp, chẳng qua, ta cũng không biết có phải nàng ấy tự mình xây dựng không, dù sao, cũng là nàng ấy làm cho ta. Hách Nhi nhìn chằm chằm, như muốn nhìn thấu hắn. Nhưng vẻ mặt Diệp Quân đầy thật thà. Diệp Quân đột nhiên nói, Hách Nhi cô nương, nếu không còn gì nữa thì cô đi cùng ta đi. Hách Nhi ngạc nhiên, Diệp Quân nghiêm túc nói, ta sẽ đối đãi với người thật tốt. Vừa nói, hắn vừa nắm lấy tay cô ta. Lông mày Hách Nhi nhíu chặt, hai mắt hiện lên vẻ chán ghét, cô ta tỉnh bơ rút tay ra, công tử, ta đã có người trong lòng rồi. Diệp Quân vội nói, ta không ngại. Hách Nhi nhìn chằm chằm hắn. Người ta thích là một trong ba tam kiệt của cựu thổ, Diệp công tử biết tam kiệt của cựu thổ là gì không? Diệp Quân hiếu kỳ nói, là gì? Hách Nhi bình tĩnh nói, là yêu nghiệt trong các thế hệ trẻ của cựu thổ. Diệp Quân nghiêm túc nói, Hách Nhi cô nương, ta cũng là người giỏi nhất trong các thế hệ trẻ, chưa bao giờ bị đánh bại, thật đấy. Hách Nhi nhìn hắn, Diệp công tử thật lợi hại, ta bội phục. Diệp Quân khẽ mỉm cười, sau đó nói. Hách Nhi cô nương, cô có thích tòa tháp đó không? Nếu cô thích, ta tặng nó cho cô. Tiểu tháp, tim Hách Nhi đập thình thịch, tặng cho ta. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy, chẳng qua là. Nói đến đây, hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Hách Nhi cảnh giác nói, có điều kiện gì đúng không? Diệp Quân gật đầu khẽ nói, ta muốn thành đôi với cô. Tiểu tháp, trong lòng Hách Nhi bỗng dâng lên cảm giác chán ghét, hai tay cô ta siết chặt. Thật muốn đấm chết cái tên ngu ngốc này. Mà lúc này, trong đầu cô ta đột nhiên vang lên một giọng nói. Nghe được giọng nói kia, sắc mặt Hách Nhi lập tức thay đổi. Ngay sau đó, cô ta nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, thời gian đã đến, kết thúc rồi. Không kịp đợi Diệp Quân nói gì, cô ta xoay người vội vàng rời đi. Diệp Quân khẽ thở dài, sau đó xoay người nằm thẳng cẳng lên giường. Tiểu tháp nói, nhóc con. Có phải có người theo dõi ngươi phải không? Diệp Quân nói trong lòng, tháp ra, bây giờ ngươi mới biết sao? Tiểu tháp, Diệp Quân nhắm mắt, nói, người theo dõi ta chắc thuộc đoàn cố vấn của Văn Minh Toại Minh. Tiểu tháp nói, sao ngươi biết? Diệp Quân nói, đây không phải là chuyện hiển nhiên sao? Tiểu tháp không nói gì. Tiểu hồn nói, ta đoán, ban đầu tiểu chủ cũng không chắc chắn cô nương kia có phải đến từ nền Văn Minh Toại Minh hay không? Nhưng trong quá trình kiểm tra, cô nương đó đã để lộ ra sơ hở, mà chân tướng cô ta để lộ ra là, chính là lần thứ hai muốn xem tiểu tháp, đúng hay không? Diệp Quân cười nói, đúng vậy. Tiểu hồn cười hì hì nói, sở dĩ tiểu chủ trêu đùa cô ta, thực ra là có bốn mục đích. Thứ nhất, thể hiện sự yếu đuối của mình với nền Văn Minh Toại Minh, để cho nền Văn Minh Toại Minh cảm thấy tiểu chủ hữu dũng vô mưu, tốt nhất khiến cho bọn họ có ý định chiêu hàng. Bằng cách này tạm thời tiểu chủ sẽ không bị nhắm đến, thậm chí còn có thể mượn nền Văn Minh Toại Minh để phát triển thế lực của mình, đúng không? Tiểu tháp vội tiếp lời, còn gì nữa không? Tiểu hồn cười nói, mục đích thứ hai, tiểu chủ muốn mượn ánh mắt của cô ta,
để cho nền văn minh toại minh nhìn thấy chỗ lợi hại của tiểu tháp, bởi vì không thể chỉ nói suông là có thể lừa gạt nền văn minh toại minh, thật giả lẫn lộn, chỉ cần nền văn minh toại minh nhìn thấy thời gian và không gian đặc biệt trong tiểu tháp, bọn họ sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn, thứ nhất, chiêu hàng tiểu chủ, thứ hai, bằng mọi cách giết chết tiểu chủ, nhưng khả năng cao là bọn họ sẽ không dám ra tay, bởi vì nhìn từ hiện tại, lực trấn áp của bi tâm tử khá lớn. Tiểu tháp vội vàng nói, thế thứ ba là gì? Tiểu hồn nói, thứ ba mục đích chính là thăm dò xem người sau lưng cô ta có ý đồ gì, về phần thăm dò cái gì, tiểu tháp đến lượt ngươi nói. Tiểu tháp, Diệp Quân cười nói, sau khi ta đến nền văn minh toại minh, bọn họ không những không dám giết ta, mà còn phái người đến đón tiếp ta, điều này đồng nghĩa với việc bọn họ đang kiêng kỵ thế lực sau lưng ta, không dám tùy tiện ra tay. Nhưng ban đầu ta cũng không xác định được bọn họ định đối phó với ta như thế nào, cho đến khi cô ta hôn ta, ta mới hiểu, bọn họ muốn mượn dao giết người. Tiểu tháp nghi ngờ nói, muốn mượn dao giết người, để cho thế lực khác nhắm vào ngươi. Diệp Quân gật đầu, cô nương kia không phải người bình thường, chuyện cô ta hôn ta, sợ là rất nhanh thôi sẽ bị truyền ra ngoài, nói cách khác, không bao lâu nữa sẽ có người đến gây phiền phức cho ta, hơn nữa, phiền phức này còn rất có lý. Không chỉ có vậy, chắc chắn cô nương kia không phải là người của nền văn minh toại minh, rất có thể cô ta đến từ nền văn minh vĩnh sinh, hoặc là nơi nào đó của cựu thổ, nếu đến gây phiền toái cho ta, ta giết, thì kết quả sẽ ra sao? Tiểu tháp vội nói, ta biết, nếu ngươi giết nhỏ, nhất định lớn sẽ đến, nếu ngươi giết lớn, thì già sẽ đến, còn giết già, nhất định sẽ có một đám già đến. Diệp Quân gật đầu, nhiều khi xung đột đều do một chuyện tưởng chừng như tầm thường gây ra. Sau đó càng ngày càng gay gắt, cuối cùng biến thành mâu thuẫn hoặc xung đột lớn. Tiểu tháp nói, bây giờ chúng ta đang ở thế bị động. Diệp Quân khẽ nói, vô cùng bị động, chuyện này thì không có cách nào khác, thực lực không bằng người ta, ta làm bại lộ công dụng của tháp ra ngươi, chính là hy vọng, đối phương đừng tới tìm ta gây rắc rối, tốt nhất là chiêu hàng ta, nếu bọn họ chiêu hàng ta, ta sẽ đầu hàng, chỉ cần ta tiến vào nền văn minh toại minh, thì ta sẽ có cơ hội để thở. Cũng như có thời gian và cơ hội để phát triển. Hắn sợ nhất là đối phương chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn, mà dùng đến toàn lực đối phó hắn. Loại chuyện đó thật sự là không chịu nổi, dù sao hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, trước mắt hắn không thể đối chọi với một nền văn minh khổng lồ như vậy, chỉ có thể tạm thời tránh đi mũi nhọn, chịu đựng một thời gian, rồi ung dung mưu tính. Tiểu tháp nói, người nghĩ lựa chọn cuối cùng của đối phương là gì? Diệp Quân khẽ nói, không biết, với kẻ địch lần này, ta không biết gì cả. Đúng rồi. Tiểu tháp đột nhiên nghĩ đến, không phải có bốn mục đích sao? Mục đích cuối cùng là gì? Diệp Quân cười nhưng không nói. Cố vấn các. Giờ phút này bên trong các vẫn yên lặng như cũ, mọi người vẫn đang kinh hãi trước tiểu tháp của Diệp Quân. Công năng của tiểu tháp, thật sự hơi nghịch thiên khiến bọn họ không thể tin được. Lúc này, hai ngón tay của toại cổ kim khẽ gõ lên thành ghế. Ý là để mọi người nói gì đó. Một thiếu niên mặc đồ đen đứng lên, gã thi lễ với toại cổ kim sau đó nói, nếu theo ta nhìn thấy, mọi hành động của Diệp Quân trong, dục tiên cư, đều là cố ý, mục đích là để thể hiện sự yếu thế trước chúng ta, để chúng ta coi thường hắn, dù sao, một tên kiếm tu có thể thành lập nên đạo chính thống, thực lực có thể so với tiên đế, sao có thể thô tục như vậy. Người nói chuyện tên là Nhiễm Hằng, chính là nhân vật đại biểu cho thế hệ trẻ của Cố Vấn Các. Lúc này, đột nhiên toại cổ kim gõ vào bàn một cái. Nhiễm Hằng tiếp tục nói cách khác, người này đã biết chúng ta đang giám sát hắn, mà sở dĩ hắn làm như vậy, chẳng qua là muốn tỏ ra yếu đuối trước chúng ta phải đầu hàng. Một cô gái khác nói, cuối cùng thì hắn có phải đệ tử của Bi Tâm Tử hay không? Nhiễm Hằng suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói, chuyện này không thể chắc chắn. Cô gái kia nói, vấn đề bây giờ không phải hắn có giả vờ yếu đuối hay không, mà vấn đề ở đây là, rốt cuộc hắn có phải là đệ tử của người phụ nữ kia hay không, nếu mà, chúng ta giết hắn, người phụ nữ kia đến trả thù, thì phải làm sao? Còn nếu không phải, vậy hắn lấy tiểu tháp ở đâu? Trình độ của nền văn minh nào có thể chế tạo ra tòa tháp như thế? Mọi người im lặng, thật ra thì, bọn họ cũng không biết nền văn minh toại minh có thể chế tạo ra thần vật đó hay không. Mặc dù bọn họ ở tầng lớp cao của nền văn minh toại minh, nhưng cũng không phải là nòng cốt cấp cao, vì vậy, bọn họ cũng không biết nhiều về nội tình sâu xa của nền văn minh toại minh.
Nhiễm Hằng nhìn cô gái, Ngôn Cẩn, vậy cô nói xem, hắn có phải đệ tử của người phụ nữ kia không? Người tên Ngôn Cẩn bình tĩnh nói, ta cảm thấy không quan trọng, mục đích hắn lấy ra tòa tháp này, chính là để uy hiếp chúng ta. Uy hiếp? Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong điện đều khiếp sợ nhìn về phía Ngôn Cẩn. Ngôn Cẩn nhìn vào màn ảnh, như lúc nãy ta nói, nếu tòa tháp kia thật sự là của người phụ nữ đó, vậy nếu như hắn chết ở nền văn minh Toại Minh, nhất định người phụ nữ đó sẽ đến để trả thù, nhưng nếu không phải, vậy đồng nghĩa với việc, sau lưng hắn có một thế lực văn minh cực kỳ to lớn, mà nếu chúng ta thật sự động đến hắn, vậy chúng ta phải cân nhắc đến thế lực sau lưng hắn, nhưng chúng ta không biết gì về thế lực sau lưng hắn cả. Vừa nói cô ta vừa nhíu mày, ta đề nghị, nếu chúng ta chưa xác định được lai lịch của tiểu tháp kia, chúng ta không nên động đến hắn, bởi vì chúng ta không xác định được chúng ta có chịu được hậu quả cuối cùng hay không. Nói xong, cô ta quay đầu nhìn toại cổ kim cách đó không xa. Mà trong sân, tất cả mọi người cũng nhìn về phía toại cổ kim. Toại cổ kim khẽ mở hai mắt, bình tĩnh nói, có người đang bố trí lấy cựu thổ và toàn bộ vũ trụ làm bàn cờ, nền văn minh toại minh của chúng ta làm con cờ. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Sắp đặt sao? Coi nền văn minh toại minh là con cờ sao? Nghe những gì toại cổ kim nói, mọi người ở trong điện đều biến sắc, nhưng ngay sau đó là sự hoài nghi, ai có năng lực biến nền văn minh toại minh thành con cờ cơ chứ? Nhưng câu này là do toại cổ kim nói, nên mặc dù trong lòng bọn họ đều hoài nghi, nhưng lại không có ai dám đứng ra chất vấn. Toại cổ kim cũng không nói gì thêm, đứng dậy đi ra ngoài. Bên trong các, mọi người đều khó hiểu đưa mắt nhìn nhau. Sau khi đi ra ngoài, cô ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này bầu trời đã xuất hiện những đám mây dày đặc đen như mực, đang chậm chậm bay lên phía trên trời. Chẳng bao lâu, đám mây đen dày đặc đã phong tỏa cả bầu trời, ngay sau đó, một tia sét xé tan trời. Dông bão sắp đến rồi. Toại cổ kim chậm rãi nhắm mắt lại, suy nghĩ trôi về quá khứ. Cách đây không lâu, một cô gái tự xưng là ác đạo đột nhiên tới nền văn minh Toại Minh, dùng sức mạnh vô địch để quét sạch vô số cường giả đỉnh cao của nền văn minh Toại Minh lúc đó. Hơn nữa còn hai lần đánh bại võ quan đứng đầu của nền văn minh Toại Minh. Mà sau khi kiểm chứng thân phận, thì quả thực cô ta chính là người được sinh ra từ cây sinh mệnh của nền văn minh Toại Minh. Chỉ có điều, là do cây con của cây sinh mệnh sinh ra. Rồi sau đó, vị ác đạo này lại thông qua cuộc thí luyện của quan chấp hành đứng đầu. Cuối cùng trở thành quan chấp hành đứng đầu mới của cựu thổ. Ở đáy lòng cô ta vẫn luôn nghi ngờ và thận trọng với vị quan chấp hành đứng đầu bỗng dưng xuất hiện này. Bởi vì mục đích của đối phương chính là vì chức vị quan chấp hành đứng đầu này mà tới. Nhưng cô ta không có chứng cứ, vậy nên không thể làm gì được, bởi vì cho dù là cô ta, cũng đều có phần kiêng dè thực lực của cô gái này. Ác đạo. Hơn nữa còn là thiện ác cùng tồn tại, không chỉ có thể hấp thụ được ác của vũ trụ các vũ trụ đã đi qua, còn có thể hấp thụ được thiện của vũ trụ đó. Đối phương xuất hiện quá đường đột, hơn nữa lại trực tiếp trở thành quan chấp hành đứng đầu. Cô ta gần như có thể kết luận rằng, đối phương đến đây nhất định là có mục đích. Bây giờ, sự xuất hiện của Diệp Quân càng khiến cô ta bất an hơn. Hai người này cùng đến từ một nơi. Là trùng hợp sao? Còn có tiểu tháp đó. Nó không phải là của Bi Tâm Từ, nàng ấy không giống với những người khác ở trong các. Nàng ấy là người từng trải, có thể nói thực lực và kiến thức của nàng ấy đứng đầu nền văn minh Toại Minh cũng không quá. Cũng chính vì như vậy, nên cô ta chỉ cần nhìn qua là biết tòa tiểu tháp đó không phải là của Bi Tâm Từ. Bởi vì, cho dù là Bi Tâm Từ thì cũng không có khả năng chế tạo ra được một tòa tiểu tháp như vậy. Huống hồ, việc mà Bi Tâm không thích làm nhất đó chính là nghiên cứu mấy thứ linh tinh này. Nếu không phải của Bi Tâm Từ, vậy thì ai đã làm ra nó? Còn nữa, thiếu niên kiếm tu đó đang sửa đạo trật tự. Điều này không khỏi khiến cô ta liên tưởng tới một chuyện. Cuộc chiến tranh giành đại đạo. Vũ trụ trung chủ. Cũng chính là nói, rất có khả năng thiếu niên này là người của nền văn minh cường đại nào đó cố ý đẩy ra. Hay là nói là bồi dưỡng ra, mục đích chính là trở thành chủ nhân duy nhất của vũ trụ đó. Mà nền văn minh Toại Minh có thể chỉ là một bàn đạp của đối phương. Toại cổ kim đột nhiên mở mắt ra. Lúc này, mưa từ trên trời đột nhiên trút xuống như thác. Trong phút chốc, màn mưa nối liền trời đất, cả thế giới là một khoảng hỗn độn. Toại cổ kim nhìn lên trời, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
chức trách của cô ta, chính là bảo vệ nền văn minh Toại Minh. Vì nền văn minh của mình, vì hàng tỷ con dân của nền văn minh Toại Minh, cho dù đối thủ có là thần, thì Toại Cổ Kim cô cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Dục Tiên Cư. Sau khi Diệp Quân mặc xong quần áo rời khỏi Dục Tiên Cư, hắn ở trong thành đi dạo một vòng, muốn thăm dò tin tức của cô gái áo đỏ đó. Nhưng lại không có thu hoạch gì, hiển nhiên thân phận của cô gái áo đỏ đó còn thần bí hơn so với hắn tưởng tượng. Chính vào lúc này, Diệp Quân đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức thần bí. Hắn xoay người, ở cách đó không xa, có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt không hề có ý tốt. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm xuống. Hắn biết, nền văn minh Toại Minh bắt đầu nhắm vào mình rồi. Chính vào lúc này, người đàn ông đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một quyển trục đột nhiên bay ra từ trong tay gã. Trong phút chốc, Diệp Quân và người đàn ông đó đều đồng thời biến mất, khi lần nữa xuất hiện trở lại, hai người đã ở trong một khoảng thời không hư vô. Diệp Quân nhìn người đàn ông, ngươi là người của nền văn minh Vĩnh Sinh, hay là của nền văn minh Cựu Thổ? Người đàn ông gằn giọng nói, ta là cha ngươi. Dứt lời, ông ta đã biến mất. Trong phút chốc, một luồng quyền mang vạn trượng như nước lũ lao thẳng về phía Diệp Quân. Diệp Quân khẽ nheo mắt lại, tâm niệm vừa động, kiếm thanh huyên soạt một tiếng bay ra ngoài, chỉ nghe thấy một tiếng xoẹt, luồng quyền mang vạn trượng đó đã bị xé toạc ra trong nháy mắt, thanh kiếm vẫn tiếp tục lao thẳng, trực tiếp đâm vào trán của người đàn ông. Hai mắt người đàn ông trợn tròn, ngươi và ta cùng cảnh giới, làm sao có thể? Diệp Quân phất tay, xoẹt, đầu của người đàn ông trực tiếp bay ra ngoài, một cột máu tươi phun ra, bị giết trong nháy mắt. Tiểu Tháp nói, tiểu tử, người rõ ràng biết gã bị người ta lợi dụng, tại sao còn giết gã, để cho người đằng sau được như ý. Diệp Quân bình tĩnh đáp, không được phép sỉ nhục cha, người nào sỉ nhục nhất định phải chết. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay ta, nhẫn không gian của người đàn ông bay vào tay hắn, bên trong có hơn chục nghìn viên đế tinh cực phẩm. Sau khi cất nhẫn không gian, tâm niệm hắn vừa động, kiếm thanh huyên chém ra. Lúc này thế giới vỡ vụn. Hắn quay lại đường phố, thi thể của người đàn ông đó cũng quay về chỗ cũ. Cùng với sự xuất hiện của thi thể này, đã lập tức gây ra một trận hỗn loạn. Bốp bốp! Đúng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng vỗ tay. Ngay sau đó, một người đàn ông chậm rãi bước ra, người đàn ông mặc trường bào màu bạc, khuôn mặt tươi cười, thực lực của huynh đài thật tốt, chỉ cần một kiếm mà đã có thể giết chết được đối thủ ở cùng cảnh giới. Lợi hại, lợi hại! Diệp Quân nhìn người đàn ông cười nói, tại hạ là Mục Huyền Hư, là người của nền văn minh Cựu Thổ. Mục Huyền Hư. Dứt lời, xung quanh lập tức vang lên từng âm thanh khiếp sợ. Một trong ba cao thủ kiệt xuất của Cựu Thổ. Ba cao thủ kiệt xuất của Cựu Thổ lần lượt là Lý Nhược Xuyên của nền văn minh Vĩnh Sinh, Mục Huyền Hư của nền văn minh Cựu Thổ và Tùy U của nền văn minh Toại Minh. Ba người này chính là những người yêu nghiệt nhất trong thế hệ thanh niên ngày nay của ba nền văn minh lớn của Cựu Thổ. Diệp Quân quan sát người đàn ông trước mặt một chút, hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn không cảm nhận được cảnh giới của đối phương. Hắn nhìn qua thi thể ở trên mặt đất rồi sau đó lại nhìn người đàn ông, người của ngươi à. Mục Huyền Hư lắc đầu, gã là người của Cựu Thổ, nhưng không phải là người của ta. Người của ta sẽ không ngu dốt như vậy đâu. Ngay cả chiêu trò gây chia rẽ đơn giản như vậy cũng không nhìn ra. Diệp Quân bật cười, chỉ số thông minh của người Cựu Thổ thật khiến hắn hơi bất ngờ. Mục Huyền Hư cười nói, vị huynh đài này, hay là chúng ta cùng đi uống một chén? Diệp Quân gật đầu, được. Mục Huyền Hư nói, mời. Chẳng bao lâu, hai người đã đến một quán rượu sang trọng. Sau khi ngồi xuống, Mục Huyền Hư hỏi, Diệp huynh đến từ vũ trụ bên dưới à? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Mục Huyền Hư lại hỏi, ta nghe nói, nền văn minh Toại Minh đã từng phát động đạo chiếu với huynh, nhưng huynh đã dùng thực lực của mình để chống đỡ lại đúng không? Diệp Quân khiêm tốn đáp, chỉ là may mắn mà thôi. Mục Huyền Hư cười nói, Diệp huynh quá khiêm tốn rồi, có thể dùng thực lực ở cảnh giới đại đế chống lại đạo chiếu. Phải nói rằng, thực sự là bất khả chiến bại, mới đầu ta cũng không tin. Nhưng ban nãy nhìn thấy Diệp huynh rút kiếm ra thì ta đã tin rồi. Diệp Quân mỉm cười, rồi nói, Mục huynh tới đây tìm ta, hẳn là có chuyện gì phải không? Mục Huyền Hư gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói, Diệp huynh,
vốn là nền văn minh cựu thổ bọn ta chỉ vô tình can dự vào việc giữa huynh và nền văn minh toại minh. Nhưng, bọn ta lại không ngờ nền văn minh toại minh lại giở thủ đoạn hèn hạ như vậy, muốn cố ý khơi dậy sự mâu thuẫn giữa nền văn minh cựu thổ bọn ta và huynh. Dứt lời, khuôn mặt y trong nháy mắt trở lên lạnh lẽo, tức giận nói, thật đáng chết. Thực sự quá đáng chết. Diệp Quân hỏi, vậy Hách Nhi cô nương là người của nền văn minh toại minh sao? Mục Huyền Hư gật đầu, đúng vậy, thân phận của người này ở nền văn minh cựu thổ bọn ta cũng không thấp. Hơn nữa, người theo đuổi cũng rất nhiều, không ngờ cô ta lại đi nương nhờ nền văn minh toại minh. Bây giờ bọn ta đã nhốt cô ta lại rồi. Đợi sau khi nhận tội, chúng ta nhất định sẽ đến nền văn minh toại minh để yêu cầu một lời giải thích. Diệp Quân liếc nhìn Mục Huyền Hư, khẽ cười nói, thành thật mà nói, trước đó ta cũng khá lo lắng, bây giờ xem xa, sự lo lắng của ta lại là dư thừa rồi. Mục Huyền Hư cười hỏi, Diệp Huynh lo lắng nền văn minh cựu thổ bọn ta bị nền văn minh toại minh lợi dụng, sau đó đổ máu với Diệp Huynh. Diệp Quân đáp, đúng vậy, nhưng bây giờ xem ra, là ta đã đánh giá thấp các người rồi. Ha ha! Mục Huyền Hư bật cười, Diệp Huynh, nền văn minh cựu thổ bọn ta có thể tồn tại nhiều năm như vậy, làm sao có thể dễ dàng chúng phải gian kế của kẻ khác chứ? Thực không dám giấu, khi nền văn minh toại minh nhắm vào Diệp Huynh, bọn ta đã điều tra Diệp Huynh rồi. Vì vậy, khi Diệp Huynh vừa đến cựu thổ, bọn ta đã bắt đầu chú ý đến Huynh. Chỉ là không thể ngờ được nền văn minh toại minh lại giở thủ đoạn hèn hạ như vậy, sử dụng thủ đoạn độc ác, càng không ngờ Hách Nhi lại là người của bọn chúng. Diệp Quân có phần tò mò hỏi, Mục Huynh, không phải ba nền văn minh của các người là mối quan hệ liên minh sao? Mục Huyền Hư cười đáp, vốn dĩ là những nền văn minh khác nhau, thì liên minh này làm sao có thể vững chắc được chứ? Chỉ là bởi vì có một vài nguyên nhân đặc biệt, do vậy, thể diện của bọn họ cũng có thể cho qua được, không phát sinh xung đột gì lớn. Nhưng sau lưng, giống như lần này, nếu như Hách Nhi kia không chịu nhận tội, vậy bọn ta cũng không thể làm gì được nền văn minh toại minh. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Tiểu Tháp đột nhiên nói, cũng may, nền văn minh cựu thổ này đủ thông minh, nếu không tiểu tử ngươi thực sự lại phải trải qua ngày tháng bị bầm dập rồi. Diệp Quân mỉm cười, không nói gì. Mục Huyền Hư bỗng nhiên thấp giọng xuống, Diệp Huynh, Huynh có biết toại cổ kim không? Diệp Quân lắc đầu, không biết. Sắc mặt Mục Huyền Hư nghiêm trọng nói, người phụ nữ này chính là quan cố vấn đứng đầu của nền văn minh toại minh. Lần này chắc hẳn là do mưu kế của cô ta, mà cô ta nhất định sẽ không chịu để yên như vậy đâu. Do đó, Huynh phải tuyệt đối cẩn thận. Toại cổ kim. Diệp Quân gật đầu, trong lòng âm thầm ghi nhớ cái tên này. Mục Huyền Hư bỗng nhiên nói, Diệp Huynh, nền văn minh toại minh sao lại muốn nhắm vào Huynh vậy? Phải biết rằng, thần vật giống như đạo chiếu, chỉ dùng trong cuộc đại chiến giữa các nền văn minh. Trước nay chưa từng được sử dụng để nhắm vào con người. Diệp Quân lắc đầu cười, nói ra thì rất dài. Thấy Diệp Quân không nói, Mục Huyền Hư cũng không hỏi lại. Một lát sau, Mục Huyền Hư hỏi, Diệp Huynh, sau này Huynh có dự định gì? Diệp Quân thấp giọng thở dài, chỉ có thể đi một bước, tính một bước vậy. Mục Huyền Hư cười nói, Diệp Huynh còn trẻ như vậy mà thực lực đã đáng sợ như vậy rồi. Vừa hay nền văn minh cựu thổ ta đang chiêu mộ nhân tài. Diệp Huynh có hứng thú gia nhập vào nền văn minh cựu thổ bọn ta không? Chỉ cần Huynh đồng ý gia nhập thì tài nguyên tu luyện, phụ nữ, thiếu phụ, phụ nữ trưởng thành, dễ thương, hay trong trắng thuần khiết, muốn cái gì có cái đó. Nghe Mộc Huyền Hư nói vậy, Diệp Quân lập tức nắm lấy cánh tay Mộc Huyền Hư, nghiêm túc nói, Mục Huynh nói cái gì mà phụ nữ với không phụ nữ, Diệp Quân ta, không phải loại người như vậy. Mục Huyền Hư cũng nhận ra mình lỡ lời, lập tức nói xin lỗi. Mà lúc này, Diệp Quân nói, bây giờ ta đồng ý gia nhập cựu thổ, sao Huynh lại lạnh lùng như vậy? Mục Huyền Hư ngớ người, sau đó cười lớn, Diệp Huynh, hóa ra là người trong nghề. Diệp Quân cười to, một lát sau, hắn nghiêm mặt nói, Mục Huynh, ta có thể gia nhập nền văn minh cựu thổ thật ư? Nụ cười của Mục Huyền Hư dần dần tắt, tất nhiên là có thể, nền văn minh cựu thổ rất cần người tài, giống như Diệp Huynh vậy. Nếu Huynh đồng ý gia nhập nền văn minh cựu thổ của ta, tất nhiên sẽ được trọng dụng và đào tạo. Diệp Quân cũng không nói gì nữa, cầm ly trà trên bàn lên uống một hớp, hai mắt sáng lên, đây là trà gì vậy? Mục Huyền Hư nhìn ly trà cười nói, đây là trà linh đạo của cựu thổ, được luyện chế từ lá của cây,
Linh hư, trong này còn chứa đế tiên nguyên và hỏa linh khí cùng với mấy loại linh khí khác, uống nó giúp tu vi của huynh tăng lên. Đương nhiên, với cảnh giới của chúng ta mà nói, thứ đồ chơi này cũng chỉ dùng để tăng chút tu vi mà thôi. Diệp Quân lắc đầu cười nói, nếu thứ này xuất hiện ở thế giới của ta chỉ sợ sẽ diễn ra tranh đoạt. Vừa nói, hắn vừa uống một ngụm. Mục Huyền Hư nói, Diệp huynh suy nghĩ thế nào rồi? Diệp Quân suy nghĩ một lúc lâu rồi cười nói, được. Mục Huyền Hư cười ha ha, hoan nghênh, ta đại diện cho cựu thổ hoan nghênh Diệp huynh gia nhập. Diệp Quân nhìn Mục Huyền Hư cười nói, sau này phải nhờ Mục huynh quan tâm nhiều hơn. Vẻ mặt Mục Huyền Hư tươi cười, sau này đã là người nhà thì phải quan tâm lẫn nhau chứ. Diệp Quân gật đầu, hắn cầm bình trà tự rót cho mình một ly, sau đó uống một hơi cạn sạch, Mục huynh, ta muốn hỏi thăm về một người. Mục Huyền Hư nói, ai? Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt mặt bàn, trên bàn xuất hiện bức chân dung của người phụ nữ áo đỏ. Mục Huyền Hư nhìn người phụ nữ áo đỏ, cau mày suy nghĩ một lúc lâu, chưa bao giờ thấy. Diệp Quân nói, địa vị của người này ở cựu thổ không tầm thường. Mục Huyền Hư vẫn lắc đầu, của thật chưa từng thấy. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống. Người phụ nữ này hoặc là không phải người của cựu thổ, hoặc là có thân phận cực cao ở cựu thổ, cao đến mức người bình thường không có cơ hội tiếp xúc. Mà hiển nhiên là vế phía sau. Tĩnh Chiêu. Bây giờ người hắn lo lắng nhất chính là Tĩnh Chiêu, Tĩnh Chiêu đi theo người phụ nữ đó. Về mặt an toàn chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng người phụ nữ đó nhất định sẽ làm chuyện gì đó. Diệp Quân khẽ lắc đầu, không suy nghĩ nữa, việc bây giờ hắn cần phải làm là nhanh chóng làm thực lực của mình tăng lên, nếu không, cho dù tìm được người phụ nữ đó, cũng không làm gì được. Trừ việc khiến thực lực tăng lên, còn phải tìm đế mạch. Linh khí trong tiểu tháp tiêu hao với tốc độ quá kinh khủng khiếp. Đối với thập hoang và cấm địa cổ hoang cùng nền văn minh bỉ ngạn mà nói, bọn họ chưa từng thấy linh khí đế nguyên, mà bây giờ, toàn bộ tiểu tháp đều ngập tràn loại linh khí này, giống như một người độc thân 30 năm bỗng nhiên có bạn gái, còn không điên cuồng làm việc ư. Tất nhiên, đây là do hắn nghĩ vậy. Với hắn cũng có lợi, bởi vì dạo gần đây hắn cảm giác được sức mạnh tín ngưỡng đang không ngừng tăng lên. Thật ra bây giờ hắn đã có thể không cần tu luyện. Bởi vì nghìn tỷ sinh linh sẽ giúp hắn tu luyện, bọn họ càng mạnh, sức mạnh tín ngưỡng của hắn cũng mạnh theo. Dĩ nhiên, hắn cũng rất cảnh giác, bởi vì cảm giác này rất khiến người khác lệ thuộc vào nó, mà một khi đã lệ thuộc vào sức mạnh này, trực giác nói cho hắn biết, hắn sẽ lầm đường lạc lối, vì vậy, lần này mà nói, hắn phải vô cùng cẩn thận. Diệp Quân đột nhiên nhìn Mục Huyền Hư, Mục huynh, ở cựu thổ có chỗ nào tu luyện không? Mục Huyền Hư không cần suy nghĩ lập tức nói, tháp Phũ Thánh. Diệp Quân hiếu kỳ, đó là ở đâu? Mục Huyền Hư nói, đó là nơi ba nền văn minh liên thủ cùng nhau chế tạo ra một chỗ để tu luyện gồm có 9 tầng, sức mạnh mỗi tầng đều không đồng nhất, càng đi lên, người ở bên trong lại càng mạnh, người chiến thắng sẽ trở thành người bảo vệ, chỉ cần có thể giữ vững thành tích trong một tháng thì có thể đạt được tiên nguyên tinh, không chỉ có thể tu luyện, còn có thể kiếm tiền, là nơi tất cả tu sĩ đều yêu thích. Diệp Quân nhất thời cảm thấy hứng thú, ta đi đến đó được không? Mục Huyền gật đầu, được. Diệp Quân cười nói, ta muốn đi xem thử. Mục Huyền nhìn Diệp Quân, sau đó gật đầu, Diệp huynh thiếu tiền ư? Diệp Quân gật đầu vô cùng thiếu. Mục Huyền hư đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn không gian bay đến trước mặt Diệp Quân, bên trong này có một đế nguyên mạch cực phẩm. Diệp Quân sửng sốt. Mục Huyền cười nói, huynh lấy mà dùng đi. Sau này huynh giàu, thì trả lại cho ta. Diệp Quân vội nói, Mục huynh làm vậy khiến ta xấu hổ lắm. Mục Huyền Hư nói, không có gì phải xấu hổ cả, bây giờ huynh đã gia nhập cựu thổ của chúng ta, vậy chính là người của chúng ta rồi, tháp Thánh Vũ và Thành Nam, huynh có thể đến đó bất cứ lúc nào, ta phải quay về một chuyến, đợi ta xử lý xong công việc, ta sẽ đi tìm huynh. Diệp Quân gật đầu, được. Mục Huyền Hư cười. Sau đó đứng dậy biến mất ngay tại chỗ. Diệp Quân nhìn nhẫn không gian trên bàn, lúc này tháp ra, đột nhiên nói, người này tốt nhỉ. Diệp Quân cười nói, đúng là như vậy. Vừa nói, hắn vừa thu hồi nhẫn không gian, rồi rời khỏi quán rượu, sau đó chạy thẳng đến tháp Thánh Vũ, hắn đột nhiên nói, tháp ra, còn quả cầu ghi hình đám mây không? Tiểu tháp nói, có, sao vậy, người muốn ghi hình ư? Diệp Quân cười, không nói gì.
hắn biến mất ở nơi xa. Chốc lát sau, hắn đã đi đến tháp Thánh Vũ. Tháp Thánh Vũ cao 9 tầng được xây dựng cực kỳ hùng vĩ, bởi ba nền văn minh, vì vậy, người của ba nền văn minh này có thể tự do ra vào đây để tu luyện, nhưng mà, người ngoài thì không được. Bây giờ hắn chưa có chứng nhận thân phận của nền văn minh cựu thổ, vẫn còn là người ngoài, vì vậy nếu muốn đi vào đó tu luyện, thì phải đưa tiền. 10.000 đế tinh cực phẩm chỉ để tu luyện trong một tháng. Một tháng? Cả người Diệp Quân tê dần. Đúng là quá đắt. Hắn giết mấy người, được một ít cực phẩm đế tinh, còn tưởng rằng mình đã là người giàu có của cựu thổ, không ngờ, mình nghèo như vậy. Mặc dù đắt, nhưng hắn vẫn nộp 10.000 đế tinh cực phẩm. Bởi vì nếu hắn có thể kiên trì ở tầng thứ 3 trong vòng một tháng, như vậy hắn có thể kiếm được 50.000 đế tinh cực phẩm, mà nếu ở tầng thứ 9 một tháng, thì hắn có thể kiếm được 200.000 đế tinh cực phẩm, cùng với 10.000 tiên nguyên tinh. Tiên nguyên tinh là một loại cực phẩm còn chân quý hơn cả đế tinh cực phẩm, một quả có thể đổi 20 cực phẩm đế tinh. Mà nếu có thể kiên trì bảo vệ trong 2 tháng, còn có thể nhận thêm 30%. Có thể nhân đôi vô hạn. Diệp Quân cười, cái này giúp hắn tìm ra đường tắt để kiếm tiền nhanh hơn. Sau khi nộp tiền, hắn chạy thẳng vào tầng thứ nhất, mới vừa gia nhập tầng thứ nhất, đây là một thế giới hư vô, vô biên vô tận, không gian cực kỳ vững chắc. Không cần chờ lâu, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Cảnh giới đại đế. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, người ngoại giới. Diệp Quân gật đầu, ừ. Người đàn ông cười sau đó nói, người ngoại giới cũng dám đến đây khiêu chiến sao? Diệp Quân nhìn nhẫn không gian trên tay người đàn ông, im lặng, lúc bước vào, hắn đã quên đọc nội quy. Cũng không biết nơi này có cho phép cướp đồ hay không. Thử nhìn một chút. Diệp Quân nhìn người đàn ông, bắt đầu được chưa? Người đàn ông cười nói, lúc nào cũng có thể. Diệp Quân gật đầu nói, bao giờ chúng ta dừng lại? Ha ha! Người đàn ông đột nhiên cười lớn, người yên tâm, ta không giết người, đến đi. Còn chưa dứt lời, một kiếm đã cắm vào giữa chân mày gã. Giọng nói người đàn ông còn chưa dứt. Thất bại! Vẻ mặt người đàn ông đầy ngơ ngác. Chân mày Diệp Quân khẽ nhíu. Bất mãn nói, nhìn ngươi giả bộ, làm ta sợ đến mức phải dùng 2 phần sức mạnh. Người đàn ông. Diệp Quân đột nhiên rút ra nhẫn không gian của người đàn ông, sau đó tỉnh bơ vứt vào trong tiểu tháp. Người đàn ông. Diệp Quân nhìn người đàn ông vẫn đang ngơ ngác, hơi bất mãn, bên trong nhẫn không gian chỉ có 30.000 đế tinh cực phẩm, ngươi thật là nghèo. Vẻ mặt người đàn ông bỗng nhiên tối sầm xuống, mẹ kiếp, ngươi đúng là quá đáng. Nếu không phải kiếm của hắn để ở giữa chân mày, gã thật muốn mắng chửi người. Diệp Quân không dây dưa cùng gã nữa, đi tiếp lên tầng tiếp theo. Vãi! Sau khi Diệp Quân rời khỏi tầng thứ nhất, người đàn ông tức giận mắng chửi, giận đến mức đau cả 2 hòn trứng. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, gã mới cảm thấy khiếp sợ. Chỗ này có thể động sát chiêu, nói cách khác đối phương đã nhẹ tay. Ôi! Người đàn ông khẽ thở dài. Coi như của đi thay người vậy. Tầng thứ 2, Diệp Quân đợi một lúc, có một người đàn ông xuất hiện cách hắn không xa, một khắc sau, thân thể hắn trở nên hư ảo, trong phút chốc, trong thiên địa xuất hiện vô số tàn ảnh, khu vực chỗ Diệp Quân đúng bị chém thành vô số mảnh vụn. Lúc này, Diệp Quân rút kiếm ra. Vèo! Kiếm này rút ra, tất cả tàn ảnh trong thiên địa đều bị chém nát tan tành. Trước mặt Diệp Quân, có một người đàn ông đang đứng. Tay phải của người đàn ông đang làm động tác công kích, mà giữa chân mày gã ta, có một thanh kiếm. Sắc mặt người đàn ông trắng bệch. Diệp Quân thẳng tay lấy nhẫn không gian của người đàn ông, sau đó đi về phía xa, tháp ra, có phải chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của mình rồi hay không? Tiểu tháp nói, chắc là vậy. Diệp Quân nói, có muốn đi dạo không? Tiểu tháp trầm giọng nói, người đừng tìm đường chết. Diệp Quân gật đầu, cũng đúng. Hay là chúng ta làm việc đàng hoàng đi? Phải kiếm tiền trước. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đi tới tầng thứ 3. Mới vừa lên đến tầng thứ 3, một người đàn ông mặc đồ trắng xuất hiện trước mặt hắn, người đàn ông nhìn hắn, kiếm tu. Diệp Quân gật đầu, ừ. Ánh mắt đã rơi vào nhẫn không gian trên tay người đàn ông mặc đồ trắng. Thấy ánh mắt của Diệp Quân, người đàn ông mặc đồ trắng cười nói, muốn nhẫn không gian của ta sao? Diệp Quân nhìn người đàn ông mặc đồ trắng, người đàn ông mặc đồ trắng mỉm cười nói, đến lấy đi. Xì,
Dứt lời, thanh kiếm đã chém tan không gian, để ở giữa chân mày gã. Vẻ mặt của người đàn ông mặc đồ trắng lạnh lùng. Diệp Quân chậm rãi lấy nhẫn không gian của người đàn ông mặc đồ trắng xuống, hắn đi về một phía, khẽ nói, sao trình độ của đại đế ở cựu thổ lại kém cỏi như vậy? Ta còn chưa dùng đến hai phần sức mạnh nữa. Người đàn ông mặc đồ trắng. Không đến nửa khắc đồng hồ, Diệp Quân đã đến tầng thứ 8. Càn quét toàn bộ. Kiếm của hắn là đại đế, bản thân hắn cũng là đại đế, hơn nữa bọn họ đã hợp đạo, có thể nói, sức chiến đấu thực sự của hắn cho dù là ở cựu thổ, cũng đã đạt đến cảnh giới cao cấp, cộng thêm hắn còn có kiếm thanh huyên, khắp nơi không có ai là đối thủ của hắn. Điều hắn sợ nhất bây giờ là đối thủ của hắn không tuân theo võ đức, đánh hội đồng. Bên trong tầng 8, không cần chờ bao lâu, cách đó không xa có một trận pháp chuyển động, một người đàn ông mặc cơ giáp chậm rãi xuất hiện. Cường giả của nền văn minh vĩnh sinh. Người đàn ông nhìn Diệp Quân không có bất kỳ lời nói nhảm nào, đột nhiên đánh đến một quyền, trong phút chốc, một quả đấm bằng cơ giáp to như quả núi đánh thẳng vào mặt Diệp Quân. Diệp Quân rút kiếm chém ra. Quả đấm cơ giáp nứt ra, nhưng mà Diệp Quân liên tiếp lùi về gần trăm trượng. Diệp Quân nhìn cơ giáp, hơi kinh ngạc. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Rất nhanh, ánh mắt hai người đều lộ ra vẻ tham lam. Một người muốn cơ giáp của đối phương. Một người muốn kiếm của đối phương. Người đàn ông cơ giáp đột nhiên bay lên trời, hai tay giang ra, trong phút chốc, cơ giáp trên người gã đột nhiên biến thành một trận giáp, sau đó hóa thành những đường ống đen như mực xuất hiện xung quanh hắn, đường kính hàng chục thước. Có khoảng hơn 10.000 cây. Gã nhìn Diệp Quân, sắc mặt đỏ bừng, gầm lên, nã pháo. Diệp Quân. Nổ súng. Âm thanh vừa vang lên, hơn 10.000 tia laser lập tức bay nhanh về phía Diệp Quân. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân hơi thay đổi, hắn cầm kiếm quơ nhanh, từng tia kiếm khí bay về phía những tia laser kia, chỉ trong nháy mắt, thời không hư vô này vang vọng những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Vô số mảnh vụn của kiếm khí và tia laser bắn tung tóe khắp nơi, vô cùng đáng sợ. Ong! Một tiếng kiếm reo bỗng dưng vang vọng khắp đất trời, ngay sau đó, một tia kiếm quang đánh vỡ mọi thứ, thế như trẻ tre lao đến trước mặt người đàn ông cơ giáp kia, con ngươi người đàn ông co lại, gã ta khoanh tay, gào thét, thiên ngự. Chỉ trong nháy mắt, những cơ giáp xung quanh gã ta thoáng chốc tập hợp lại thành một lá chắn lớn ngăn chặn trước mặt, mà lúc này, kiếm của Diệp Quân đã chém tới. Kiếm thanh huyên của Diệp Quân thoáng chốc xuyên thủng lá chắn, nhưng trong lá chắn lại bộc phát sóng xung kích đáng sợ, lập tức đánh bay Diệp Quân. Sau khi lùi lại gần nghìn trượng, Diệp Quân dừng bước, hắn ngạc nhiên nhìn cánh tay hơi tê dại của mình, vì không ngờ thứ đó lại có phản lực. Không phải hắn bị sức mạnh của đối phương làm bị thương, mà là bị thương bởi sức mạnh của chính mình. Diệp Quân nhìn lá chắn cơ giáp của người đàn ông trước mặt, thầm thấy khiếp sợ, tên này cũng có chút bản lĩnh đấy chứ. Mà lúc này, người đàn ông cơ giáp kia cũng rất ngạc nhiên, vì kiếm của Diệp Quân đã khiến cơ giáp của gã ta nứt ra. Gã ta sợ hãi nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Quân, mẹ kiếp, tên này lợi hại thật. Cổ tay Diệp Quân nhẹ nhàng di chuyển, tiếng kiếm reo vang vọng, ngay sau đó, một tia kiếm quang đã chém tới trước mặt người đàn ông cơ giáp, người đàn ông nheo mắt, hai tay chắp lại, hợp giáp. Vừa dứt lời. Lá chắn cơ giáp trước mặt gã ta bỗng biến thành một bộ áo giáp bao trùm lên người, cùng lúc đó, hai cách tay gã ta bộc phát ra những tia hồng mang đáng sợ, gã ta giơ cao hai cánh tay, sau đó đập mạnh xuống, sau động tác đó, hai sức mạnh đáng sợ cuốn tới như mấy triệu ngọn núi lửa đồng thời phun trào. Một âm thanh lớn chấn động đất trời vang vọng trong thời không hư vô này, khiến toàn bộ thời không lần lượt vỡ tan. Nhưng chiêu kiếm đó của Diệp Quân vẫn đâm thủng sức mạnh kia. Sau đó chém lên hai cánh tay của người đàn ông, tạo thành một tiếng rắc. Hai cánh tay của người đàn ông kia lập tức nứt ra, sắc mặt người đàn ông thay đổi, gã ta vội vàng lùi nhanh về phía sau, lùi tận mấy nghìn trượng. Diệp Quân còn muốn tiếp tục xuất kiếm nhưng người đàn ông kia đã vội vàng nói, dừng lại, không đánh nữa, ta chịu thua. Diệp Quân dừng lại. Người đàn ông nhìn hai cánh tay đã bị nứt ra của mình, sắc mặt cực kỳ khó coi, cơ giáp này là đế giáp cực phẩm. Đánh đổi bằng cả đời của gia tộc bọn họ, nếu bị phá vỡ ở đây thì gã ta sẽ thật sự trở thành tội đồ của gia tộc rồi. Vì thế gã ta dứt khoát chịu thua. Diệp Quân cất lời, cái này của huynh là giáp gì vậy? Rất lợi hại. Người đàn ông nhìn về phía Diệp Quân, đế giáp cực phẩm.
Diệp Quân tò mò, đế giáp cực phẩm á? Người đàn ông gật đầu, đây là do nền văn minh vĩnh sinh của chúng ta chế tạo ra. Huynh chưa từng nghe nói tới nó à? Diệp Quân đáp, đúng vậy. Người đàn ông nhìn hắn, sau đó nói, nền văn minh vĩnh sinh của chúng ta là nền văn minh khoa học kỹ thuật, khác với nền văn minh võ đạo của các huynh. Diệp Quân tò mò, loại giáp này còn phân chia cấp bậc nữa à? Người đàn ông gật đầu, ừ, cái của ta là cấp bậc đế, trên nó còn có cấp tiên, cấp tinh vực, cấp vũ trụ, mỗi cấp lớn lại chia thành ba cảnh giới nhỏ là hạ phẩm, trung phẩm, cực phẩm. Diệp Quân hỏi, thứ này trị giá bao nhiêu tiền? Người đàn ông đáp, một món cơ giáp cấp đế cực phẩm ít nhất cũng có giá hơn 13 triệu đế tinh cực phẩm. Hơn 13 triệu viên. Diệp Quân thầm kinh ngạc, mẹ kiếp, đắt thế. Hắn lại quan sát người đàn ông cơ giáp một lúc, không biết đang nghĩ gì. Thấy ánh mắt của Diệp Quân, người đàn ông nhất thời đề phòng, ta đầu hàng rồi mà. Diệp Quân cười khẽ, sau đó nói, nếu là một món cấp tiên cực phẩm thì sao? Người đàn ông trầm giọng nói, một món cấp tiên cực phẩm giá thấp nhất cũng là 50 triệu viên đế tinh cực phẩm, nếu kết hợp với vĩnh động tinh thì chính là bảo vật vô giá. Diệp Quân nhất thời hơi tò mò, vĩnh động tinh là cái gì? Rõ ràng người đàn ông sợ bị hắn cướp, vì thế hỏi gì đáp nấy, đó là một loại tinh thạch đặc biệt, bên trong chứa đựng năng lượng đặc biệt, hơn nữa còn có thể không ngừng tái sinh, một bộ cơ giáp cấp tiên cực phẩm kết hợp với vĩnh động tinh thì giá trị thậm chí còn không thua kém gì một món cơ giáp cấp tinh vực. Diệp Quân lại hỏi, nói cách khác, loại cơ giáp này của các huynh cần phải tiêu hao tinh thạch. Người đàn ông gật nhẹ đầu, mỗi tháng đều phải bổ sung năng lượng, hơn nữa cách 10 năm là phải bảo dưỡng một lần, rất tốn kém. Diệp Quân gật đầu, cũng đúng, nếu thứ này không có khuyết điểm thì e rằng nền văn minh vĩnh sinh kia đã vô địch luôn rồi. Người đàn ông chợt nói, thanh kiếm đó của huynh là gì? Sao lại có thể đâm thủng cơ giáp của ta? Diệp Quân cười đáp, kiếm thanh huyên do ta chế tạo ra. À không, do cô của ta chế tạo ra. Người đàn ông nói với nét mặt nặng nề, thanh kiếm này của huynh thật sự rất lợi hại. Diệp Quân hỏi, huynh đệ xưng hô thế nào? Người đàn ông đáp, Tu Lăng. Diệp Quân cười nói, Tu Lăng huynh, ta thấy khá tò mò, tất cả mọi người trong nền văn minh vĩnh sinh của huynh đều sử dụng cơ giáp hay vẫn có người luyện võ, sau đó kết hợp với cơ giáp? Tu Lăng nói, đương nhiên không phải tất cả mọi người đều sử dụng cơ giáp, có một vài người sử dụng cơ hạp, cũng có những người như huynh nói, vừa tu luyện theo nền văn minh võ đạo vừa sử dụng cơ giáp, nhưng những người như thế khá hiếm gặp, có điều một khi tu luyện được thì sẽ rất đáng sợ. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Tu Lăng nhìn mấy vết kiếm trên cơ giáp của mình, lại nghĩ tới tiền sửa chữa, cảm thấy hơi đau lòng, gã ta lắc đầu, sau đó nói, huynh đi đánh nhau với tên điên kia đi. Dứt lời, gã ta xoay người biến mất. Diệp Quân không đi đến tầng tiếp theo mà rời khỏi tháp Phú Thánh, hắn vượt ải quá nhanh, nếu cứ vượt qua liên tục như thế chắc chắn sẽ khiến người ta để ý. Vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi rời khỏi tháp Phú Thánh, hắn đi vào trong tiểu tháp. Lúc này, trong tiểu tháp đã trôi qua 200 năm, vì hắn đã từ thập hoang đến cựu thổ 20 ngày. Trong 200 năm này, nhóm kiếm tu kia đã có 69 người trở thành cảnh giới đại đế, mà tổng cộng cả thập hoang và cấm địa cổ hoang với nhau, ngoài 69 kiếm tu kia, còn có 132 người trở thành đại đế. 201 vị đại đế. Đều do hắn đào tạo ra. Ngoài ra, hắn còn có 100 thần vệ đồng vàng và 300 thần tướng đồng đen, 100 thần vệ đồng vàng kia không phải cấp bậc đại đế, mà đúng hơn là cấp bậc chuẩn tiên đế. Hơn nữa còn không phải chuẩn tiên đế bình thường. Hôm nay, Diệp Quân ra một quyết định là thả tất cả đại đế ra ngoài. Bây giờ bọn họ ở trong tiểu tháp thật sự tiêu hao quá nhiều linh khí, chiếm dụng quá nhiều tài nguyên. Hơn nữa bây giờ linh khí của cựu thổ ngày càng nồng đậm, hơn hẳn trong tiểu tháp, vì thế để những đại đế này ra ngoài phát triển sẽ tốt hơn. 200 đại đế cung kính đứng trong đại điện. Lúc này, Diệp Quân tiến vào, thấy hắn. Đạo Chí dẫn đầu lập tức hành lễ, bái kiến quân đế. Những người còn lại cũng lần lượt hành lễ. Dù bọn họ đã là đại đế, nhưng vẫn vô cùng cung kính với Diệp Quân. Hình ảnh Diệp Quân tiêu diệt cao thủ cao cấp của nền văn minh Toại Minh trong nháy mắt trước đây vẫn khắc sâu trong đầu tất cả mọi người. Diệp Quân nhìn mọi người, sau đó cười nói, bây giờ mọi người đã là đại đế, không cần hành lễ với ta nữa.
Đạo Chí vội nói, sao quân đế lại nói thế? Chúng ta có thể trở thành đại đế đều là nhờ quân đế, nếu không có tài nguyên của quân đế và tiểu tháp này giúp đỡ thì cả đời chúng ta cũng không trở thành đại đế được. Những người còn lại cũng đều gật đầu. Diệp Quân cười nói, hôm nay gọi mọi người đến đây là muốn bảo mọi người rời khỏi tiểu tháp. Mọi người đều kinh hãi. Đạo Chí run rẩy nói, quân đế, có phải chúng ta làm gì sai không? Diệp Quân lắc đầu, mọi người hiểu lầm rồi, ý của ta là bây giờ mọi người ở trong tiểu tháp cũng không thể nâng cao thực lực, mà hiện tại bên ngoài đã là cựu thổ. Sau khi ra ngoài, mọi người sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa linh khí bên ngoài còn tốt hơn trong tiểu tháp gấp trăm lần. Nghe thấy thế, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Quân lại nói, sau khi đi ra ngoài, mọi người có thể tìm kiếm cơ duyên của mình ở bên ngoài, rèn luyện bản thân, nếu sau này còn muốn quay lại thì ta vô cùng biết ơn, con người luôn hướng đến chỗ cao, ta có thể hiểu. Đạo Chí trầm giọng nói, quân đế, ta không biết người khác thế nào, nhưng đạo chí ta sống là người của vũ trụ quan huyên, chết là ma của vũ trụ quan huyên. Những người còn lại cũng đua nhau tỏ thái độ. Diệp Quân cười khẽ, sau đó mở lòng bàn tay, trước mặt mỗi người đều xuất hiện một chiếc nhẫn không gian, trong mỗi chiếc nhẫn không gian đều có một ít đế tinh cực phẩm, dù không nhiều nhưng cũng là một chút tấm lòng của ta, hy vọng mọi người đừng chê ít. Thấy nhẫn không gian trước mặt, trong lòng mọi người đều hơi cảm động, có thể nói quân đế thật sự rất có lòng với bọn họ. Không chỉ cho bọn họ đế nguyên còn cho bọn họ tu luyện trong tiểu tháp, bây giờ còn để bọn họ ra ngoài tự do phát triển. Tốt đến mức khiến bọn họ cảm thấy không thực tế. Thật ra bọn họ cũng muốn rời khỏi tiểu tháp, vì với bọn họ bây giờ, tài nguyên trong tiểu tháp đã hoàn toàn không đủ dùng. Thế giới bên ngoài rộng lớn hơn, tài nguyên tu luyện nhiều hơn, cơ hội cũng nhiều hơn, nhưng bọn họ đều ngại không dám nói ra. Nhưng bọn họ không ngờ Diệp Quân lại chủ động nhắc tới. Lúc này, Diệp Quân chợt nói, lần này mọi người đi cũng như rồng vào biển khơi, tiền đồ vô lượng. Nếu sau này gặp phải đệ tử của thư viện quan huyên ta mong các vị có thể giúp đỡ, ta xin cảm ơn trước. Nói xong, hắn cúi người hành lễ. Thấy thế, mọi người cũng vội vàng chào lại. Một lát sau, trong đại điện chỉ còn lại một mình Diệp Quân. Diệp Quân đi đến cửa đại điện, hắn nhìn ra bên ngoài, không biết đang nghĩ gì. Tiểu Tháp hỏi, bọn họ có còn quay lại nữa không? Diệp Quân đáp, ta không biết. Tiểu Tháp trầm giọng nói. Ngươi có biết ngươi thả bọn họ ra ngoài như thế? Diệp Quân nói, ta đã không thể khiến bọn họ trở nên tốt hơn nữa. Tiểu Tháp nói, lỡ như bọn họ không trở lại nữa thì sao? Diệp Quân nhẹ giọng nói, ở bất kỳ vũ trụ hay nền văn minh nào, quốc gia chỉ cần lớn mạnh, coi trọng nhân tài, tôn trọng nhân tài, có nhân tài nào không muốn trở về đền đáp quốc gia chứ? Ngược lại nếu quốc gia không mạnh, không coi trọng nhân tài, không tôn trọng nhân tài, thì dù có nhân tài, bọn họ cũng sẽ nghĩ mọi cách rời đi. Nói đến đây, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tháp ra, muốn rèn sắt thì bản thân phải cứng. Diệp Quân ra khỏi đại điện, khi ra ngoài đã trải qua 200 năm phát triển, lúc này thư viện quan huyên đã có địa vị vô cùng ổn định ở thập hoang, cũng là thế lực siêu cấp mạnh mẽ nhất hiện nay. Cùng lúc đó, quan huyên pháp cũng đã được phổ cập đến toàn bộ thập hoang và cấm địa cổ hoang. Bây giờ gần như 90% sinh linh của thập hoang, cấm địa cổ hoang và bỉ ngạn giới đều đang tu luyện quan huyên pháp, đạo thống trật tự của hắn đang không ngừng tăng lên. Đứng trước cổng, Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này hắn có thể cảm nhận được nghìn tỷ sinh linh. Phàm là người tu luyện quan huyên pháp, chỉ cần hắn muốn thì đều có thể cảm nhận rõ ràng được đối phương. Không chỉ thế, bởi vì nguyên nhân do ác trật tự, nên người tu luyện quan huyên pháp là thiện hay ác, hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng được. Có thể biết thiện ác. Có thể phân định trung thành gian trá. Thật ra sức mạnh trật tự của hắn mỗi ngày đều không ngừng tăng lên, nếu để hắn lại một lần nữa ngăn chặn đạo chiếu kia, thì hắn có lòng tin có thể ung dung chống đỡ. Càng như thế, hắn lại càng cẩn thận với sức mạnh tín ngưỡng, loại sức mạnh này đến quá dễ dàng, hắn không dám lạm dụng, bởi vì sợ sẽ bị nghiện. Nhất là hiện tại, hắn vẫn có thể dễ dàng nắm giữ được sinh tử của chúng sinh. Quyền lợi thật sự sẽ ăn mòn con người. Sức mạnh cũng sẽ ăn mòn con người. Mà bây giờ, hắn lại đang có cả hai. Viện trưởng. Lúc này, bỗng một giọng nói vang lên. Diệp Quân quay đầu lại nhìn thì thấy người đến là Mục Khoản. 200 năm qua đi, cóc người của cô ta vẫn đẫy đà như cũ, có thể dùng một từ để hình dung, tuyệt sắc.
Diệp Quân nói, vất vả rồi. Mục Khoản nhoẻn miệng cười, chút vất vả ấy có là gì, nói đến thì ta còn phải cảm tạ viện trưởng đã cho ta một cơ hội để phát triển tài năng của mình. Diệp Quân mỉm cười nói, vậy sau này vẫn phải nhờ cô vất vả rồi. Ánh mắt Mục Khoản sáng lên, viện trưởng đang nhắm đến toàn bộ vũ trụ. Diệp Quân gật đầu. Sẽ rất khó đấy, Mục Khoản nhíu mày lại. Diệp Quân đáp, trong nhà có người mà. Mục Khoản mở to mắt, không nói lời nào. Diệp Quân cười nói, đùa thôi. Mục Khoản cũng lắc đầu cười, người đàn ông trước mặt này thật sự khiến cô ta không thể hiểu được. Cô ta không nghĩ nữa, sau đó nghiêm mặt nói, viện trưởng, ta cảm thấy để thập hoang, cổ hoang và nền văn minh bỉ ngạn vào trong tiểu tháp không phải là một kế hoạch lâu dài. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Nhưng bây giờ ta vẫn chưa giải quyết được ân oán của mình với nền văn minh Toại Minh, nên không thể thả các thế giới này ra được. Mục Khoản gật gật đầu, viện trưởng có dự định là tốt rồi. Đúng lúc này, phía xa vang lên một giọng nói hơi quen thuộc, quân coi thần như tay chân, thần coi quân như tim gan, quân coi thần như khuyển mã, thần coi quân như người dưng, quân coi thần như đất dưỡng, thần coi quân như kẻ địch. Diệp Quân nghe tiếng nhìn sang, thì thấy ngay chính giữa trên quảng trường phía xa. Có 1.000 học sinh đang ngồi xếp bằng trên mặt đất nghe giảng. Mà trước mặt 1.000 người này là một người đàn ông mặc nho bào, trong tay cầm quyển sách cổ, đang chậm rãi bước qua lại. Chính là Cố Trần. Diệp Quân hơi kinh ngạc. Mục Khoản mỉm cười nói, gã tiến bộ cực kỳ nhanh, chưa đến 150 năm đã đạt đến cảnh giới chân thánh, hiện tại không chỉ là thành viên của đoàn trưởng lão chúng ta, mà còn là giảng viên đứng đầu của văn viện, phụ trách tất cả khóa văn của học viên. Diệp Quân bỗng nở nụ cười. Mục Khoản nói, đến gặp không? Diệp Quân chỉ lắc đầu, sau này có cơ hội khác đi, chuyện của thư viện còn cần cô tốn nhiều công sức lắm. Mục Khoản gật đầu, được. Thấy Diệp Quân sắp rời đi, cô ta muốn nói rồi lại thôi. Mà lúc này, Diệp Quân đã biến mất chẳng thấy đâu. Mục Khoản trầm mặc một lúc, rồi thấp giọng thở dài. Phía xa xa, Cố Trần khép sách trong tay lại. Một người đàn ông đột nhiên đến bên cạnh Cố Trần, Cố Trần cười nói, Vân Trấn, người gấp gáp gì đấy? Người đàn ông tên Vân Trấn hưng phấn nói, ta vừa mới thấy viện trưởng. Viện trưởng, Cố Trần sửng sốt, mà phía không xa, các học sinh đều đua nhau đứng lên. Viện trưởng đâu? Người đâu? Vân Trấn, người không đùa chúng ta đấy chứ? Thấy mọi người mồm năm miệng mười, Vân Trống cười mỉa, nói. Vừa nãy ta thấy hắn đang đứng nói chuyện với trưởng lão Mục Khoản, không dám qua quấy rồi, bây giờ hình như đã đi rồi. Mọi người! Cố Trần nhìn về phía đại điện, khẽ mỉm cười, giải tán đi. Thấy Cố Trần lên tiếng, mọi người nhanh chóng quay lại thi lễ với gã, sau đó ngay ngắn xếp hàng rồi tản đi. Sau khi mọi người rời đi, Vân Trấn khẽ thở dài, viện trưởng hiếm lắm mới đến một lần, nhưng lại rời đi tiếp rồi. Cố Trần mỉm cười nói. Hắn có quá nhiều chuyện cần làm. Vân Trấn do dự một lát rồi nói, Cố huynh, nghe nói trước đây huynh hay cược đập trứng lắm đúng không? Cố Trần không cười nữa, nghiêm túc nói hưu nói vượt. Nói xong, gã phất tay áo rời đi. Bên ngoài tiểu tháp, Diệp Quân tìm một thư các rồi vào đó đọc sách, hắn phải cố gắng tìm hiểu về ba nền văn minh của cựu thổ này, nhất là nền văn minh Toại Minh. Qua mấy ngày, hắn đã đọc hết tất cả sách trong thư các này. Nên cũng đã có một cái nhìn khá rõ ràng về toàn bộ cựu thổ cũng như khởi nguyên của ba nền văn minh lớn. Ngoại trừ cựu thổ, bên ngoài cũng có một vài nền văn minh khác, trong đó nổi tiếng nhất là bốn tiên vực lớn, Tân Vô Đạo lúc trước hắn gặp được là từ tiên vực Thiên Phủ cũng là một trong bốn tiên vực lớn, tuy thực lực không bằng ba nền văn minh của cựu thổ, nhưng cũng không hề tầm thường. Chí ít trong tình huống không mạnh bằng cựu thổ nhưng họ vẫn có một chỗ đứng nhất định thì rõ ràng không hề đơn giản. Nà hắn cũng có chút hiểu tại sao ba nền văn minh lớn của cựu thổ lại liên thủ với nhau rồi. Có hai mục đích, thứ nhất thực lực của cả ba nền văn minh đều không thua kém gì nhau, nếu tiếp tục chiến đấu thì cả ba đều sẽ bị thương, làm lợi cho những văn minh vũ trụ khác. Thứ hai là mục đích thật sự của cả ba đều là nền văn minh tổ trong truyền thuyết. Văn minh tổ trong truyền thuyết này có một chiếc phương tọa cộng chủ, ai có thể có được chiếc ghế đó thì người đó chính là chủ của vũ trụ. Chủ của vũ trụ. Mục tiêu của cả ba nền văn minh hắn là cái này, trước khi tìm được văn minh tổ kia, bọn họ sẽ không khai chiến với nhau.
Nghe nói vị cựu thần vô địch thế gian của cựu thổ cùng với thủy tổ vĩnh sinh chủ của nền văn minh vĩnh sinh năm đó đột ngột biến mất, đều có liên quan đến văn minh tổ trong truyền thuyết này. Tất nhiên những điều này đều là truyền thuyết và suy đoán nhân gian, còn tình hình cụ thể thế nào thì chỉ có cấp cao của ba nền văn minh kia hiểu rõ. Diệp Quân thôi không nghĩ nữa, hắn khép sách cổ lại rồi rời khỏi thư các. Mặt mày hắn có hơi nghiêm lại. Hắn cố tình muốn hiểu hơn về toại cổ kim kia, người phụ nữ đó không hề đơn giản, nổi tiếng với các mưu tính đa đoan, năm đó đã từng khiến nền văn minh cựu thổ và vĩnh sinh ăn nhiều thiệt thòi, cả hai nền văn minh này đều từng phát động ám sát quy mô lớn với cô ta nhưng không ai thành công. Không chỉ thế, cô ta còn từng giúp nền văn minh toại minh thu phục được một tiên vực, đúng vậy, trước đây từng có năm đại tiên vực, sau đó không biết vì sao một tiên vực trong đó đã đầu hàng nền văn minh toại minh. Giúp văn minh bọn họ gia tăng thực lực đáng kể, tất cả đều có liên quan đến người phụ nữ này. Đáng sợ nhất là quan chấp hành đứng đầu bi tâm từ của nền văn minh toại minh đại khai sát giới ở cựu thổ, cùng là do cô ta một thân một mình đến đàm phán với bi tâm từ, cuối cùng không biết đã nói gì mà bi tâm từ lại chấp nhận rời khỏi cựu thổ. Đây là một kẻ rất đáng sợ. Mà bây giờ đối phương đang nhằm vào hắn. Diệp Quân thật là có thấy hơi đau chứng. Hắn nghĩ mãi không thông. Người có đẳng cấp cao như cô ta, theo lý mà nói thì không thèm để ý đến một người không xứng tầm như hắn mới phải. Chẳng lẽ lại là do tên chó chủ nhân bút đại đạo kia làm gì đó? Sau này vô địch rồi hắn sẽ giết tên chó này trước. Hay! Diệp Quân thở dài trong lòng, bây giờ hắn thật sự như đang bước trên băng mỏng, những kẻ địch này kẻ sau đều mạnh hơn kẻ trước. Mà bên cạnh mình chỉ có tiểu hồn và tháp gia. Diệp huynh! Chợt có một giọng nói đột nhiên vang lên. Diệp Quân thu hồi tâm tư, quay đầu nhìn lại thì thấy cách đó không xa có một người đàn ông đang bước vội tới, người đó chính là Mục Huyền Hư. Diệp Quân cười nói, Mục huynh. Mục Huyền Hư nói, ta nghe nói huynh đã đánh tới tầng 8 của tháp Phũ Thánh rồi. Diệp Quân gật đầu, ừ. Mục Huyền Hư mới giơ ngón cái lên, Diệp huynh ghê gớm. Diệp Quân cười nói, tạm thôi. Mục Huyền Hư đột nhiên nghiêm túc nói, Diệp huynh, huynh đang rất thiếu tiền đúng không? Diệp Quân gật đầu, ừ, sao huynh biết? Mục Huyền Hư nói, nghe nói mỗi một người giữ cửa ở các tầng đều bị huynh trấn lột nhẫn không gian hết, bây giờ huynh nổi tiếng lắm. Diệp Quân, Mục Huyền Hư cười nói, Diệp huynh, ta đã hẹn với một tên của nền văn minh vĩnh sinh cùng đi đến bí cảnh tiên phủ thăm dò, huynh có hứng thú đi cùng không? Diệp Quân có chút ngạc nhiên, bí cảnh tiên phủ. Mục Huyền Hư gật đầu, đúng, nghe nói bí cảnh tiên phủ đó từ mấy tỷ năm trước rồi, bây giờ được ba nền văn minh lớn quản lý, chỉ có người của bọn họ mới được đi vào, nếu may mắn thì sẽ có thu hoạch lớn. Đương nhiên là trong đó cũng có rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa sau khi đi vào không hề có hạn chế bất kỳ quy tắc nào, cho dù là cùng một nền văn minh cũng có thể sẽ xảy ra đánh nhau hoặc giết người cướp của. Diệp Quân liếc mắt nhìn Mục Huyền Hư, không chút do dự nói, đi. Mục Huyền Hư cười nói, vậy bây giờ chúng ta đi luôn. Diệp Quân gật gật đầu, được. Mục Huyền Hư lập tức dẫn Diệp Quân biến mất, hai người cùng xuất hiện trong một vùng tinh không. Trên đường, Diệp Quân đột nhiên hỏi, Mục huynh, Hách Nhi cô nương thế nào rồi? Mục Huyền Hư cười nói, cô ta nhận tội rồi, bây giờ cấp cao của văn minh cựu thổ chúng ta đã đi hỏi cấp cao bên phía toại minh, nhưng kết quả cụ thể như thế nào thì ta cũng không biết, chuyện này không đến phiên ta làm chủ được. Diệp Quân gật gật đầu, không nói gì. Mục Huyền Hư đột nhiên xòe tay ra, một chiếc nhẫn không gian xuất hiện trước mặt Diệp Quân, Diệp Quân hơi nghi hoặc một chút. Mục Huyền Hư cười nói, Diệp huynh, không phải huynh đang thiếu tiền lắm sao? Ta cho huynh mượn hai mạch đế nguyên cực phẩm này trước, tuyệt đối đừng đi cướp giật. Chỗ này là một vũng nước sâu, bất cẩn là sẽ dính lấy nhân quả cực lớn, huynh đừng hành động theo cảm tính, gia cảnh ta không tệ nên mấy thứ này không quý giá với ta lắm. Hai đế nguyên mạch cực phẩm. Nhìn hai mạch đế nguyên cực phẩm này, Diệp Quân vội vàng nói, Mục huynh, không thể được đâu, ta thiếu tiền là chuyện của ta, huynh. Mục Huyền Hư xua tay cản Diệp Quân, cười nói, coi như huynh mượn ta thôi. Diệp Quân còn muốn nói gì nữa nhưng Mục Huyền Hư đã tranh lời, ta cũng không cho mượn không đâu nhé, Diệp huynh chắc chắn không phải là người tầm thường, coi như ta đầu tư cho huynh đi ha. Diệp Quân khẽ thở dài, Mục huynh. E là huynh sắp mất cả trì lẫn trải đấy. Mục Huyền Hư cười ha ha, đó cũng là do ta tự làm tự chịu. Diệp Quân mỉm cười,
cũng không từ chối nữa, mà để hai mạch đế nguyên vào trong tiểu tháp, có hai mạch đế nguyên này, linh khí bên trong tiểu tháp lại có thể chống đỡ thêm một khoảng thời gian nữa. Sau khi hai người xuyên qua mấy chục tinh vực thì đến được trước một tinh cầu màu đen, mà xung quanh tinh cầu này có ẩn giấu một vài luồng hơi thở thần bí. Diệp Quân đánh giá tinh cầu u tối này, đây là nền văn minh tiên phủ. Mục Huyền Hư gật đầu, ánh mắt có chút nhiệt huyết, một di tích trong nền văn minh tiên phủ đều chứa vô số thần vật và tài vật, tất nhiên có cả nguy hiểm nữa. Diệp Quân liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó nói, người trong bóng tối là người của ba nền văn minh lớn kia. Mục Huyền Hư đáp, đúng vậy, sau khi nơi này được phát hiện, ba nền văn minh lớn chúng ta đã đến tiếp quản nó, nhưng vì để tránh những tranh đấu không cần thiết, sau khi tiếp quả họ không chia cắt di tích tiên phủ này, mà là để cho các thanh niên trẻ tuổi đến thăm dò nơi đây. Thứ nhất là vì muốn tránh phát sinh những tranh đấu không đáng, thứ hai là vì muốn rèn luyện thế hệ trẻ trong nền văn minh của họ. Diệp Quân gật gật đầu, không nói gì. Xoẹt. Đúng lúc này, phía xa chợt vang lên một tiếng xé rách, Diệp Quân xoay người nhìn lại thì thấy thời không phía xa đã nứt ra. Ngay sau đó, một người đàn ông thân mang cơ giáp xuất hiện giữa trời. Khi ông ta vừa xuất hiện, một luồng khí lưu mạnh mẽ tỏa ra khiến không gian chấn động dập dờn như sóng biển lăn tăn. Diệp Quân quan sát người mặc cơ giáp kia, bộ giáp đó toàn thân màu tối sẫm, đường nét sắc bén, bóng loáng như gương, trông cực kỳ ngầu, hơn nữa vừa nhìn là biết cấp bậc cao hơn cơ giáp của Tu Lăng trong tháp Vũ Thánh. Mục Huyền Hư cười nói, nào nào, Diệp Huynh, ta giới thiệu cho Huynh một chút, đây là Chí Kỳ Huynh của Văn Minh Vĩnh Sinh, là thiên tài trong thế hệ trẻ của Văn Minh Vĩnh Sinh đấy. Chí Kỳ Huynh, bên cạnh ta là Diệp Huynh, mặc dù Huynh ấy chỉ là đại đế nhưng thực lực lại vượt xa đại đế, Diệp Quân nhìn về phía Chí Kỳ, mỉm cười nói, lần đầu gặp mặt. Chí Kỳ nhìn Diệp Quân một chút, không để ý tới hắn mà chỉ quay đầu nói với Mục Huyền Hư, đi thôi. Mục Huyền Hư vội giảng hòa, ừ đi thôi đi thôi. Mục Huyền Hư dẫn cả hai đi về phía xa, trên đường Mục Huyền Hư dùng huyền khí truyền âm cho Diệp Quân, Diệp Huynh đừng để bụng nha. Chí Kỳ Huynh tính tình như vậy đó, chưa quen biết thì Huynh ấy vậy thôi, sau này quen rồi thì Huynh sẽ thấy Huynh ấy tốt bụng lắm. Diệp Quân cười nói, ta không để bụng đâu. Mục Huyền Hư nói, vậy thì tốt. Ngay lúc sắp đi vào tinh cầu kia, Mục Huyền Hư đột nhiên xòe tay ra, hai lá bùa chậm rãi bay lên khỏi tay y. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, đây là... Mục Huyền Hư cười nói, người nào đi vào cùng phải báo danh, số lần đi vào của mỗi người đều có hạn. Ví như ta, một năm chỉ có thể đi vào hai lần. Diệp Quân trầm giọng nói, vậy chẳng phải Mục Huynh đã đưa cơ hội còn lại cho ta rồi sao? Mục Huyền Hư khẽ gật đầu, ừ, nhưng Huynh đừng nghĩ nhiều, vốn dĩ một năm ta cũng chỉ có thể đi vào một lần thôi. Vẻ mặt Diệp Quân hơi phức tạp, Mục Huynh, ta nhiều lần nhận ân tình của Huynh, chuyện này. Mục Huyền Hư cười nói, chút chuyện nhỏ thôi mà, không có gì là ân tình cả, đi thôi. Nói rồi y dẫn đầu đi vào tinh cầu tối tăm kia. Chí Kỳ theo sát phía sau. Diệp Quân nhìn hai người, sau đó cũng đi theo. Chẳng mấy chốc, ba người đã đi đến trên một đỉnh núi, đưa mắt nhìn ra thì đâu đâu cũng là các dãy núi liên miên không dứt, mà trên đỉnh các ngọn núi đều có từng vòng mây xám xịt xoáy lên cao, trông vô cùng một ngạt. Diệp Quân nhìn về phía Mục Huyền Hư, vẻ mặt của cả hai người đều có chút nghiêm nghị. Diệp Quân hiếu kỳ nói, di tích ở trong vòng xoáy kia à? Mục Huyền Hư nói, Diệp Huynh có điều không biết, cả tinh cầu này đều là di tích, có điều ngoài trừ vòng xoáy này, các khu vực bên ngoài đã được ba nền văn minh lớn chúng ta thăm dò xong hết. Hiện tại chỉ còn vòng xoáy đó thôi, dựa theo chúng ta điều tra được thì bên trong vòng xoáy này là một tông môn siêu cấp, mà tông môn đó e là người đứng đầu của nền văn minh tiên phủ này. Diệp Quân nhìn về phía vòng xoáy kia. Khi hắn quét thần thức đến gần vòng xoáy đó lại bị một sức mạnh thần bí ngăn cản, căn bản không thể dò vào trong được. Diệp Quân hơi kinh ngạc, Mục Huyền Hư nói, bên trong không hề đơn giản, bởi vì ba nền văn minh lớn có quy định, chỉ có người đạt đến cảnh giới tiên đế mới được tiến vào bên trong, tuy Diệp Huynh không phải tiên đế nhưng thực lực của Huynh đã hoàn toàn xứng tầm với tiên đế. Chí Kỳ đột nhiên nói, đi thôi. Nói rồi gã lập tức hóa thành một luồng sáng bay về phía vòng xoáy đen kia. Mục Huyền Hư nhìn về phía Diệp Quân đang định đi theo thì Mục Huyền Hư đột nhiên xòe tay, một chiếc nhẫn không gian xuất hiện, y đưa cho Diệp Quân, trước khi vào Huynh mặc giáp này đi. Diệp Quân nhìn trong nhẫn không gian, lập tức hơi kinh ngạc, là cơ giáp cấp tiên.
Mục Huyền Hư cười nói, đúng thế. Diệp Quân đang định từ chối thì Mục Huyền Hư đã nói, bên trong vòng xoáy này có sức mạnh thần bí trấn áp, mà cơ giáp cấp tiên có thể miễn dịch được sự trấn áp đó, bởi vì nó thuộc công nghệ cao, không phải như văn minh võ đạo kia, cho huynh mượn đó. Nghe vậy, Diệp Quân cũng không từ chối nữa, hắn nhận lấy cơ giáp cấp tiên, đang định xuyên vào thì Mục Huyền Hư đột nhiên nói, đi, vào trong đó rồi mặc. Nói rồi, y lập tức kéo hắn rời đi. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến bên ngoài vòng xoáy, Diệp Quân nhìn vào phía sâu trong vòng xoáy, nơi đó đang có một luồng sức mạnh thần bí đang không ngừng dâng trào. Mục Huyền Hư nói, Diệp huynh, mặc vào đi. Diệp Quân gật đầu, hắn búng tay một cái, cơ giáp cấp tiên lập tức xuất hiện trong tay hắn, nhưng hắn lại không biết mặc thế nào nên đành quay lại nhìn Mục Huyền Hư. Mục Huyền Hư cười nói, quên, ta phải cắt đứt liên hệ tinh thần giữa ta và nó trước đã. Nói rồi, y nhắm hai mắt lại, chẳng mấy chốc cơ giáp cấp tiên này đã rung lên, chỉ thoáng chốc, bên trong như thể bị rút mất năng lượng gì đó. Lúc này, Mục Huyền Hư cười nói, được rồi, huynh chỉ cần nhỏ một giọt máu trước ngực giáp là xong. Diệp Quân gật gật đầu, hắn lại búng tay, một giọt máu rơi lên trước ngực giáp, trong phút chốc, cơ giáp lập tức hóa thành một vệt sáng bay vào giữa trán Diệp Quân. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đã cảm giác được trong thức hải của mình đã có thêm một cơ giáp bản thu nhỏ. Diệp Quân hơi suy nghĩ, cơ giáp lập tức xuất hiện trên người hắn, tựa như mọc ra từ da thịt. Diệp Quân nắm chặt hai tay, một luồng sức mạnh kinh khủng lập tức hội tụ vào toàn thân hắn, sức mạnh của lực lượng này khiến hắn có hơi ngây ngẩn. Mục Huyền Hư cười nói, Diệp huynh, thấy thế nào? Diệp Quân thu hồi tâm tư, sau đó thở dài nói, quả là thần vật. Hắn mặc thứ này vào rồi đánh nhau, sức chiến đấu chắc chắn sẽ mạnh hơn. Quả là biến thái. Mục Huyền Hư cười ha ha, đi thôi. Diệp Quân nhìn về phía Mục Huyền Hư, huynh có mặc không? Mục Huyền Hư cười nói, ta không cần. Nói rồi, y lập tức biến mất ở trong vòng xoáy xa xa. Diệp Quân liếc mắt nhìn Mục Huyền Hư, tiểu tháp nói, người huynh đệ này của ngươi cứ như thiên thần vậy. Thiên thần. Diệp Quân khẽ mỉm cười, cũng không biết tên này mà sống ở hệ Ngân Hà thì sẽ ra sao, chắc là sẽ vào câu lạc bộ vô biên. Ha ha! Nói rồi, hắn cũng hóa thành một luồng kiếm quang bay đi. Lúc đi sâu vào trong vòng xoáy, hắn cảm thấy một sức mạnh phong ấn mạnh mẽ, nhưng bởi vì trên người có cơ giáp nên luồng sức mạnh kia chẳng thể làm gì được hắn. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đã ra khỏi vòng xoáy, lúc xuất hiện lần nữa đã đứng trước một cổng núi, cánh cổng này được xây từ đá tảng, vô cùng thô kệch, ngay chính giữa cổng có để ba chữ lớn, Thiên Cực Tông. Diệp Quân đi tới bên cạnh Mục Huyền Hư và Chí Kỳ, Mục Huyền Hư trầm giọng nói, cổng núi này có một tòa trận pháp và một vị thần linh tướng trấn thủ, nếu cả hai hợp lại làm một thì thực lực vô cùng khủng bố, rất nhiều người đến đây đều phải dừng bước, ba người chúng ta liên thủ với nhau thử. Diệp Quân nói, Mục Huynh, Huynh phân phó đi. Mục Huyền Hư gật gật đầu, sau đó nói, Diệp Huynh, Huynh kiềm chế trận pháp kia, ta và Chí Kỳ Huynh sẽ đối phó với thần linh tướng. Diệp Quân gật đầu, được. Ta sẽ kiềm chế trận pháp. Lúc này, Chí Kỳ ở bên đột nhiên mở miệng nói. Diệp Quân nhìn về phía Chí Kỳ, rõ ràng người này không tin tưởng hắn và Mục Huyền Hư. Mục Huyền Hư nhìn về phía Diệp Quân mỉm cười nói, ta sao cũng được. Mục Huyền Hư gật đầu, vậy ta và Diệp Huynh sẽ đối phó thần linh tướng, Chí Kỳ Huynh kiềm chế trận pháp kia. Nói rồi, y đi về phía xa, mà khi y vừa dẫm lên thềm đá, phía chân trời đột nhiên rung lên, một khắc sau, một luồng quang trận to lớn nổi lên ở phía chân trời, mà trung tâm quang trận là một thần linh khổng lồ cao tới mấy trượng cầm trong tay trường đao, nó đang nhào đến phía bên này. Mục Huyền Hư đột nhiên nói, Diệp Huynh, động thủ. Nói rồi, y lập tức xông lên. Diệp Quân cũng theo sát phía sau. Nhìn thấy Diệp Quân và Mục Huyền Hư đã ra tay, Chí Kỳ mới hóa thành một luồng sáng phóng lên trời, lao thẳng đến tòa trận pháp kia. Gã nhanh chóng thôi thúc sức mạnh cơ giáp của mình rồi điên cuồng nã pháo vào tòa trận pháp. Ở phía chân trời, Diệp Quân vừa giao thủ với vị thần linh này thì sắc mặt lập tức thay đổi, thực lực của thứ này có chút vượt quá dự liệu của hắn, hắn bị đối phương chém một đao lùi về sau cả nghìn trượng. Đó là nhờ hắn đã mặc cơ giáp vào, nếu không có giáp thì e là thân thể của hắn đã bị trọng thương. Hắn vừa mới dừng lại thì Mục Huyền Hư lập tức xuất hiện ở bên cạnh, Diệp Huynh, kiếm này của Huynh không tầm thường đúng không? Diệp Quân gật đầu.
Mục Huyền Hư đưa tay ra, cho ta mượn dùng một chút đi, ta cần triển khai bí pháp cường đại, thần vật bình thường không thể chịu đựng được. Diệp Quân lập tức đưa kiếm Thanh Huyền cho y, Mục Huyền Hư tay cầm kiếm Thanh Huyền, một khắc sau, y lập tức hóa thành một tia kiếm quang phóng lên trời, lao thẳng đến chỗ vị thần linh tướng kia. Phía chân trời, thần linh tướng hai tay cầm đao bổ mạnh xuống Mục Huyền Hư, nhưng lúc này Mục Huyền Hư đột nhiên biến mất tại chỗ đầy quỷ dị, một đao của thần linh tướng kia chém vào hư vô. Mà Mục Huyền Hư lại chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở đằng sau Chí Kỳ, chỉ thấy y đột nhiên đâm mạnh một kiếm vào Chí Kỳ, tốc độ nhanh đến mức khi Chí Kỳ nhận ra được thì đã bị dọa đến mức hồn phi phách lạc, gã nhanh chóng thu lại cơ giáp, mà cơ giáp đó căn bản không thể chống lại được kiếm Thanh Huyền của Diệp Quân. Kiếm Thanh Huyền đâm xuyên qua cơ giáp của gã dễ như ăn cháo, sau đó là xuyên thẳng qua ngực, tiếp đó, một luồng sức mạnh thần lập tức xóa sổ thần hồn của Chí Kỳ. Tất cả những chuyện này xảy ra quá đột ngột, chỉ trong chớp mắt. Khi Diệp Quân phản ứng lại thì Chí Kỳ đã chết một cách gọn gàng sạch sẽ. Mục Huyền Hư chậm rãi đi về phía Diệp Quân, Diệp Quân nhìn Mục Huyền Hư, vẻ mặt bình tĩnh, Mục Huynh, chẳng lẽ Huynh cũng muốn giết ta? Mục Huyền Hư đột nhiên cầm kiếm Thanh Huyền đâm thẳng vào ngực mình, tiếp đó y lập tức tự xóa đi thần hồn của mình. Thần hồn câu diệt. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, bên ngoài vòng xoáy đột nhiên xuất hiện hơn 10 luồng khí thế khủng bố, chẳng mấy chốc, hơn 10 cường giả của Văn Minh Vĩnh Sinh và Văn Minh Cựu Thổ chạy vọt vào, khi thấy Mục Huyền Hư và Chí Kỳ nằm dưới đất, vẻ mặt của những cường giả vừa xông vào kia lập tức trở nên dữ tợn, ánh mắt nhưng từng lưỡi kiếm sắc bén lia về phía Diệp Quân đang đứng. Sắc mặt Diệp Quân vô cùng u ám, hách nhi kia chỉ là ngụy trang dùng để đánh lạc hướng hắn, kẻ phản bội thật sự của nền Văn Minh Cựu Thổ là Mục Huyền Hư này. Hắn thật sự hơi bất ngờ. Mục Huyền Hư này là người yêu nghiệt nhất trong thế hệ trẻ ở Cựu Thổ, mà y lại là người của nền Văn Minh Toại Minh, hơn nữa còn sẵn sàng dùng cái chết hãm hại hắn. Thật sự là diệt cả thần hồn. Sao Toại Cổ Kim đó có thể làm được chứ? Mục Huyền Hư này đúng là đủ độc. Mẹ kiếp! Tiểu Tháp chợt cất lời, con mẹ nó, không ngờ tên này làm thế chỉ vì hãm hại ngươi. Diệp Quân không nói gì, trong lòng thầm suy tính. Ngươi rất đáng chết. Lúc này, một cường giả của nền Văn Minh Cựu Thổ phía xa bỗng gào thét, sau đó, ông ta đánh một quyền về phía Diệp Quân từ xa, trong nháy mắt, thời không nơi Diệp Quân đứng nổ tung, mà gần như cùng lúc đó, Diệp Quân đã lùi về sau mấy chục trượng, cùng lúc đó, kiếm Thanh Huyền quay lại trong tay hắn. Hắn vừa dừng lại, một sức mạnh đáng sợ ngay lập tức phả vào mặt. Diệp Quân vung tay chém xuống một kiếm. Oanh! Khi kiếm chém xuống, ông lão kia bị một tia kiếm quang chém bay. Sau khi dừng lại, ông lão tỏ vẻ sợ hãi, vì kiếm của Diệp Quân đã chém rách cánh tay của ông ta. Ông ta nhìn kiếm Thanh Huyền trên tay Diệp Quân bằng ánh mắt kiêng dè. Người còn lại thấy ông lão bị đẩy lui bằng một kiếm cũng rất kinh ngạc. Lúc này, Diệp Quân xoay người chạy đến đại điện tông môn ở phía xa, nhưng ngay sau đó, thần linh tướng kia đã bổ trường đao trong tay về phía hắn. Thực lực của thần linh tướng này mạnh hơn ông lão kia rất nhiều, chiêu đao khiến đất trời xung quanh cũng trở nên hư ảo và trong suốt. Nét mặt Diệp Quân không chút cảm xúc, hắn lại vung tay chém thêm một kiếm nữa. Rắc! Sau một tiếng gãy chói tai, thanh trường đao trong tay thần linh tướng kia nứt ra, sức mạnh cường đại khiến nó liên tục lùi lại. Mà lúc này, Diệp Quân tung người nhảy lên, hóa thành một tia kiếm quang rồi biến mất ở cách đó không xa. Sau khi thần linh tướng kia lấy lại tinh thần, Diệp Quân đã chạy tới đại điện, thần linh tướng lập tức đuổi theo, nhưng khi đến gần tòa đại điện, dường như cảm nhận được điều gì đó, nó bỗng dưng dừng lại rồi cung kính lùi xuống. Lúc này, cao thủ của nền Văn Minh Cựu Thổ và nền Văn Minh Vĩnh Sinh đang định xông lên thì thần linh tướng kia lập tức chém một đao về phía bọn họ. Thấy thần linh tướng bổ mạnh đao về phía mình, sắc mặt ông lão thay đổi, không dám coi thường, vội vàng ra tay chống đỡ. Trong đại điện, Diệp Quân nhìn về phía cách đó không xa, ở đó có tượng của một người đàn ông trung niên, hai tay chắp sau lưng, nét mặt điềm tĩnh. Ngoài pho tượng này ra, đại điện trống rỗng không có gì cả, vô cùng lạnh lẽo. Diệp Quân nhìn pho tượng kia, tiền bối. Pho tượng bỗng khẽ rung lên, sau đó có một hư hồn chậm rãi bay ra. Người đàn ông trung niên quan sát Diệp Quân một lúc rồi cười nói, đạo trật tự, hơn nữa còn đã thành lập đạo thống. Thú vị đấy. Diệp Quân cất lời, tiền bối để một hư hồn ở lại đây chắc là có ý đồ,
không biết vãn bối có thể góp chút sức nhỏ bé cho tiền bối không? Người đàn ông trung niên bật cười, tên nhóc con gian trá này, người muốn có được tất cả truyền thừa của Thiên Cực Tông chúng ta thì cứ việc nói thẳng. Diệp Quân gật đầu, đúng là vãn bối muốn thế. Bây giờ hắn đang thiếu tiền và thần vật nhất, nếu có thể có được tất cả mọi thứ của Thiên Cực Tông, thì thực lực của Thập Hoang, cấm địa cổ hoang và nền văn minh Bỉ Ngạn sẽ được nâng cao lên nhiều. Tiền. Hắn chưa từng nghèo thế này bao giờ. Người đàn ông trung niên cười nói với Diệp Quân, cho ta một lý do đi. Diệp Quân nhìn thẳng vào ông ta, tiền bối sẽ không gặp được ai ưu tú hơn ta đâu. Tiểu Tháp. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân một lát rồi bỗng bật cười, giỏi lắm, thẳng thắn, tự tin, ta thích tính cách này của ngươi. Dứt lời, ông ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện, nhưng hình như bây giờ ngươi gặp phiền phức rồi. Diệp Quân đáp, chỉ là phiền phức nhỏ mà thôi. Người đàn ông trung niên cười nói, bên ngoài kia là người của nền văn minh cựu thổ và nền văn minh vĩnh sinh đúng không? Diệp Quân gật đầu, phải. Người đàn ông trung niên lại hỏi, phiền phức nhỏ ư? Diệp Quân im lặng, hắn chỉ vung tay áo, kiếm thanh huyên bay đến trước mặt người đàn ông trung niên. Hắn biết rõ cao thủ như thế để lại thần hồn ở nơi này chỉ có hai lý do đơn giản, đầu tiên là muốn đoạt xác, thứ hai là không cam lòng, muốn có chỗ gửi gắm, vì thế hắn càng thẳng thắn càng tốt, làm như thế là vì muốn đối phương nhìn ra giá trị của hắn. Người có giá trị thì người ta mới chọn ngươi. Nếu không dù ngươi có dập đầu ở đây 100.000 lần, người ta cũng sẽ không quan tâm đến ngươi. Người đàn ông trung niên nhìn kiếm thanh huyên một lúc lâu, sau đó lại nhìn về phía Diệp Quân, ông ta mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn không gian xuất hiện, tất cả mọi thứ của Thiên Cực Tông ta đều nằm trong chiếc nhẫn không gian này, nếu ngươi làm giúp ta một chuyện, chiếc nhẫn này sẽ thuộc về ngươi. Diệp Quân hỏi, chuyện gì vậy ạ? Người đàn ông hỏi, ngươi muốn nghe một câu chuyện không? Diệp Quân chần chừ một lúc rồi nói, tiền bối, thời gian cấp bách, hay là ngài tóm tắt đi? Bây giờ hắn thật sự không có tâm trạng nghe kể chuyện. Người đàn ông trung niên cười nói, được, chuyện ta muốn ngươi làm là phục hưng Thiên Cực Tông, truyền thừa của tông môn ở trong tay ta nhiều năm như thế, nhưng cuối cùng ta lại không thể bảo vệ được tông môn, thật sự thấy hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Diệp Quân nói, trong nhẫn không gian có truyền thừa của Thiên Cực Tông sao? Người đàn ông trung niên gật đầu, có. Diệp Quân nói, thế này đi. Sau này ta sẽ tìm một người cả nhân phẩm và đức hạnh đều vô cùng tốt cho Thiên Cực Tông, sau đó ủng hộ người đó tạo dựng một Thiên Cực Tông hoàn toàn mới. Người đàn ông trung niên gật đầu, được. Thật ra ông ta rất coi trọng Diệp Quân trước mắt, nhưng hắn biết người này không thể gia nhập Thiên Cực Tông của ông ta, vì thành tựu của thiếu niên kiếm tu trước mắt đã không thua kém gì Thiên Cực Tông ở giai đoạn đỉnh cao rồi. Miếu nhỏ không chứa nổi vị Phật lớn này. Mà chỉ cần Diệp Quân đồng ý giúp đỡ truyền nhân tương lai của Thiên Cực Tông phục hưng lại tông môn, ông ta đã cảm thấy đủ rồi, vì có sự giúp đỡ của người trước mắt, muốn Thiên Cực Tông phục hưng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Người đàn ông trung niên mở lòng bàn tay, chiếc nhẫn không gian kia chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân không xem trong nhẫn không gian có gì, hắn cất đi, sau đó nói, tiền bối, những thần linh tướng bên ngoài kia. Người đàn ông trung niên cười nói, ta cũng biết người muốn cái đó, thật ra nó được ngưng tụ từ một trận pháp, trong nhẫn không gian có phương pháp tạo trận pháp, nếu người học, đương nhiên có thể triệu hoán được nhiều thần linh tướng hơn, và cũng rất tốn tài nguyên. Nói xong, ông ta bỗng mở lòng bàn tay, trận pháp trên không trung phía chân trời bên ngoài đại điện khẽ rung, thần linh tướng bên dưới biến thành một tia sáng bay vào trong trận pháp, sau đó trận pháp kia cô đọng thành một chùm tia sáng bay vào trong đại điện, cuối cùng dừng lại trên tay người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn chùm sáng trong tay, sau đó đưa nó cho Diệp Quân. Diệp Quân mở lòng bàn tay, chùm sáng kia bay đến tay hắn, dù chỉ là một chùm sáng, nhưng trong đó lại chứa đựng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Nhớ đến sức mạnh của thần linh kia, Diệp Quân chợt hơi tò mò, hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên, tiền bối, lúc trước Thiên Cực Tông đã gặp phải kẻ thù đáng sợ nào vậy? Người đàn ông trung niên gật đầu, thế giới này là như thế, cá lớn nuốt cá bé. Cá bé ăn tôm con, cá nhỏ gặp cá lớn chỉ có thể nói là xui xẻo, thực lực yếu kém thôi. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ông ta cười nói, ta vẫn còn chút thực lực, có cần ta giúp ngươi chạy trốn không? Diệp Quân lắc đầu, trốn không thoát được nữa. Bên ngoài là cựu thổ.
Kẻ thù hiện tại của hắn không chỉ có nền văn minh Toại Minh mà còn có cựu thổ và nền văn minh Vĩnh Sinh. Trốn kiểu gì? Thật sự người phụ nữ kia rất lợi hại. Chỉ trong nháy mắt đã đẩy hắn vào bước đường cùng. Nghĩ đến việc ba nền văn minh cùng nhau đánh hắn, hắn cũng cảm thấy sởn tóc gáy. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, tiểu hữu, bảo trọng. Dứt lời, cơ thể ông ta trở nên hư ảo, hắn nhìn về phía chân trời, nhìn thế giới bên ngoài, ánh mắt ông ta trở nên phức tạp. Trước đây, ông ta cũng rất hăng hái muốn dẫn Thiên Cực Tông đi tranh đoạt ghế thần vương trong truyền thuyết, muốn trở thành chủ chung của vũ trụ đó. Nhưng càng tiến về phía trước, ông ta mới hiểu con đường đó khó đi đến mức nào. Bây giờ, mọi chuyện đều đã kết thúc. Người đàn ông trung niên bỗng bật cười, vì ông ta cũng không hối hận, dù con đường đó không thể đi tới đỉnh, nhưng ông ta từng cố gắng, nên cũng không có gì phải hối hận cả. Diệp Quân cúi người hành lễ, đợi sau khi người đàn ông trung niên hoàn toàn biến mất, trong mắt hắn lóe lên cảm xúc phức tạp, sau đó xoay người đi ra ngoài. Diệp Quân đi ra ngoài đại điện, lúc này cao thủ của nền văn minh Vĩnh Sinh và nền văn minh Cựu Thổ đã chặn bên ngoài, mười mấy người cùng nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt là sát khí và lửa giận rất rõ ràng. Diệp Quân nhìn mấy người họ, sau đó hắn bỗng biến thành một tia kiếm quang phóng lên cao. Một ông lão trong đó nổi giận quát, muốn trốn à? Dứt lời, ông ta cũng bay lên, tấn công về phía Diệp Quân. Diệp Quân vung tay chém xuống một kiếm. Ầm, một tia kiếm quang lóe lên, ông lão kia bị chiêu kiếm này của Diệp Quân chém trúng, vừa mới đáp xuống đất, đầu ông ta đã nứt ra. Máu tươi tuôn trào. Ông lão tức đến mức xanh mặt, ngăn hắn lại. Những người khác vội vàng bay về phía Diệp Quân. Còn Diệp Quân thì đi thẳng đến thành Thiên Đô. Tiểu Tháp hơi nghi ngờ, tiểu tử, người đi đến đây làm gì? Diệp Quân bình tĩnh đáp, chúng ta không trốn thoát được đâu. Tiểu Tháp nói, vậy cũng không nên chạy đến đây chứ, có khác nào tự chui đầu vào lưới đâu. Diệp Quân không nói gì, hắn đi thẳng vào trong thành. Mười mấy người kia đã chạy đến sau lưng hắn, thấy Diệp Quân đi về phía thành Thiên Đô, mười mấy người đều hơi ngơ ngác, tên này có ý gì vậy? Diệp Quân chậm rãi đi vào trong thành, đi chưa được bao lâu thì hắn dừng lại, cách mười mấy trượng trước mặt hắn có một quán trà nhỏ, bên ngoài quán trà đặt mấy cái bàn lộ thiên, trước một cái bàn có một cô gái mặc váy dài màu đen đang ngồi. Cô gái có mái tóc dài buông xõa, vô cùng xinh đẹp, cô ta ngồi thẳng lưng trước bàn trà. Hai tay cầm một tách trà kề sát miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, như đang thưởng thức hương vị của tách trà này. Diệp Quân đi thẳng tới, hắn ngồi xuống trước mặt cô gái, không nói gì mà cầm bình trà trên bàn lên rót cho mình một ly, sau đó uống cạn. Cô gái bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía hắn, cất lời, hương vị thế nào? Giọng nói của cô ta hơi lạnh lùng, tựa như suối lạnh rơi xuống đá. Diệp Quân đáp. Không cảm giác được gì cả. Cô gái nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt cô ta như có thể nhìn thấu lòng người. Đây là một tách trà bình thường, chỉ có thể bán với giá một kim tệ bình thường ở nơi này. Nhưng khi xuất hiện trong điện Thiên Đô, nó lại vô cùng có giá trị, vị trí rất quan trọng, con người cũng thế. Diệp Quân cười nói, lúc chưa đến nền văn minh Toại Minh, ta từng nói với các cô là ta sẵn sàng đầu hàng, nhưng các cô lại từ chối. Sao bây giờ lại muốn chiêu hàng ta rồi? Cô gái bình tĩnh nói, giá trị, ngươi phải chứng minh giá trị của ngươi, có giá trị, ngươi mới có tư cách đổi một vị trí khác. Diệp Quân nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ, vào khoảnh khắc biết ta xây dựng đạo thống trật tự, cô đã chưa từng có suy nghĩ để ta được sống, dù sao làm gì có ai muốn người khác xâm phạm lãnh thổ của mình đúng không? Cô điều động đạo chiếu, thứ nhất là muốn giết chết ta, nếu không thể giết được ta thì muốn tiện thể thử xem năng lực của ta thế nào. Nhưng có lẽ cô hơi bất ngờ. Vì ta đã dùng thực lực của mình ngăn cản đạo chiếu. Vì thế cô muốn thử một lần nữa, nhưng cô rất cẩn thận, cô chọn để thế lực khác đến thử, nên cô đã dùng đến con cờ tốt nhất mà cô đã đặt ở nền văn minh Cựu Thổ. Nói đến đây, hắn bật cười, bây giờ cô đợi ta ở đây, nói là muốn chiêu hàng, thật ra thì cũng không thật sự muốn như thế, vẫn câu nói cũ, mâu thuẫn giữa chúng ta không phải mâu thuẫn bình thường, mà là mâu thuẫn lập trường. Ta muốn xây dựng trật tự. Hơn nữa còn có chút thành tựu rồi, các cô không thể nào chấp nhận được điều này đúng không? Toại cổ kim cô nương. Toại cổ kim nâng tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó nói, đều đúng, nhưng ta đã đổi ý rồi, nếu ngươi chịu từ bỏ việc xây dựng trật tự, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Diệp Quân nhìn Toại cổ kim, ta
ta không chỉ phải từ bỏ trật tự của mình mà còn phải giao cái tháp kia ra đúng không? Toại cổ kim nhẹ nhàng đặt chung trà xuống, thật ra giữa hai chúng ta vẫn còn lựa chọn thứ ba, đương nhiên phải là lúc ban đầu. Ví dụ như khi biết ngươi đã xây dựng trật tự, ta có hai lựa chọn thứ nhất là giết chết ngươi luôn, lựa chọn thứ hai là lôi kéo ngươi. Nhưng có lẽ ngươi cũng biết dù ta lôi kéo ngươi, ngươi cũng sẽ không thật sự phục tùng nền văn minh Toại Minh, ngươi sẽ chỉ dựa vào nền văn minh Toại Minh để nâng cao thực lực của mình, đợi đến ngày có đủ thực lực rồi, ngươi sẽ thâu tóm cả nền văn minh này. Nói đến đây, cô ta lấy một quyển cổ tịch ra đưa tới trước mặt Diệp Quân. Đó là Quan Huyên Pháp. Toại cổ kim nhìn chằm chằm Diệp Quân, trong lòng ngươi có chúng sinh, trí ở vũ trụ, lôi kéo ngươi chẳng khác nào nuôi cáo trong nhà. Diệp Quân im lặng. Toại cổ kim nói tiếp, kế hoạch ban đầu của ngươi là gia nhập nền văn minh Toại Minh, sau đó mượn nền văn minh của chúng ta để phát triển thực lực và thế lực của mình. Nếu, ta nói là nếu, Diệp công tử, nếu một ngày nào đó thực lực của ngươi thật sự vượt qua cao thủ đứng đầu nền văn minh Toại Minh thì ngươi sẽ đối xử với chúng ta thế nào? Một giả thiết nữa, dù ngươi không tiêu diệt chúng ta, nhưng chắc chắn ngươi sẽ yêu cầu chúng ta nghe theo trật tự của ngươi. Nhưng ta cho ngươi biết, chúng ta có trật tự riêng của mình, chúng ta không muốn nghe theo trật tự của ngươi, nên ta chọn giết chết ngươi trước khi ngươi trở nên mạnh hơn thì có vấn đề gì sao? Diệp Quân im lặng, lại rót cho mình một chung trà, sau đó uống cạn, cười nói, cô nương suy nghĩ sâu xa, khiến ta cảm thấy khâm phục. Toại cổ kim lắc đầu, ngươi là một người không tệ, nhưng ta xin nói thẳng, ngươi vẫn chưa đủ tư cách làm đối thủ của ta là những người sau lưng ngươi, ngươi đánh cờ thật sự kia. Cô ta vừa nói xong, chân trời phía xa bỗng xuất hiện mấy chục khí thế đáng sợ. Có hai nhóm người đến, là người của nền văn minh Vĩnh Sinh và nền văn minh Cựu Thổ, dẫn đầu nền văn minh Vĩnh Sinh là một người đàn ông trung niên mặc áo gấm, cũng không mặc cơ giáp, trông rất thư sinh, giống như một nho sĩ vậy. Người này là đại trưởng lão hiện tại của nền văn minh Vĩnh Sinh, Phù Việt, trong nền văn minh Vĩnh Sinh, địa vị của ông ta có thể xếp vào top 5, hơn nữa còn là phái thực quyền. Dẫn đầu nền văn minh Cựu Thổ là một ông lão, người này là đại trưởng lão Khư Nghiệt. Sau lưng hai người họ đều có một nhóm cao thủ, khí thế mạnh mẽ. Vừa đến, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Diệp Quân. Đại trưởng lão Khư Nghiệt của nền văn minh Cựu Thổ nhìn chằm chằm Diệp Quân, giận dữ nói, theo ta được biết, Huyền Hư đối xử với ngươi không tệ, không chỉ cho ngươi đế mạch cực phẩm, còn giúp ngươi đến bí cảnh tiên phủ thăm dò, vì sao ngươi lại lấy oán báo ơn? Diệp Quân đáp, nếu ta nói tất cả những việc này đều chỉ là một cái bẫy thì ông có tin không? Khư Nghiệt híp mắt, ý ngươi là không phải ngươi giết y. Diệp Quân gật đầu, thật sự không phải ta giết. Buồn cười. Khư Nghiệt giận quá hóa cười, không phải ngươi giết thì tại sao kiếm của ngươi lại nằm trong người y, vì sao cơ giáp của y lại nằm trên người ngươi? Còn nữa, hắn tổng cộng chỉ có ba mạch đế nguyên cực phẩm, bây giờ ba mạch đế nguyên đó cũng đang nằm trong tay người đúng không? Diệp Quân im lặng. Mẹ kiếp! Tiểu Tháp bỗng giận dữ nói, thì ra tên kia cho ngươi mạch đế nguyên cực phẩm và cơ giáp là vì mục đích này. Diệp Quân nhìn về phía Khư Nghiệt kia, cười nói, y thật sự là tự sát. Nhảm nhí! Khư Nghiệt bỗng giận dữ gầm lên, sau tiếng gầm của ông ta, một khí thế đáng sợ kéo xuống từ chân trời, dù khí thế này rất đáng sợ, nhưng nó chỉ nhằm vào một mình Diệp Quân, vì thế tất cả mọi người xung quanh đều không cảm nhận được. Chỉ mỗi Diệp Quân có thể cảm nhận được. Diệp Quân động tâm niệm, một tia kiếm thế dâng trào, ngăn chặn uy áp khí thế kia. Thấy Diệp Quân dùng kiếm thế ngăn cản uy áp của mình, Khư Nghiệt híp mắt lại. Diệp Quân chậm rãi bước tới, Mục Huyền Hư kia thật sự đã tự sát, về lý do y tự sát thì. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim, có lẽ cô gái này biết rõ hơn ta. Toại Cổ Kim bình tĩnh hỏi, Diệp công tử có chứng cứ không? Đương nhiên là có. Diệp Quân bật cười, sau đó một quả cầu xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, có lẽ Toại Cổ Kim cô nương không biết đây là gì đâu nhỉ, để ta cho cô biết, đây là một thứ mà mẹ ta phát minh ra, tên là quả cầu ghi hình. Trời ạ! Tiểu Tháp kích động nói, con mẹ nó, ngươi, lúc trước ngươi bảo ta đưa cho ngươi thứ này, ta còn cho rằng ngươi muốn quay lại trận tỷ võ trong tháp Phũ Thánh, không ngờ ngươi lại vì mục đích này. Ngươi! Ngay từ đầu ngươi đã nghi ngờ Mục Huyền Hư kia rồi à? Diệp Quân gật đầu phải. Tiểu Tháp thắc mắc, tại sao ngươi lại nghi ngờ hắn ta? Diệp Quân bình tĩnh đáp,
lúc đầu ta cũng không nghi ngờ đâu, nhưng sau đó khi y cho ta mạch đế nguyên cực phẩm, ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Phải biết rằng cả một người như ung chủ cũng có rất ít mạch đế nguyên, đủ để thấy sự quý giá của đế nguyên cực phẩm này, mà y cứ muốn tặng cho ta. Tháp gia, người cảm thấy việc này là bình thường sao? Tiểu tháp hỏi, chỉ vì lý do này thôi à? Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, đương nhiên là không, tháp gia, người phải hiểu đối thủ của ta là ai? Là người thông minh nhất của nền văn minh Toại Minh, người thông minh như thế muốn nhằm vào ta, sao có thể chỉ phải một nha đầu ngốc như Hách Nhi đến được? Nên lúc đó ta càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, càng nghĩ càng thấy chuyện này không đơn giản như thế. Tiểu tháp nói, nên ngươi nghi ngờ Mục Huyền Hư à? Diệp Quân gật đầu, khi đó, ai đến tiếp cận ta thì kẻ đó càng đáng nghi, dù lúc Mục Huyền Hư tiếp cận ta, lý do động cơ đều rất đầy đủ. Đặc biệt là Mục Huyền Hư nói nền văn minh cựu thổ đã biết âm mưu của nền văn minh Toại Minh, nghe thật sự rất hợp tình hợp lý, dù là ta cũng cảm thấy không chê vào đâu được. Dù sao nền văn minh cựu thổ có thể tồn tại ở nơi này nhiều năm như thế, sao có thể dễ dàng bị nền văn minh Toại Minh gài bẫy được. Nhưng sâu trong lòng ta vẫn hơi đề phòng y. Tiểu tháp nói, vì sao? Diệp Quân bình tĩnh đáp, rất đơn giản, có thể không hại người, nhưng không thể không phòng người. Tiểu tháp run rẩy nói, không phải trước đây ngươi rất tin tưởng tiểu tử thiên thần kia à? Diệp Quân lắc đầu, tình huống không giống nhau, hơn nữa trước đây ta cũng không tin tưởng gã cho lắm. Tiểu tháp, Diệp Quân chậm rãi mở tay phải, quả cầu ghi hình bay lên, một màn sáng xuất hiện. Trong màn sáng ghi lại tất cả hình ảnh của hắn và Mục Huyền Hư từ khi rời khỏi thành Thiên Đô đến di tích Tiên Phủ, nhưng khi nhìn thấy Mục Huyền Hư tự sát, toàn bộ đất trời bỗng trở nên yên tĩnh. Diệp Quân quay đầu nhìn Toại Cổ Kim ngồi cách đó không xa, thật ra trong ván cờ này có hai con cờ, một là Hách Nhi cô nương kia, hai là Mục Huyền Hư. Lúc đầu ta cho rằng Hách Nhi là đồ bị vứt bỏ, nhưng không ngờ hai người đều bị vứt bỏ cả. Dứt lời, hắn chắp ngón tay. Quả cầu ghi hình kia chậm rãi bay đến trước mặt Toại Cổ Kim, Toại Cổ Kim cô nương, ván này cô thua rồi. Toại Cổ Kim im lặng nhìn quả cầu ghi hình kia, khóe miệng chậm rãi cong lên. Thấy thế, Diệp Quân cau mày, cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng nghĩ đến điều gì, sắc mặt hắn thoáng chốc tái đi, không đúng, không đúng, sao có thể? Tháp gia vội hỏi, sao vậy? Làm sao? Ngươi mau nói đi, ngươi muốn ta sốt ruột đến chết à? Không đúng. Lúc Diệp Quân nhìn thấy ý cười trên khóe miệng của Toại Cổ Kim, đầu tiên hắn cảm thấy không đúng lắm, chẳng mấy chốc, hắn hiểu ra, từ từ quay đầu nhìn chân trời, lúc này, đám người Khư Nghiệt đang bình tĩnh nhìn hắn. Một băng đảng. Ba nền văn minh vốn là cùng một băng đảng. Không chỉ nền văn minh Toại Minh muốn giết hắn, mà cả ba nền văn minh đều muốn giết hắn, mục đích của ba nền văn minh cựu thổ giống nhau, Mục Huyền Hư chỉ là cái cớ thôi. Chỗ không xa, Toại Cổ Kim đột nhiên đặt tách trà xuống, từ từ nói, như ngươi nói, thì mâu thuẫn của ngươi và nền văn minh Toại Minh ta là mâu thuẫn của cuộc chiến tranh giành đại đạo, ngươi và nền văn minh Vĩnh Sinh cùng cựu thổ cũng giống vậy. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, trước khi ngươi chưa tới, ta đã tìm được bọn họ, ta nói với bọn họ, nếu bọn họ hợp tác với nền văn minh Toại Minh ta, thì nền văn minh Toại Minh ta sẽ không quan tâm nữa, cho phép ngươi trưởng thành, đương nhiên, chắc chắn ngươi đang nghĩ. Ba nền văn minh chúng ta ắt sẽ có tâm tư xấu xa riêng, ước gì có thể âm thầm giết chết đối phương, ngươi nghĩ vậy cũng không sai, nhưng ngươi không để ý một chuyện, cho dù đó là tình hình ngươi muốn, thì phải với tiền đề là không có kẻ địch ngoài. Nếu có kẻ địch ngoài, tất nhiên chúng ta phải giải quyết kẻ địch ngoài trước, tránh cho trai cỏ đánh nhau, ngư ông được lợi. Diệp Quân nói, có điều ta không hiểu lắm, là nếu các ngươi đã hợp tác, vì sao phải mang Mục Huyền Hư ra? Đây không phải là làm điều vô nghĩa à? Có cần không? Toại Cổ Kim lắc đầu, ngươi không hiểu chính trị. Diệp Quân cau mày. Toại Cổ Kim từ từ đứng dậy, cô ta đi về phía Diệp Quân, danh không chính, thì ngôn không thuận, ngôn mà không thuận, thì chuyện khó thành, chúng ta phải phát động cuộc chiến tranh này, đặc biệt là chiến tranh của các nền văn minh, thì nhất định phải có một lý do đàng hoàng, chỉ có lý do đủ đàng hoàng, thì chúng ta mới có thể đoàn kết cả nền văn minh lại. Tập hợp mọi người, đương nhiên, vốn dĩ hắn cũng có thể không chết, chỉ không ngờ rằng nhát kiếm đó của ngươi lại có chút đặc biệt. Nói tới đây, cô ta dừng chân, nhìn Diệp Quân xa hàng trưởng trước mặt, nếu chỉ có mình ngươi, tất nhiên chúng ta không cần lôi thôi như vậy. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim chằm chằm, mục đích thật sự của các người là thế lực sau lưng ta.
nói thừa. Chân trời, Khư Nghiệt đột nhiên châm chọc nói, chỉ mình ngươi, cũng xứng để ba nền văn minh ta hợp tác à? Bây giờ chúng ta đang tuyên chiến với thế lực sau lưng ngươi thôi, hiểu chưa? Diệp Quân nhìn Khư Nghiệt, ông cũng xứng. Khư Nghiệt giận vô cùng, nhãi con vô lễ. Nói xong, ông ta đột nhiên giơ tay tát về phía Diệp Quân qua không trung, khi bàn tay rơi xuống, Diệp Quân lại xuất hiện trong một thế giới tối đen chưa xác định đầy kỳ quái, vô số sức mạnh khủng bố từ bốn phía tràn tới, muốn nghiền nát hắn. Keng! Một tiếng kiếm bỗng vang lên, tiếp đó, một luồng kiếm quang xông lên trời, mạnh mẽ chém vỡ thời không trước mặt. Diệp Quân quay lại vị trí lúc đầu, khoảnh khắc tiếp theo, hắn bỗng chém một kiếm về phía toại cổ kim trước mặt, toại cổ kim nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, sau đó, lúc nhát kiếm của Diệp Quân còn cách cô ta nửa trượng, đột nhiên, một cây trường thương xuyên qua không trung, đâm thẳng vào thân kiếm thanh huyên của hắn, sức mạnh khủng bố trong trường thương khiến cả hắn cũng phải lùi xa hàng trăm trượng. Còn trước mặt toại cổ kim, không biết từ lúc nào đã có một cô gái đứng đó, cô gái mặc chiến giáp màu trắng, tay cầm thương bạc, đang nhìn chằm chằm vào Diệp Quân. Chỗ ngựa trái của cô ta, có một chữ, võ, nhỏ. Võ quan. Ngoài võ quan đứng đầu, nền văn minh toại minh còn có bốn vị võ quan, bọn họ đều võ điện toại minh, phụ trách dạy dỗ thế hệ trẻ của nền văn hóa toại minh tu luyện võ đạo. Diệp Quân không rút kiếm ra nữa, hắn vừa dừng lại, đã dùng kiếm thanh huyên để xuyên thời không chạy trốn khỏi hiện trường. 36 kế, chạy là thượng sách. Hắn vừa đi vào trong đường hầm thời không, một cây trường thương có sát khí ngập trời đã lao vào đường hầm thời không chỗ hắn, cây trường thương vừa vào đường hầm thời không, sức mạnh đáng sợ trong đó đã khiến đường hầm thời không chấn động, sụp đổ ầm ầm, Diệp Quân không thể không dừng lại, bỗng xoay người chém một phát. Ầm, kiếm quang tan vỡ, Diệp Quân cầm kiếm lùi lại liên tục, trong lúc hắn lui về, cây trường thương kia lại hung hăng đánh về phía hắn lần nữa, sức mạnh trong trường thương thật sự quá khủng bố. Những nơi nó qua, thời không bốn phía đều bốc cháy như giấy, mau chóng hóa thành cho bụi. Hai mắt Diệp Quân khẽ hít, chân phải của hắn bỗng rậm một phát, hóa thành một luồng kiếm quang hung hăng chém qua, nhát kiếm này vừa chém vào trường thương, một luồng kiếm quang rực rỡ bỗng phát ra bốn phía, trường thương bị đánh bay, nơi xa, tay phải của cô gái giáp trắng mở ra, bắt lấy thương bạc thật vững, khoảnh khắc tiếp theo, người cô ta trở nên hư ảo, nơi xa. Xung quanh Diệp Quân bỗng xuất hiện những dư ảnh chi chít, tiếp đó, những tiếng sắt va vào nhau không ngừng vang lên từ tinh vực. Cận chiến. Đối diện với thế tấn công dữ dội như mưa to gió dữ của cô gái giáp trắng, Diệp Quân không thể không nâng cao tinh thần để đối phó. Nơi không xa, đám người toại cổ kim đang nhìn trận đấu ở kia, khi thấy Diệp Quân có thể đánh ngang tài với cô gái giáp trắng, mọi người xung quanh đều kinh ngạc vô cùng. Cô gái giáp trắng này đã đến đỉnh của cảnh giới tiên đế. Hơn nữa, còn là võ quan, từ nhỏ đã được nền văn minh toại minh bồi dưỡng cẩn thận, đồng thời còn được thừa kế võ quan, có thể nói, cô ta đã thuộc loại yêu nghiệt của yêu nghiệt trong cả cựu thổ rồi, có thể giết người sống vượt biên. Nhưng lúc này, cô ta lại bị người ta vượt qua. Sắc mặt của Khư Nghiệt thuộc nền văn minh cựu thổ và Phù Việt thuộc nền văn minh vĩnh sinh cũng hơi khó nhìn, thực lực của Diệp Quân này có phần vượt qua dự liệu của bọn họ rồi, phải biết là, Diệp Quân mới tới cảnh giới đại đế thôi. Sắc mặt toại cổ kim lại rất bình tĩnh, cô ta khu vực chiến đầu ở nơi xa, nói chính xác thì, cô ta đang nhìn chằm chằm vào kiếm thanh huyên của Diệp Quân. Ầm ầm. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang ở nơi xa bỗng phát ra, tiếp đó, Diệp Quân và cô gái giáp trắng đều lùi lại liên tục, còn xung quanh họ, vô số kiếm khí và thương mang bắn tung tóe, xé toạc tất cả, khủng bố vô cùng. Sau khi cô gái giáp trắng dừng lại, cô ta nhìn thương bạc trong tay mình. Chỉ thấy trên thương bạc toàn là vết kiếm chi chít. Kiếm trong tay Diệp Quân ở nơi xa thì ngược lại, bên trên không có tí vết thương nào. Tay phải Diệp Quân hơi run rẩy, kiếm thanh huyên rung kịch liệt, một tiếng kiếm lập tức vang khắp cả tinh hà. Hắn nhìn cô gái giáp trắng, lúc này cô gái giáp trắng cũng nhìn hắn, ánh mắt hai người va vào nhau, khoảnh khắc tiếp theo, hai người đồng thời biết mất tại chỗ. Xì, xì. Hai tiếng xé toạc sắc bén đột nhiên vang lên trong hiện trường, tiếp đó, một luồng kiếm quang hoàn chỉnh và một mảnh thương mang hung hăng đụng vào nhau, vừa tiếp xúc, một làn sóng xung kích có sức mạnh đáng sợ bỗng lan rộng ra bốn phía, bên cạnh toại cổ kim, một người đàn ông trung niên đột nhiên dẫm về trước một bước, bước chân vừa rơi xuống, sức mạnh của làn sóng xung kích lan tới trước mặt họ đã hóa thành hư vô.
người đàn ông trung niên lại lùi về sau người toại cổ kim. Khư Nghiệt và Phù Việt nhìn người đàn ông trung niên, đều hơi kinh ngạc. Nguyên Vũ, quan cận vệ của nền văn minh toại minh, cường giả đỉnh cấp của điện cận vệ, năm đó có tên tuổi lẫy lừng ở cựu thổ, bọn họ không ngờ vị này lại tự mình tới bảo vệ cho toại cổ kim. Hiện tại Diệp Quân cũng đã bộc lộ hỏa lực thật sự. Sau khi đánh tiếp khoảng một khắc, răng rắc, khi tiếng nứt vỡ giòn tan vang lên, thương bạc trong tay cô gái giáp trắng tan vỡ ầm ầm, kiếm thế mạnh mẽ chém cho cô gái giáp trắng phải lùi lại liên tục, ngay khi Diệp Quân muốn mượn thế giết chết cô ta, chỉ thấy hai tay cô gái giáp trắng bỗng chắp lại, sau đó đột nhiên di chuyển về hai bên, sau người cô ta, chục triệu cây trường thương hư ảo bỗng xuyên qua không trung, sau đó bắn về phía Diệp Quân. Diệp Quân không lùi mà tiến lên, bỗng nhiên một nhát kiếm hung hăng chém tới, nhát kiếm mạnh mẽ xé toạc một cái lỗ giữa hàng chục triệu trường thương hư ảo, lao thẳng về phía cô gái giáp trắng. Còn lúc này, cô gái giáp trắng chợt chỉ tay, nháy mắt, những trường thương quanh bất ngờ đổ vào người cô ta, sau đó bay ra khỏi đầu ngón tay của cô ta, nơi cô ta chỉ tay, xuất hiện nhiều luồng thương mang rực rỡ, hung hăng đâm vào mũi kiếm thanh huyên của Diệp Quân. Hai luồng sức mạnh vừa tiếp xúc, vô số kiếm thế và thương mang lại phát ra, hai người đều lui về, trong quá trình cô gái giáp trắng lùi lại, ngón tay trên tay phải của cô ta nổ tung trước tiên, tiếp đó, cả cánh tay phải nứt nẻ nhanh chóng, khi cô ta dừng lại, cánh tay phải của cô ta đã biến thành một cánh tay máu. Nơi xa, Diệp Quân vừa dừng lại, chớp mắt, hắn đã biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên đỉnh đầu cô gái giáp trắng, tiếp đó, một nhát kiếm quang chục ngàn trượng hung hăng chém vào cô ta. Hai mắt cô gái giáp trắng khẽ híp lại, cô ta mở lòng bàn tay trái ra, vô số thương ý tuôn ra như nước, sau đó hòa thành những cây trường thương lao về luồng kiếm quang của Diệp Quân. Tuy nhiên, lúc này thương ý của cô ta đã hoàn toàn không thể ngăn chặn kiếm ý và kiếm thế của Diệp Quân được. Kiếm của Diệp Quân xé nát vô số trường thương ngưng tụ từ thương ý, kiếm quang rơi thẳng xuống. Ầm! Khi một mảnh thương mang lớn vỡ nát, cô gái giáp trắng cũng bị đánh bay đi. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người ở chỗ không xa đều trầm xuống. Cô gái giáp trắng còn chưa dừng lại, kiếm của Diệp Quân đã đánh tới lần nữa, một luồng kiếm quang khủng bố nháy mắt đã đánh bay cô gái giáp trắng ra xa hàng chục ngàn trượng, song lần này, hắn không tiếp tục đi truy kích cô gái giáp trắng, kiếm thế xoay chuyển, giết thẳng về phía toại cổ kim ở một bên không xa. Hơn nữa, uy lực và tốc độ của nhát kiếm này đã tăng lên gấp bội lần. Khoảnh khắc này, mọi người bỗng tỉnh ngộ. Lúc trước thằng nhóc này đánh với cô gái giáp trắng, cứ tỏ yếu đuối, diễn mãi. Mục đích thật sự của hắn là bắt giặc thì bắt vua trước, là toại cổ kim này. Chỉ thấy trong nháy mắt, kiếm của Diệp Quân đã đánh tới trước mặt toại cổ kim.